Chương 701, quân vũ ý sắc mặt trang nghiêm, bình tĩnh chỉ huy đầy trí tuệ. Đám huyền thú từ trước đến nay lỏng lẻo, như nắm cát rời ở trong tay của hắn trước sau mới khoảng chừng một ngày rưỡi, thế nhưng đã dứt khoát trở thành hình mẫu cho đội ngũ công kích lợi hại. Điều cao tay của quân vũ ý nằm, ở chỗ hắn không cho nhóm huyền thú tiến công dồn dập loạn xạ, mà là phân ra thành các đợt, hơn nữa lại cho huyền thú cùng một chủng tộc liên kết thành đội đồng lòng tiến công. Như vậy khiến cho chúng hiểu được phương thức chiến đấu cũng như nhược điểm của nhau, từ đó tạo ra đội hình phối hợp chặt chẽ phi thường chiến thuật này là do ngày đó quân vô ý ở thiên nam lúc cùng với huyền thú đối đầu đã khiến hắn nảy ra ý nghĩ nếu có một ngày mình có thể nắm một đạo quân như vậy thì hẳn là tốt biết bao lúc ấy đàn huyền thú chỉ biết công kích loạn xạ toàn bộ thành viên đều xông lên và lúc đó quân vô ý liền nhìn ra được yếu điểm của đội ngũ huyền thú hiện tại thì đội ngũ này thực sự vào tay hắn những ưu điểm được điều chỉnh tức thì phóng đại lên vô số lần ngay cả nhược điểm cũng tự nhiên tận lực bị bài trừ. Sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên bội phần mà thôi. Dưới bất kỳ tình huống nào đều sắp xếp được một chiến thuật hợp lý, đây vốn là một vị đại tướng bách chiến bách thắng mà. Mà Tam gia quân vội y đúng là đã có một chút thành công ở điểm này, cho nên hắn dùng kinh nghiệm bách chiến bách thắng, trong chiến trận ngày trước dùng lại trong cuộc chiến ngày hôm nay. Vì thế ngay cả trong tình huống vội vàng vẫn có thể nhanh chóng bày binh bố trận quen thuộc, như ăn cơm hàng ngày vậy bằng không, cho dù là bản thân quân mạc tà có ý nghĩ như vậy, mà không được quân vô ý điều khiển áp dụng thì cũng chỉ là nói suông. Nhưng hiện tại dưới tình huống cực kỳ gấp gáp mà vẫn vây khốn được năm đại tôn giả, làm cho bọn họ lâm vào cảnh khổ chiến. Khuyết điểm ư. Bất luận trận chiến này kết quả như thế nào thì chiến thuật của quân vô ý đều là thành công khác thường. Nếu đã tuyệt không có một chút thất bại từ trước đến nay thì không phải may mắn. Thành công do may mắn nhất định không thể lâu dài thậm chí trong lòng Mai Tuyết Yên đang đứng một bên đang xem cuộc chiến, cũng phải nảy sinh ý niệm tự thẹn không bằng. Tài năng chỉ huy của quân vô ý quả nhiên là xứng với thiên tài trong một đời. Điểm lợi hại nhất chính là, hắn làm như thế nào lại khiến đám chỉ biết dùng sức như hùng khai sơn, hoàn toàn là rõ ràng không có phong thái giàn trận, mà vây hãm thành công năm đại tôn giả. Hơn nữa vòng vây đúng là chú đáo chặt chẽ đến như thế. Vấn đề này thật sự làm cho Mai Tuyết Yên trong mối suy tư vẫn không có cách giải phải biết rằng cả đám hung tợn này một khi nhận được mệnh lệnh chuẩn bị chiến đấu thì đua nhau kích động với thần thức của năm đại tôn giả sao lại không nhận ra được điều này nhưng bây giờ tình hình thực tế lại xuất hiện tình huống thực khó có thể lý giải đám lâu la của hùng khai sơn hồ liệt địa chính là không một tiếng động thần không biết quỷ không hay vây đánh mấy tôn giả đây quả thực là không thể tưởng tượng vấn đề này chờ đến sau khi chiến đấu chấm dứt thì mai tuyết yên hẳn phải khiêm tốn thỉnh giáo mới hiểu được Nguyên lai like lúc ấy nhóm thú vương ồn ào chen chúc cùng một chỗ để xem cuộc chiến, cả đám đều căng thẳng khó dằn nổi tranh nhau hít vai lắc mông chen tới chen lui, hết thảy nghe răng, múa vuốt gầm ghè với nhau. Sau khi nhận được ám chỉ của quân Mạc Tà, quân vô y nhanh trí liền nói, tất cả mọi người chen chúc ở một chỗ tự nhiên không được linh hoạt. Nhưng vì sao lại phải dồn cục ở bên này? Không phải vẫn còn có ba mặt khác sao? Tại sao không đến đấy xem? Mọi người đều tự mình đi tìm thôi, có điều là ngàn vạn lần phải cẩn thận chút chớ có để quấy dày trận đại chiến chỉ cần thế là được chính là một câu đề nghị rất đơn giản như vậy liền khiến đám thú vương một lòng muốn xem náo nhận ào ào tản ra cũng bởi vì đều muốn nhìn thêm rõ ràng nên chúng đều lựa chọn vị trí gần nhất và cũng thích hợp nhất với tầm nhìn của mình có điều đến khi chiến đấu thì đó cũng lại thực sự là nơi thích hợp để ra tay tốt nhất kết quả là càng làm cho năm vị tôn giả lúc này gặp cục diện khó xử về sau lúc biết điểm này thì mai tuyết yên đối với quân vô y bội phục sát đất quả nhiên không hổ là huyết y đại tướng chỉ một câu liền khiến cho vô số huyền thú tự động tiến vào cục diện hắn muốn bố trí càng làm cho năm đại tôn giả lâm vào tình thế ngày càng khó khăn chỉ riêng phần này âm hiểm cũng là không ai có thể bằng rồi chiến cuộc biến hóa dẫu nhỏ nhưng ngày càng kịch liệt nhưng gây cho năm vị tôn giả áp lực lớn nhất lại không phải là nhóm thú vương đang điên cuồng tấn công mà là từ một người khác Người này từ đầu tới đuôi đều không có tham gia chiến đấu, nhưng hắn lại hô to gọi nhỏ giống loài ruồi bọ đáng ghét làm, cho năm vị tôn giả đều muốn đợi dịp giết chết hắn, sau đó lại trà đạp thành thịt nát rồi để cho hắn sống lại và tiếp tục đạp cho thành thịt nát, cứ như thế lặp lại 10 vạn lần. Người đạt được vinh hạnh đặc biệt như thế dĩ nhiên là quân mạc Tả quân đại thiếu gia. Kẻ này vừa xem cuộc chiến, vừa chỉ huy, vui sướng hoa trần múa tay, mặt mày hớn hở, nước miếng bay tứ tung lời lẽ tuôn ra càng làm cho năm vị tôn giả đầy một bụng tức khí. Hùng Khai Sơn, sao ẩu thế? Ngươi thực là ngốc, đối phó đỗ tuyệt ngươi phải dùng hùng trưởng đánh vào đũng quần của hắn. Đánh vào bả vai có tác dụng cái giám nha, làm tổn thương chỗ yếu hại mới là quan trọng. Đánh chúng đũng quần mới là vương đạo. Không phải hắn có tên đỗ tuyệt sao, vậy cứ trực tiếp tuyệt diệt nói giống hắn, để cho hắn tên xứng với thực. Được rồi, cứ coi như đánh con của ngươi vậy. Đánh vào mông của hắn cho bục cúc hoa đi, đánh hắn không chết thì cũng làm hắn chết nhục. Để cho hắn tuyệt tử, tuyệt con chim, trước sau song tuyệt. Thạch bất sầu, một quyền này đáng đánh, cứ đánh vào mắt tên ngụy quân tử hoa phong vẫn này. Đúng, trước đêm hắn đánh thành gấu mèo, sao cho thoạt nhìn cũng là huyền thú. Nhắm đúng vào mắt tiếp tục đánh đi. Đồ đần, người đánh vào mặt của hắn không phải là tìm khó sao. Ra mặt hắn dày như thế, coi chừng phản chấn cũng đánh chết ngươi. Ngươi không biết hắn rất có thể tu luyện thần công kim kiểm cháo, phi diện bì trong truyền thuyết sao? Hạc lão tam, ngươi ngươi ngươi, ngươi phải thay đổi chiến thuật thôi, đây chính là thiên nhai tôn giả, có biết gì là thiên nhai sao? Thì phải là chân trời biết không? Đây là nói vị thiên nhai tôn giả vừa nhìn tình thế là không ổn rồi. Cứ tránh xa thiên nhai đi, rồi cứ tùy thời chuẩn bị quét chân hắn. Khúc vô tình, đơn đà độc đấu đánh cho sướng đi. Không nên gấp gáp, một lát nữa còn có một chuỗi bữa tiệc lớn sẽ có nhiều người đơn đà độc đấu với ngươi hơn, đảm bảo ngươi vừa lòng đẹp ý. Đơn đà độc đấu chính là một mình ngươi đơn đà độc đấu với toàn bộ chúng ta, đúng không? Đây chính là chân lý đó. Hơn nữa còn là chân lý của mấy nhà tam đại thánh địa các ngươi. Quả không xấu hổ là đơn đà độc đấu đích thực nha. Sát! Ngươi đừng trừng mắt nhìn ta, chú ý phòng thủ đi. Đồ đần! Ngươi đang ở đây đánh nhau đó, nhìn ta làm chi? Ngươi trợn mắt làm gì hả đồ đần? người ngứa ra thì đi tìm người đánh ngươi thực sự là mẹ ngươi biết bói tốt chân tử bi nhìn lại bản thân với bộ mặt già nua của ngươi đi chết tiệt chứ có mà thành trái cà vậy mà còn chen chân vào trốn đánh nhau ta dám đánh cuộc với ngươi nha con ruồi lỡ có đậu lên mặt thì mấy nếp nhăn trên mặt có thể lập tức kẹp chết nó đến là khó coi quả thực là giống quả cà phơi khô sau đó lại luộc qua một lần rồi tiếp tục phơi khô trông đến buồn nôn ngươi định đánh nhau thì ta không phản đối nhưng cuối cùng cũng muốn ngươi chỉnh đốn lại dung nhan đi. Khó coi như vậy mà cũng chạy đến, đến huyền thú gặp ngươi cũng ghê tởm. Nhìn một cái, nhìn một cái, run rẩy đi, đỏ mặt đi, thừa nhận ngươi lớn tuổi không được sao. Tức giận đi lão quỷ, lão tử chính là muốn chọc ngươi, làm ngươi tức chết. Tức chết đi này, lão sống dai hắc hắc, vô sỉ, vô sỉ, càng là vô sỉ. Chân tử bi tức giận cả người run rẩy, mặt mày đỏ rực, giận dữ mắng to lão cảm giác thấy mình tức muốn nổ bụng. Vô sỉ, hỗn đản, ngươi mới vô sỉ, cả nhà ngươi đều vô sỉ. Tổ tông 18 đời nhà ngươi cũng vô sỉ. Quân mạc tài nhảy lên mắng to, tựa hồ thập phần phẫn nộ, tiếp theo lại cạc cạc cười quái dị. Ngươi còn không biết xấu hổ nói đến người khác vô sỉ. Cái đồ thủ đoạn nhà ngươi căn bản chính là do lão thái thái dựa vào tường, mà sinh ra. Nghe cho rõ đi, hôm nay bản thiếu gia sẽ dạy cho ngươi, cái gọi là lão thái thái dựa vào tường để ra ngươi chính là đê tiện, vô sỉ hạ lưu thực sự tức giận sao ngài vẫn phải chuyên tâm chiến đấu đi ngoan nào ông mày đây là vì tốt cho ngươi mà khuyên trong lúc chiến đấu không nên phân tâm sát mới vừa nói cho ngươi biết không nên phân tâm nhìn xem đi có hại chứ vẫn là mông bị đá một cước qua wow. cá không ăn muối cá ươn cháu không nghe ta cháu chết không thể không nói mồm mép quân mạc ta thật sự là quá độc quả thực chính là vòi nước chảy mãi không ngừng mai tuyết yên nghe mà còn sợ hắn mệt nhưng tiểu tử này đúng là không biết đến chữ mệt cứ thao thao bất tuyệt, ngôn từ ô uế tuôn ra ùn ùn. Giống như là một đoàn rùi bọ vo ve quanh tai năm đại tôn giả, cứ ong ong kêu to suốt làm cho bọn họ tâm phiền ý loạn. Vốn trong lòng đang hối hận, lưu thu bỏ mạng lại khiến thêm phẫn nộ. Sau đó đột nhiên chịu áp lực bị vây quanh, còn mai tuyết yên như hổ rình mồi càng làm cho bọn hắn gánh đủ tâm sự. Hiện giờ lại bị tiểu tử này lải nhài kêu to thêm phần buồn bực. Mai Tuyết Yên cảm giác có chút mất mặt mạc tà, đừng mắng chửi nhiều, hơn nữa cũng rất khó nghe quân mạc ta kinh ngạc nhìn nàng cái gì nàng thực sự cho là ta dỗi dãi không có việc gì nên luyện giọng ở đây phải chăng là nàng thật sự nghĩ đội hình hiện tại đủ để vây chết bọn hắn năm người này chính là cao thủ cấp tôn giả đó nha hiện tại chẳng qua là bọn họ chờ cơ hội hoặc là đang suy nghĩ đối sách một khi cho bọn hắn cơ hội thì nháy mắt có thể lao ra xa chạy cao bay nàng không biết là ta làm như vậy rất hữu hiệu sao hãy xem mấy lão già này hiện tại đều đang tức giận đến sôi máu dưới tình huống này thì thần tiên cũng không thể nghĩ ra được đối sách vì thế đó là cơ hội tốt của chúng ta ta đang chiến đấu đó hiểu không nàng ngốc quân mạc tả cà cà cười hôm nay ca ca cho nàng thấy chỉ dùng miệng lưỡi cũng có thể giết người hơn nữa còn có thể giết chết tôn giả cao thủ cùng đẳng cấp với nàng đó quân mạc tả nói trôi chảy thuận tiện ngay cả mai tuyết yên cũng chịu công kích mai tuyết yên bị hắn ngụy biện nói đến choáng vắng đầu óc sau đó bị câu nói sau cùng của hắn làm tức giận đến đau bụng nàng hung hăng lườm hắn một cái rồi tức giận quay đầu đi chỗ khác ngay cả mai tuyết yên không trực tiếp chịu công kích mà còn bị hắn làm cho thành như vậy năm vị tôn giả trong cuộc càng khỏi cần phải nói mai tuyết yên vừa quay đầu nhìn lại mới phát hiện có vẻ như tiểu tử này nói thật sự có đạo lý cứ nhìn năm vị trong trận kia trong mắt mỗi người dường như đều bốc lửa trong tình huống này không cần nói đến lo lắng tìm đối sách ngay cả chiến đấu bình thường cũng gần như không thể tiến hành nhất là chân từ bi bị tổn hại thê thảm nhất, lão tức tối đến tay chân loạn nhịp, tròm dơ bạc trắng dựng ngược, ra chiêu đều có chút hỗn loạn. Quân mạc tà khơi gợi thành công lửa giận trong lòng năm vị tôn giả, thì tình hình trong cuộc càng thêm bùng cháy. Trực tiếp làm cho mỗi người đều đánh đến điên cuồng, âm thanh quyền cước nện vào da thịt vang lên bình bịch. Đám huyền thú đều là da dày thịt béo nên không sợ đau, nhóm tôn giả cũng dường như mình đồng ra sắt, lửa giận càng lúc càng bốc cao trong người. Hồ liệt địa, sao ngươi không đánh rắn dập đầu, không thấy được chân từ bi này lão cả đã muốn tức giận đến hỗn loạn chiêu thức sao. Nhanh chóng trực tiếp đè hắn xuống. Hung hăng vào. Được rồi, đâm vào đũng quần hắn, xuyên thủng cúc hoa hắn. Lại chiếu cố bụng dưới của hắn hai quyền. Đá vào mông, đạp lên ngực, đánh cho lộng óc đi. Nghĩ cũng sướng đây. Chân tử bi, ngươi có thích không? Cho lão mắt hung hăng cản quấy. Hung hăng cản quấy bà mẹ ngươi. Hồi đó trận động đất núi lở không đè chết ngươi hôm nay ta sẽ khiến ngươi tức chết mà ngươi có tức giận không chết thì cũng ghê tởm chết ngươi thùng thùng thương thùng thùng thương đánh cho chân tử bi không biết mẹ của hắn thùng thùng thương thùng thùng thương chân tử bi cũng đã không thể cuồng thùng thùng thương thùng thùng thương chân tử bi trong lòng vội vàng bụng dạ hốt hoảng trong gương là ai vậy nhìn trái nhìn phải đều là mặt heo vì thế trong lòng lo lắng về nhà hỏi lão nương lão nương nói đó chính là ngươi con của ta ơi làm sao lại bị người ta đánh thành heo thế này quân mạc ta chuẩn xác nhận xét chân từ bi là tôn giả phản ứng kịch liệt nhất cho nên ưu ái chiếu cố sức lực tiến hành tập trung công kích một đoạn vẻ thuận miệng nói xong bốn phía mọi người đồng thời ủng hộ tỷ phu thơ phú hay thật sự văn tài nha sau đó tất cả điên cuồng cười nói ồn ào một trận quân mạc ta cười dài hướng bốn phía ôm quyền vẻ mặt hớn hở đắc ý quá khen quá khen chân từ bi ồm ồm trách mắng đôi mắt tức giận xanh lè chỉ cảm thấy trong ngực càng ngày càng lồi lên cứ như sắp nổ mạnh một ngụ máu tươi ngược lên vọt tới cổ họng lại nuốt trở vào tuy rằng biết rõ đối phương đúng là chọc giận mình tới cực độ nhưng chỉ cố khắc chế không được tức giận khuôn mặt đã phồng lên thành màu đỏ tím khi xuất thủ ra chiêu càng thêm tán loạn soạt một tiếng trường kiếm của hồ liệt địa đâm vào bắp đùi của hắn chân từ bi đau đớn hét lên một tiếng huyền khí toàn thân chợt bùng nổ toàn bộ vù một tiếng trường kiếm đã bay ra ngoài hóa thành một đạo hào quang cắm và phía sau quân vô ý làm cho tam gia hoảng sợ máu tươi trên đùi chân từ bi kịch liệt bắn ra huyền thú đang vây công hắn bị huyền khí mạnh mẽ của hắn chấn lui ầm ầm tản ra sau đó lại tiếp tục xông tới nghiến răng nghiến lợi thừa nhận công kích của hắn điên cuồng phản công thình thịch Oanh mấy tiếng nổ hồ liệt địa rốt cục thành công đánh thật mạnh lên người chân từ bi bảy tám quyền phía sau chân từ bi một hóa hình đại hổ lại thừa cơ một cước sút mạnh lên mông hắn chân từ bi ngửa mặt lên trời hét lớn giận dữ cực điểm, loạn choạng ngả nghiêng, hai mắt phóng hỏa, nhưng trên thân vẫn phải chịu công kích kéo dài từ bốn phía, liên miên không dứt. Vị từ bi tôn giả đáng thương này, sống an nhàn sung sướng đã nhiều hơn 200 năm, ngày bình thường nghe được tất cả đều là lời a duịnh hót, nào có ai dám mắng hắn một câu, mà ngay cả chừng chừng mắt cũng không có. Nào nghĩ đến hôm nay bị bao nhiêu lời mắng chửi đổ ập xuống đầu một vố, trực tiếp đem nhiều hơn 200 năm thiệt thòi về phương diện này bổ sung đầy đủ, thậm chí còn có dư thật lớn bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới com cảm xúc kịch liệt biến hóa trực tiếp đưa lão lâm vào một hoàn cảnh hỗn độn lẽ ra lão tuyệt không chịu thiệt trong cuộc đấu này thế nhưng lúc này lại rơi vào hạ phong tuyệt đối đột nhiên một tiếng huýt gió ngân nga từ giữa sân vang lên liên miên không dứt khí thế thong dong âm thanh kéo dài này kỳ thực cũng không lớn nhưng khiến những lời quân mạc tài đang nói gơ nói vượn lập tức đè ép xuống hơn nữa tiếng huýt gió hết sức réo rắt có tác dụng chấn định tâm thần đám người đỗ tuyệt chân từ bi đúng là nháy mắt thanh tỉnh lại. Quân mạc tà biến sắc nhìn quanh thì thấy đúng là thiên nhai tôn giả thiếu thiên nhai, sắc mặt trang nghiêm đang trụ môi huyết gió. Dưới sự đả kích bằng thủ đoạn lưu manh của quân mạc tà, năm đại tôn giả càng ngày càng cảm thấy hoảng hốt gấp rút, có mấy người thậm chí tức giận tay chân lạnh cóng. Nhưng đám huyền thú thì lại càng đánh càng hăng, một đường cuồng tiếu, một đường đánh, khí thế cũng tùy theo mà lên tới đỉnh. Dưới tình thế này, tình thế của năm đại tôn giả càng ngày càng không ổn, thiên nhai tôn giả nhận ra rõ ràng dụng tâm hiểm ác của quân mạc tà nên dưới tình thế khẩn cấp phát ra một tràng tỏa hồn thần âm quân mạc tà nhất thời có chút tức giận méo mồm méo mắt vừa rồi nhìn thì như là nói hưu nói vượn nhưng lại chậm rãi kích động cơn giận của bọn họ quân mạc tà kỳ thật đã âm thầm vận khởi mê hồn đại pháp càng về sau mỗi một câu đều mang theo lực thôi miên mãnh liệt cũng tương tự như tác dụng kích động mắt thấy sắp đại công có thành tập trung để ý vào chân từ bi rất có khả năng sẽ bị chính mình làm cho tức chết không nghĩ tới đang ở giai đoạn khẩn yếu nhất lại bị thiếu thiên nhai quấy rối. Miếng ngon đến mồm lại bay mất, làm sao có thể không giận đây? Bất quá giận thì giận, đối với chuyện xấu này, quân đại thiếu gia xem ra tạm thời cũng không còn cách nào. Đối phương dù sao cũng đã thanh tỉnh lại, cẩn thận phòng bị tinh thần, mình có mắng thế chứ mắng nữa, cũng không có hiệu quả. Quân mạc tà, không cần uổng phí tâm cơ nữa. Dụng tâm hiểm ác của tiểu tặc nhà ngươi đã bị tỏa hồn thần âm, của lão phu phá vỡ, miễn cưỡng tiếp tục nữa cũng bất quá chính là tự bộc lộ thói xấu tự rước lấy nhục mà thôi tiếu thiên nhai chuyển đến thanh âm lạnh lùng kéo dài mà có vẻ vẫn còn dư lực đỗ tuyệt chân từ bi khúc vô tình hoa phong vẫn đồng thời xuất toàn lực nhằm hướng bắc lão phu tiếp ứng các ngươi tiếu thiên nhai hét lớn một tiếng mặt đất tốc tốc rung lên mai tuyết yên cho mày ánh mắt sáng ngời có chút ngoài ý muốn tiếu thiên nhai nhìn không ra ngươi che giấu thật kỹ thì ra đã đạt tới cảnh giới tôn giả cấp 3 ẩn giấu thực lực ở tôn giả cấp 2 nhiều năm như vậy. Tiếu thiên nhai lạnh lùng nói, mai tôn giả, trong thiên hạ cũng không phải chỉ có một mình ngươi mới có thể đột phá. Tiêu giao tôn giả cùng sinh tử tôn giả bọn họ sẽ đến. Tới lúc đó, mai tôn giả ngươi vẫn là lo lo lắng lắng tánh mạng của mình đi. Chúng ta đi. Tiếu thiên nhai gầm một tiếng điên cuồng, đột nhiên hai tay răng ra, thân mình dừng lại, tiếp theo bả vai run lên. Oanh một tiếng, từ trên người hắn tuôn ra đến một cỗ vũ khí tuyệt cường huyền khí, giống như là một quả bom nguyên tử cuồng bạo vậy đám người hạc trùng tiêu đang vây công hắn quát to một tiếng chỉ cảm thấy thân mình bị một cỗ đại lực không thể kháng cự bắn ra xa tiếu thiên nhai thân như sao băng khí thế toàn bộ khai hỏa công lực thi triển hết giống như một con thuyền lớn thế không thể cản ở bên trong đàn huyền thú đón gió phá sóng một đường hướng bắc tiếu thiên nhai công lực vô cùng cao siêu lúc trước sở dĩ cam tâm bị vây ở chỗ này chính là tưởng muốn nhờ công lực siêu cường của mình đánh cho đối thủ trở tay không kịp trong lòng lão chính là ôm tâm lý sẽ có thu hoạch, thế nên mới giả vờ yếu đuối, nếu là có thể đánh lén được Mai Tuyết Yên mới là tính toán sau cùng của hắn. Cho nên ngay từ đầu hắn căn bản cũng không có nghĩ đến bỏ chạy. Nhưng là hiện tại hắn bất đắc dĩ phải bỏ đi cái chủ ý này và bắt buộc bộc lộ ra thực lực chân chính của mình. Bởi vì, dưới sự chỉ huy của Quân Vô Ý, đàn huyền thú vốn chia năm xẻ bảy, giờ phút này lại hình thành Thiết Dũng trận, tối kiên cố tối vững vàng Thiết Dũng trận. Nếu là còn kiên trì đánh thêm, chỉ sợ trong năm người có thể sẽ có người bỏ mạng dưới đàn huyền thú này. Sáu người cùng đi, chết một lưu manh tôn giả lưu thu đã là tổn thất không nhỏ, nếu là quả thật lại chết thêm mấy người, kết quả cũng đủ thấy thê thảm. Cho nên hắn quyết định thật nhanh phá vây, toàn lực phá vây. Uy thế của tôn giả cấp 3 một khi lộ ra, quả nhiên giống như bẻ gãy cành khô mà làm mọi người tán loạn, nháy mắt liền sinh ra một con đường. Xà vương tiến đến cản lại, lại bị hắn lấy một chiêu đọ với trường kiếm, chấn bay ra ngoài thật xa. Cùng lúc đó, bốn vị tôn giả cùng hét lớn, đao mang đầy trời, kiếm khí bay tứ tung, đồng thời hướng về phía Tiếu Thiên Nhai cùng chọc sâu vào hướng bắc vọt tới. Phật quân vô y biến sắc, cờ nhỏ vung mạnh, thẳng tắp phía trước, liều mạng ngăn cản lại. Đây cũng là thủ đoạn công kích mạnh nhất trước mắt mà quân vô ý có thể đưa ra. Nếu để năm người này tạo ra lỗ hổng rồi tháo chạy, chẳng khác nào là thả hổ về rừng. Cho nên dù có xuất hiện hy sinh, cũng phải giữ được bọn họ ở tại chỗ này. Mai Tuyết Yên hét lên một tiếng, quát chạy đi đâu? Thân thể mềm mại chợt lóe, hư không tiêu thất, lúc xuất hiện trở lại thì đã tới trước mặt Tiếu Thiên Nhai. Bàn tay nhỏ nhắn xuất trưởng như hoa sen nở rộ, bạch khí suy suy từ trên tay nàng tuôn ra. Do tốc độ ma sát mạnh mẽ với không khí, nên ở cạnh bàn tay tuôn ra khói lửa màu xanh. Tiếu Thiên Nhai dầu tóc tung bay, điên cuồng hét lên một tiếng, toàn lực đánh ra, hai quyền như rồng điên mạnh mẽ xông ra, không tránh không né, chính diện đối chiến. Nếu là không thể chính diện đánh lui Mai Tuyết Yên, Hôm nay căn bản không có hy vọng toàn thân trở ra, cho nên Tiếu Thiên Nhai toàn lực ra tay, một lần quyết định, oanh một tiếng, trưởng quyền chạm nhau, một dòng khí mãnh liệt đến cực điểm từ giữa hai người tóe ra. Bốn phía người ngã chỏng gọng, Mai Tuyết Yên kêu lên một tiếng đau đớn, áo trắng nhẹ lướt mà từ từ lui ra ngoài, sắc mặt có chút trắng bệch tiếp đó lại chuyển thành một mảnh đỏ bừng. Còn Tiếu Thiên Nhai lại dường như không chút sức mẻ, trên mặt xẹt qua một tia đỏ tươi kỳ dị thậm chí không buông tha cấp tốc phi thân tiến tới, hai quyền như rồng điên rời ổ, như búa tạ sấm thần, tiếp tục hướng về phía Mai Tuyết Yên điên cuồng mà đến. Nhìn cục diện có thể nhận ra Mai Tuyết Yên bị rơi xuống hạ phong. Kỳ thật Mai Tuyết Yên vừa mới đột phá cấp 3, nhưng Tiếu Thiên Nhai này tiến vào cấp 3 cũng không phải lâu. Hai người công lực đại khái sàn sàn như nhau đều là 8 lạng nửa cân, thậm chí Mai Tuyết Yên còn hơi thắng một phần. Dù sao Mai Tuyết Yên là huyền thú thân, thân thể hơn xa nhân loại, mà ở vừa rồi dưới cường lực đụng nhau mai tuyết yên thấy được mình nắm phần phần thắng nên dựa thế thối lui đúng là muốn giảm bớt lực tránh bị thương là lựa chọn tốt nhất nhưng tiếu thiên nhai toan tính phá vây dựa vào cường lực chống từng bước không lùi thậm chí là áp sát đọ sức nhìn như chiếm thượng phong nhưng thật ra là có khổ mà không dám nói nội phủ đã bị chấn thương nhưng chỉ có như thế hắn mới có cơ hội đánh lui mai tuyết yên bởi vì hắn đoán chắc mai tuyết yên chính là chủ lực tuyệt đối trong chuyến này nàng tất nhiên không dám ở thời điểm này cùng mình ngạnh kháng mà tạo ra nội thương. Cho nên Mai Tuyết Yên e ngại thì cũng là cơ hội lớn nhất của Tiếu Thiên Nhai. Mà lúc này, tứ đại tôn giả đã thành công tụ lại phía sau Tiếu Thiên Nhai. Ở phía sau bọn họ, huyền thú đã bị thương nặng ngã xuống đến năm sáu con. Tôn giả cường giả toàn lực bạo phát, uy lực thật sự là biến thái. Ngay cả là đám huyền thú thể chất siêu cường, cũng khó có thể thừa nhận. Nhưng trường đại chiến này cũng không phải là không có tổn thất. Đỗ Tuyệt khóe miệng đã rớm máu, chân từ bi trên mặt một mảnh dữ tợn, khóe miệng máu tươi đầm đìa, hiển nhiên đều bị nội thương. Mà Tàn Đao Tôn giả khúc vô tình mặt không chút thay đổi, nhưng cũng là một màu trắng bệch, trên vai dễ thấy có một vết máu lớn. Năm vị tôn giả cũng không nghĩ tới, chỉ là đơn thuần muốn đào tẩu, cư nhiên cũng bị dồn đến tình trạng như vậy. Thảm như vậy thì trong đời bọn họ cũng là hiếm thấy, thậm chí là không hề có. Lại thêm một tiếng nổ mạnh, Mai Tuyết Yên lùi hai bước nữa, một đạo kiếm quang lành lạnh lóa mắt đột nhiên sáng lên là đoạn kiếm tôn giả hoa phong vẫn thừa dịp này thi triển người kiếm hợp nhất theo sát ngay sau tiếu thiên nhai lao về mai tuyết yên cấp tốc mà đến đừng cố gắng ngăn trở thả bọn họ đi qua tiếng của quân mạc tả vang lên thân hình mai tuyết yên chợt lóe hoa phong vẫn cuối cùng vượt qua toàn bộ cản trở mà xông ra ở trên mặt tuyết vạch ra một đạo lưu tinh sáng lạn đã dẫn đầu chạy ra khỏi vòng vây tiếp theo là tiếu thiên nhai lao lên ba người còn lại nối đuôi nhau phi theo thiết dũng trận mà quân vô ý bày ra đến chú đáo chặt chẽ đến cực điểm, rốt cục bị chọc ra một lỗ hồng. Các vị thú vương điên cuồng hò hét, liều mạng lao đến. Ngay tại thời điểm bọn họ vừa mới phá tan vòng vây, ở giữa tiếu thiên nhai và khúc vô tình đột nhiên oanh một tiếng vang lên, xuất hiện một cái hố to không hiểu từ đâu ra. Cái hố này to chừng hơn 10 trượng, còn chiều sâu cũng áng chừng 7-8 trượng. Cứ như vậy mà xuất hiện một cái hố to đến khó hiểu. Thổ chi lực. Tại thời khắc trí mạng này, quân mạc tà rốt cục ra tay xuất ra thần thông ngũ hành chi lực. Nếu có chiếc hố lớn như vậy xuất hiện vào thời điểm bình thường, cho dù là lớn gấp 10 lần đi chăng nữa, những đại cao thủ cấp tôn giả này chỉ nháy mắt đã vượt qua rồi. Nhưng hiện tại chớ trêu thay nó lại xuất hiện ngay tại thời điểm đang chạy chối chết, chân tay luống cuống, cũng đủ tạo thành một cái bẫy chết người. Nhất là Tiếu Thiên Nhai đã chạy qua chỗ này, đều không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm gì, đám người khúc vô tình đương nhiên yên tâm mà can đảm bước qua. Nhưng đúng lúc đó, một cái hố to xuất hiện khúc vô tình đỗ tuyệt cùng chân từ bi hoàn toàn không ngờ được với địa hình bằng phẳng lại có đông người thế này cũng có thể xuất hiện cạm bẫy bị bất ngờ không kịp đề phòng bịch một tiếng ba người đồng thời rớt xuống tiếu thiên nhai đi phía trước hét lên một tiếng điên cuồng thân hình cấp tốc dừng lại tay phải vung lên tháo thắt lưng nơi eo tung ra dùng sức vung lên nháy mắt biến thành một mảnh vải thật dài quấn lấy thân hình khúc vô tình suýt rơi vào bẫy thắt lưng rung lên kéo thân hình đang trao đảo của hắn bay ra ngoài lập tức một số lượng lớn huyền thú đã chắn giữa hai người cùng với hố to hai người đỗ tuyệt cùng chân từ bi còn chưa rơi xuống đáy hố đã vội để khí có ý định vọt lên nhưng vừa lúc đó một trận gào thét táp thẳng vào mặt hai người một con hắc nha huyền thú to lớn liều mạng phi thân đánh xuống hai người ở giữa không trung đều không thể mượn được ngoại lực trợ giúp có nguy cơ sẽ bị nện xuống phía dưới trong lòng hai người đều rõ ràng chỉ cần bị rơi xuống phía dưới mai tuyết yên sẽ như hổ rình mồi chờ ở bên trên Lúc đó cho dù là một chút hy vọng thoát đi cũng không có, cho nên nhất định phải lao ra trước khi bị nện xuống. Đỗ Tuyệt không hổ là Đỗ Tuyệt, hắn bỗng nhiên giống to, "Huynh đã bị thương, hãy hiểm trợ cho ta, ta sẽ báo thù cho huynh." Đỗ Tuyệt chính là tuyệt trong tuyệt tình, chỉ trong nháy mắt Đỗ Tuyệt đã đưa ra một cái quyết định tối ưu nhất. Trước mắt nếu hai người cùng muốn thoát đi, hiển nhiên chính là chuyện không thể nào. Nếu một người có thể chạy thoát vậy, thì vẫn còn một người có thể bảo toàn thực lực để báo thù cho người kia chân tử bi đã bị trọng thương nhiều chỗ, bất luận nội thương hay ngoại thương đều rất nghiêm trọng, hiện tại chính là người có thực lực kém nhất trong năm đại tôn giả. Cho dù có đi lên được bên trên, cũng chưa chắc có thể thoát khốn. Chân tử bi bi thương cười to, nói, được, hắn cũng là một người quyết đoán nên đưa ra quyết định thật nhanh. Hắn sử dụng toàn bộ huyền khí của bản thân, thân thể đang bay lên trên đột nhiên dừng lại, chờ cho thân hình đỗ tuyệt vừa lướt qua, đột nhiên vung trưởng toàn lực đẩy vào gan bàn chân đỗ tuyệt thân mình đỗ tuyệt như một lưỡi kiếm sắc bén bắn ra ngoài, tốc độ đột nhiên tăng gấp đôi. Mà thân hình chân từ bi lại bị phản lực rơi xuống nhanh hơn, trong lúc đó hắn dùng tất cả khí lực còn lại, của bản thân hét lớn thay ta giết quân mạc tà. Vừa hô xong câu này, thân mình hắn đã bị vô số huyền thú trùng kích, thân thể bị quyền cước nện vào trong lòng đất. Chân tử bi cũng biết mình đã ở trong tình thế khó vãn hồi, cho nên hắn quyết đoán lựa chọn thành toàn cho đỗ tuyệt. Nếu lúc này hai người còn tranh chấp, thì cho dù là một người cũng đừng mong thoát đi được tất cả đều là tôn giả cũng đã sống mấy trăm năm cũng đã nhìn thấu sinh tử lại nói lời lúc đó của đỗ tuyệt cũng là sự thật cho nên chân tử bi không chút do dự lựa chọn hy sinh hai người một ở độn thế tiên cung một từ trí tôn kim thành tranh đấu với nhau cũng đã nửa đời nhưng tại thời khắc sinh tử này không hẹn mà cùng lựa chọn toàn tâm toàn ý chân thành hợp tác chân tử bi thậm chí không tiếc hy sinh tánh mạng của mình quả nhiên đỗ tuyệt đã thành công trở ra nếu là người bình thường trong tình huống như vậy chỉ sợ sớm đã không còn khả năng suy nghĩ, nhưng chân từ bi lại trong nháy mắt đưa ra quyết định hy sinh tính mạng của chính mình, thành toàn cho đồng bọn. Phong phạm của nhân vật cấp tôn giả dù sao cũng vượt xa cao thủ bình thường. Đỗ tuyệt hét lớn một tiếng, lợi dụng lực trợ giúp của chân từ bi nhanh chóng đề khí phá không mà ra. Thân ảnh của hóa hình thú vương đã đánh tới trên đỉnh đầu, vị thú vương này bị hắn một kích phá tan thân thể. Trên thân hình to lớn xuất hiện một lỗ lớn đầy máu tươi cùng nội tạng bay ra. Ta chắc chắn sẽ báo thù cho huynh đỗ tuyệt giống to hắn dường như không có chút biểu hiện kiệt sức vẫn như vậy lao vút đi như thiểm điện phía trước chính là tiếu thiên nhai cùng khúc vô tình sắp được an toàn lưu lại đi đỗ tuyệt mai tuyết yên gầm lên một tiếng như thiểm điện xuất hiện ở phía sau lão thủ trưởng mạnh mẽ bổ ra đỗ tuyệt không nói không rằng toàn lực chạy trốn mai tuyết yên một chiêu đánh chúng bịch một tiếng đỗ tuyệt ngửa mặt lên trời phun ra một đoàn huyết vụ nhưng lão liều mạng lợi dụng trường lực của mai tuyết yên mặc kệ nội thương càng thêm trầm trọng, nương theo lực lượng một trường này tăng tốc độ chạy trốn. Cẩn thận phía sau, Tiếu Thiên Nhai quay người lại, vù vù hai trưởng đánh vào một con phi hành huyền thú đang nhằm đầu đỗ tuyệt, với hai khóe mắt trừng trừng nhìn lão. Đỗ tuyệt kinh hãi, bất chấp tất cả tăng tốc bay vút lên, phốc suy một tiếng, hắn chỉ cảm thấy lạnh run, một thanh kiếm đâm ngập vào bả vai của hắn, mũi kiếm xuyên qua đầu bên kia của bả vai. Mũi kiếm lóe lên nương theo cơ thể đỗ tuyệt tiến về phía trước, trường kiếm trong nháy mắt rút ra khỏi thân thể hắn. Đỗ Tuyệt điên cuồng hét lớn phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lại thêm vết thương há toang hoác. Ở phía sau hắn, Quân Mạc Tà cầm trường kiếm lao đến, thân mình bỗng nhiên xuất hiện ở không trung, nhìn Đỗ Tuyệt bằng ánh mắt thương hại, rồi thân ảnh hắn lại chợt lóe lên tiêu thất. Một kiếm này, hắn vận khởi âm dương độn pháp, trong âm dương độn lại thi triển nhân kiếm hợp nhất tạo thành một tuyệt mãnh sát chiêu, thế nhưng dưới một tiếng nhắc nhở của Tiếu Thiên Nhai lại thất bại trong găng tấc vốn hắn muốn đâm trúng hậu tâm của đỗ tuyệt, nhưng một kiếm này lại chỉ đâm vào trên vai. Không thể giết chết đỗ tuyệt ngay tay chỗ quả là một việc vô cùng đáng tiếc. Thậm chí, chân khí trên thân kiếm còn chưa kịp bùng nổ, đã bị đỗ tuyệt dùng tốc độ cao nhất thoát khỏi. Nhưng một kiếm này cũng đã đâm xuyên qua xương tỳ bà của đỗ tuyệt. Trên người tiếu thiên nhai chợt lóe lên ánh sáng trắng, vô số vũ khí từ trên đỉnh đầu bốc lên. Huyền lực mạnh mẽ của lão hiển nhiên đã vận động đến trình độ cao nhất, huyền thú bình thường căn bản không thể gây thương tích cho lão, thậm chí là không thể tới gần bên người lão. Lão vươn tay ra chuẩn bị tiếp ứng cho Đỗ Tuyệt, bởi vì lão nhìn ra được, Đỗ Tuyệt cũng đã là tên bay hết đà. Nếu mà không được tiếp ứng, chắc gì đã có thể thoát thân. Phía sau Đỗ Tuyệt bóng người chớp động, kiếm quang chớp động, Tiếu Thiên Nhai nổi giận gầm lên. Bọn chuột nhắt các ngươi dám! Đang toàn lực xuất trưởng, kiếm quang đột nhiên biến mất, bóng người cũng không thấy, nhưng bất ngờ một bàn tay đột nhiên xuất hiện trong không trung, hung hăng đánh vào giữa lưng Đỗ Tuyệt. Quân Mạc Tà lại một lần nữa hiện thân ra tay hai lần ra tay hai lần làm cho đỗ tuyệt trọng thương đỗ tuyệt lại phát ra một tiếng rên thảm thiết miệng mũi ngũ quan đều phun ra tia máu nên cũng không thể duy trì được nữa thân mình ở giữa không trung đột nhiên như diều đứt dây rơi xuống tiếu thiên nhai chạy vội tới nâng cơ thể của lão lên ôm trong ngực vẻ mặt bi phẫn quát to đi tiếu thiên nhai cùng khúc vô tình hai người bất chấp không ngừng lại chút nào hướng phía trước chạy gấp chân từ bi đâu khúc vô tình hỏi dồn dập lão đã chết vì cứu ta đỗ tuyệt ở trong ngực tiếu thiên nhai cơ hồ là đã hấp hối trong mắt đỗ tuyệt chảy ra một giọt lệ nóng nói xong những lời này lão liền hôn mê bất tỉnh dưới nội thương nghiêm trọng như vậy đỗ tuyệt đã như đèn cạn hết dầu khúc vô tình hét lớn một tiếng bi phẫn cực điểm muốn quay lại liều mạng trả thù lại bị tiếu thiên nhai kéo lại đúng lúc này lại thấy một vật đen thui bay về phía ba người chính là hùng khai sơn nổi giận đá một cước vào đầu thân thể của lưu thu đang nằm trên mặt đất tức giận mắng tới địa ngục đi. Một cước này lực đạo vô cùng cường đại, một cước đem đầu lưu thu bứt khỏi thân thể. Đầu của lưu thu tựa như sao băng xẹt ra ngoài. Khúc vô tình căm hận muốn chết mà gào một tiếng, một tay tiếp lấy đầu lâu của lưu thu, rồi cùng tiếu thiên nhai đồng thời tăng tốc biến mất ở trong gió tuyết mịt mờ. Trước lúc biến mất, mơ hồ có thể thấy tiếu thiên nhai lảo đảo hạ xuống, phun ra một ngụm máu tươi trên mặt đất. Vị tôn giả cấp 3 này cùng Mai Tuyết Yên đối kháng, cuối cùng cũng không kìm nén được nữa mà phun ra máu tươi trận chiến này, thật sự là chịu thiệt rất lớn. Nhìn hai người chạy trốn, bầy ưng đông nghịt chợt đuổi tới. Quân vội vung cờ nhỏ trong tay lên, Mai Tuyết Yên thấy thế, hú dài một tiếng, ưng vương giữa không trung lập tức rút về. Giặc cùng đường chớ đuổi, nếu tiếp tục đuổi, có thể sẽ trúng phải mai phục của bọn họ. Quân vội ý bình tĩnh nói, sau đó thở dài đáng tiếc cuối cùng lại để thoát đi bốn người, chỉ sợ sau này khó có thể có được cơ hội tốt lớn như vậy. Từ bên trong hố sâu, sau một tiếng vang cuối cùng thì thấy năm sáu vị thú vương vết thương chồng chất bò lên từ bi tôn giả chân từ bi bây giờ đã táng thân ở đáy hố sâu lão tuy sắp chết nhưng vẫn còn lực phản kích tự nổ huyền khí rốt cục vẫn kéo theo hai thú vương đồng quy vô tận những người khác cũng phải trọng thương nhưng huyền thú thể chất hơn xa loài người hơn nữa quân mạc tà dùng linh dược phụ trợ hoàn toàn có thể phục hồi lại như cũ chiến quả như vậy đã tương đối khá rồi sáu đại tôn giả chúng ta giết đã chết hai người bị thương nặng một hai người bị thương nhẹ. Chiến tích như vậy đã là huy hoàng rồi. Nếu muốn muốn diệt sát cả sáu người, không lưu lại một ai, đó là chuyện khó có khả năng. Mai Tuyết Yên vẻ mặt bi thương nhìn mấy vị thú vương chết đi. Đáng tiếc là mấy vị huynh đệ này, vừa mới hóa hình, còn chưa được hưởng chọn lạc thú nhân gian, đã phải táng thân ở nơi băng thiên tuyết địa ngàn dặm này. Chết sống có số, lão đại không cần quá thương tâm. Hùng Khai Sơn cùng Hạc Trùng Tiêu lên tiếng khàn khàn an ủi, hai người bọn họ tuy là an ủi Mai Tuyết Yên, nhưng trong mắt cũng là vô tận đau đớn. Trước mắt đã tới gần Ngân Thành đã xuất hiện tổn thất, từ hôm nay đến mùng 2 tháng 2 chống lại Tam Đại Thánh Địa ở Ngân Thành, không biết sẽ tạo lên cục diện thảm thiết như thế nào đây. Mai Tuyết Yên ánh mắt xa vời nhìn tuyết phong ẩn hiện trong mây mù, mà nhẹ giọng cảm thán. Mọi người đều trầm mặc, gió núi thổi vi vút, rét lạnh thấu xương. Tối nay bóng đêm dường như hết sức thâm trầm, Mai Tuyết Yên chậm rãi đi ra khỏi trướng bồng của mình ngắm nhìn bầu trời đêm, yên lặng thật lâu, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau, quân mạc tà cũng đi ra, không nói một lời, chỉ cùng Mai Tuyết Yên sánh vai đứng đó. Một lúc lâu sau, hắn rút cục mở miệng. Tuyết Yên, nàng đang nghĩ gì? Quân mạc tà nhẹ nhàng hỏi tiếp trong nàng hình như có tâm sự gì đó. Ta đang nghĩ tới trận đại chiến hai ngày sau. Mai Tuyết Yên ngửa mặt nhìn trời. Ta đang suy nghĩ, lần này thiên phạt xâm lâm xuất động lực lượng mạnh mẽ chưa từng có, vô luận số lượng hay chất lượng cũng là vạn năm mới có một nhưng cũng không phải là vì đoạt thiên chi chiến mà ra khỏi thiên phạt. Nhưng trải qua cuộc đại chiến ngân thành lần này, rốt cuộc còn bao nhiêu người có thể bình an trở về đây. Ta cũng đang suy nghĩ tới trận đại chiến hai ngày sau kia. Nhưng ta không có cùng ý nghĩ, với nàng quân mạc tà lộ ra vẻ tàn khốc mỉm cười nói. Ta nghĩ sau trận đại chiến này, tam đại thánh địa sẽ có bao nhiêu người có thể may mắn chạy trốn. Lại có bao nhiêu kẻ giống như chân từ bi cùng lưu thu, vĩnh viễn chôn xương ở miền đất này. Chàng không biết mai tuyết yên mệt mỏi lắc đâu tam đại thánh địa từ trước đến nay chưa xuất thủ nhiều tôn giả và thánh giả như vậy. Kể cả tình trạng gặp cường địch, nhưng chỉ cần không tới nỗi gây ra nguy hiểm cho thánh địa thì tôn giả và thánh giả của họ cũng không ra mặt. Đây là nguyên tắc, bởi vì đó mới là nền tảng cho sự tồn tại của của tam đại thánh địa. Mà lần này chỉ vì muốn dò xét tình hình họ đã xuất thủ ra sáu vị tôn giả. Như lúc trước Tiếu Thiên Nhai đã nói, còn có tiêu giao tôn giả cùng sinh tử tôn giả sắp tới nơi, ta tin tưởng đây là mối đe dọa rất lớn mà hai người kia 300 năm trước đã là tôn giả cấp 3, hiện tại không loại trừ khả năng họ đã là tôn giả cấp 4 rồi. Nếu bọn họ chưa bước chân vào cảnh giới cấp 4, thì ta còn có thể miễn cưỡng chống chọi với một người trong đó, nhưng nếu thực sự là tôn giả cấp 4 thì ta không phải là đối thủ. Chàng cũng không cần để bụng, căn bản chàng có biết cái gì gọi là tôn giả cấp 4 đâu. Mai Tuyết Yên khẽ thở dài quay sang nhìn thẳng, vào mắt quân mặc tà tôn giả cấp 4 có nghĩa là thân thể bọn họ đã từng được lôi điện rèn luyện thực lực cực kỳ mạnh mẽ của bọn họ sớm đã vượt qua trí tưởng tượng của chàng nếu bọn họ muốn thực tâm đối phó với chúng ta chỉ sợ lành ít giữ nhiều quân mặc tà trầm tư một hồi thản nhiên hỏi cảnh giới của nàng bây giờ chỉ mới là tu vi tôn giả cấp ba sơ cấp đúng đấy là nguyên do vì sao ta thực sự không có lòng tin có thể ứng phó với bọn họ thậm chí một trọi một ta cũng không có một phần hy vọng thắng nhìn quanh chúng ta không có ai là đối thủ của bọn họ muốn đối phó với họ chỉ có một cách ánh mắt Mai Tuyết Yên sáng lên nhìn quân mạc tà chính là huyền thú tự bạo. Hơn nữa, không chỉ một, mà cần bốn huyền thú đồng thời tự bạo mới có khả năng làm thương tổn tới bọn họ. Mai Tuyết Yên thở dài thôi bỏ đi, ngoài cách này ta đích thực cũng không còn đối sách nào nữa. Trừ khi, ta có thể trong một thời gian ngắn lại đột phá lên một lần nữa, nếu không trận chiến này thê thảm như thế nào, chúng ta sẽ chịu tổn thất nặng nề thì ta tuyệt đối có thể tưởng tượng được. Nhưng ta vừa mới đột phá tam cấp không lâu, hiện tại cũng chỉ là sơ cấp cảnh giới, muốn đột phá thêm một lần nữa ta tới nghĩ cũng còn không dám. Tam đại thánh địa xuất thủ ra đám nhân thủ này tuyệt không chú ý đến mặt mũi nữa. Trong thời gian ngắn nhất đột phá thêm lần nữa. Quân Mặc Tà ngẩn ra như có suy nghĩ gì nàng vừa mới đột phá không lâu, trước mắt huyền khí trong kinh mạch còn chưa được bổ sung đầy đủ. Mai Tuyết Yên lườm hắn một cái, không có chút nào tức giận trả lời đấy là lẽ thường, chẳng nhẽ chàng không biết sao. Vô luận là nhân loại hay huyền thú sau khi đột phá thì kinh mạch thay hình đổi dạng, huyền khí tiêu hao phải đợi huyền khí tràn đầy kinh mạch mới có thể tiến giai thêm một lần nữa. Chàng thật là, biết rồi mà còn cố gắng hỏi ta. Trận chiến này thực sự là nguy hiểm, chúng ta thực lực không đáng để trong mắt bọn họ, nếu tiếp tục chỉ chuốc lấy thiệt thòi cho bản thân. Nhưng không đánh không được, đã cưỡi trên lưng cọp muốn xuống cũng không được nữa rồi. Quân mạc tà cười, hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên tàn nhẫn trước tiên thông có thiên hạ, hùng hồ mà đến. Nếu lần này sợ chết mà bỏ về, như vậy, Quân gia cùng thiên phật xâm lâm liền đều trở thành trò cười của toàn bộ đại lục, thậm chí kết cục là vạn kiếp bất phục. Phong Tuyết Ngân Thành, không ngờ lại có cơ hội dồn ta tới bước đường cùng hay sao? Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên vô cùng thâm thúy. Tam Đại Thánh Địa lúc này đây lại muốn ỉ vào thực lực mạnh mẽ can thiệp, làm cho chúng ta trở tay không kịp. Chỉ sợ chủ ý của Tam Đại Thánh Địa là vậy. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng nói nhưng ta thật không ngờ Tam Đại Thánh Địa bị bức đến nỗi xuất động tôn giả, hơn nữa lại xuất thủ nhiều tôn giả như vậy ta vốn cho là phái ra ngoài một vài tôn giả làm người đứng đầu, cũng đã không tồi rồi, mà chỉ như thế đã là vi phạm di huấn của tổ tông. Không thể tưởng tượng được bọn họ cam lòng mạo hiểm chẳng cần e rè trước thiên hạ chỉ, để loại bỏ ta. Tiếu thiên nhai thực lực tuy rằng cũng đã đạt tới tôn giả cấp 3, cùng lắm chỉ sánh ngang với nàng. Hơn nữa lão đã thụ thương thực lực tất nhiên đã bị giảm bớt vài phần. Đỗ tuyệt lần này cũng bị trọng thương, không chết cũng đã may mắn rồi, chiến lực của hắn có thể xem nhẹ được, khúc vô tình thương thế chẳng kém gì tiếu thiên nhai, hai người chân từ bi cùng lưu thì đã chết rồi. Chỉ còn hoa phong vẫn chỉ bị vài vết thương nhẹ, coi như là nhân vật số một trong đám bọn họ. Quân mạc tà thản nhiên nói sáu vị tôn giả này nhiều lắm chỉ còn vài phần chiến lực, thậm chí là còn có thể yếu hơn, tin tưởng với chúng ta không phải là sự uy hiếp gì lớn cả. Cho nên chúng ta chỉ phải phòng bị hai lão là, tiêu giao tôn giả cùng sinh tử tôn giả. Không sai nhưng chúng ta khó đề phòng hai người bọn họ nhất, thậm chí chúng ta không có cách nào phòng ngự, trước bọn họ mai tuyết yên hít sâu một hơi luận về thực lực ở đội ngũ trung cấp thì chúng ta có thể thắng họ nhưng ở lực lượng cao cấp thì tranh lệch hai bên quá lớn thật sự cũng không nên bi quan như thế mưu sự tại nhân cho dù chỉ còn hy vọng cuối cùng cũng không được buông tay xe đến trước núi ắt có đường quân mạc tà ung dung cười lớn trên mặt lộ ra một nét giảo quyệt nói tiếp tuyết yên tối nay ca ca sẽ khiến cho nàng biết cái gì là kỳ tích nói xong triển khai thân pháp soát một tiếng lập tức liền phi thân ra ngoài làm gì Mai Tuyết Yên, vừa mới mở miệng nói đã thấy quân mặc đã ở ngoài xa liền mím môi đuổi theo. Hai đạo nhân ảnh tựa như bóng mờ lướt trên tuyết trắng. Rốt cục, quân mạc tà dừng lại ở một chỗ tuyết động thật dày trong hạp cốc. Xoát một tiếng Mai Tuyết Yên đã dừng lại bên cạnh hắn tới nơi này làm gì? Nàng xem, nơi đây ba ngọn núi vây quanh, mặt trăng nhô lên cao, đúng là nơi linh khí thật nồng đậm. Và lại ta cũng muốn giúp nàng đột phá cảnh giới cấp 4 quân mạc tà nói sơ qua, trong ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng điên cuồng. Chàng nói đùa gì vậy? Chẳng cho, là ăn một viên tiên đan liền có thể đột phá thành tôn giả cấp 4 hay sao?" Ách, Mai Tuyết Yên mắt trợn tròn, có chút giở khóc giở cười mắng, nhưng lời còn chưa dứt đã thấy Quân Mạc Tà đột nhiên đưa hai tay, gắt gao ôm lấy thân thể, ngay sau đó nàng cảm thấy trên bờ môi của mình một sự ấm áp lạ kỳ. Thân thể nàng chợt mềm nhũn ra mặc cho thân thể cường tráng của hắn nằm đè lên mình, trên mặt tuyết. Mai Tuyết Yên trong lòng thở dài, nguyên lai là hắn muốn chiếm tiện nghi của ta. Ôi lần này gặp kẻ cường địch khó biết sống chết thế nào ta, cũng nên cho hắn một cơ hội, bản thân mình cũng nên phóng túng một lần đi. Gặp tử địch thì sao, ta liều cái mạng này cũng không cho ai làm thương tổn tới hắn." Mai Tuyết Yên nhắm mắt lại, không còn ý phản kháng, đang muốn chiều chuộng người mình yêu thương, đột nhiên khiếp sợ tới cực điểm, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Không phải như nàng suy nghĩ, từ trong miệng quân mạc tà truyền đến một cỗ thiên địa linh khí vô cùng lớn, hơn nữa còn là linh khí rất tinh thuần thiên địa linh khí cứ thế ào ạt tuôn ra theo miệng quân mạc tà liên tục liên tục cơ hồ làm cho mai tuyết yên muốn ngạt thở lượng thiên địa linh khí nồng đậm và tinh thuấn như thế này là điều mơ ước của mai tuyết yên nhưng không có cách nào sở hữu được nó nhưng bây giờ kỳ tích lại xuất hiện ngay trước mặt mình mai tuyết yên trong lòng lo lắng mở to mắt nhìn quân mạc tà trong ảnh mắt lộ ra vẻ cầu sinh cùng lo lắng lo lắng quân mạc tà cứ như vậy vận chuyển thiên địa linh khí sẽ làm hại cho hắn nhưng khi nàng nhìn vào mắt hắn cảm thấy sự ấm áp cùng thoải mái, ánh mắt của hắn như muốn nói với nàng yên tâm, toàn lực hấp thu linh khí dung nhập vào bản thân đi, ta không sao. Mai Tuyết Yên rốt cục cũng tĩnh tâm, quyết tâm nhắm mắt lại, cảm thấy cơ thể mình vô lực. Kinh mạch trước kia tưởng chừng rộng lớn nhưng bây giờ như một dòng suối nhỏ bé, thiên địa linh khí trong người quân mặc tà truyền sang giống như Trường Giang đang không ngừng tuôn chảy vào kinh mạch của mình. Mai Tuyết Yên im lặng nằm dưới thân quân mạc tà, cảm giác sự ấm áp từ cơ thể cường tráng, của hắn chuyển qua dần dần tiến vào cảnh giới quên hết trời đất đây là phương pháp mà quân mặc tà luôn muốn sử dụng nhưng hắn lại không dám sử dụng nhất nhất trực tiếp điều động thiên địa linh khí từ hồng quân tháp lợi dụng bản thân làm cầu dẫn để người khác thăng tiến thực lực tuy nói rằng nếu chuyển vẫn linh khí theo lòng bàn tay của mai tuyết yên sẽ an toàn hơn một ít nhưng sẽ không nhanh được như vậy hơn nữa đấy là cách trực tiếp nhất rồi mà khi chuyển qua tay lại phải trải qua một lần tinh luyện nữa mất rất nhiều công sức thời gian không cho phép hắn làm như thế hơn nữa căn cơ của Mai Tuyết Yên có thể gánh vác được chuyện này. Quân Mạc Tà đang hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Mai Tuyết Yên, trong nháy mắt tập trung toàn bộ tinh thần vào Hồng Quân Tháp, Hồng Quân Tháp một lần nữa tản mắt ra thất thải quang mang. Hồng Quân Tháp chợt dựng đứng quay tròn trở nên to lớn không gì có thể sánh được. Cánh cửa Hồng Quân Tháp đột nhiên mở rộng, như vậy thiên địa linh khí tuôn trào như thác đổ, ngay sau đó Quân Mạc Tà và Hồng Quân Tháp ý thức hợp thành một thể trực tiếp đem cỗ linh khí dẫn tới miệng như vậy miệng hắn chẳng khác gì cửa lớn của hồng quân tháp thiên địa linh khí tinh thuần nồng đậm mãnh liệt mênh mông lấy hồng quân tháp chuyển vận tần suất gần đạt lục thành không ngừng không nghỉ tiến nhập thân thể mai tuyết yên tần suất chuyển vận ấy thật đáng kinh hãi cho dù căn cơ của mai tuyết yên có tốt như thế nào nếu cố chấp gắng ngượng cũng cũng không thể chịu đựng được cho nên quân mạc tà một mực cẩn thận khống chế tần suất chuyển động của hồng quân tháp một khi phát hiện mai tuyết yên không chịu đựng được liền ngừng lại dưới sự khống chế của quân mạc tà hồng quân tháp với lục thành tần suất điên cuồng bạo phát linh khí bình thường quân mạc tà luyện công chỉ là tiêu hao một chút linh khí rồi lại bổ sung chưa từng có dùng điên cuồng như vậy bao giờ phải biết rằng thiên địa linh khí trong kinh mạch của mai tuyết yên như con đê trước lũ chỉ cần sao nhãng một chút là kinh mạch liền sẽ vỡ tan nhưng lúc này mai tuyết yên không tỏ ra chút khó khăn nào điên cuồng hấp thụ cỗ linh khí từ miệng quân mạc tà truyền sang lúc này quân mạc tà mới hiểu được sự khủng bố của tôn giả quả nhiên manh mẽ như triều dân đem thiên hạ đặt dưới chân mình. Nhất định phải tăng lên. Ngàn vạn lần cần tăng lên. Trong lòng quân mạc tà trong lòng gào thét cầu nguyện. Cuối cùng quân mạc tà buộc phải sử dụng tới cách này. Nếu thất bại thì một khi đối đầu với tiêu giao tôn giả cùng sinh tử tôn giả mạnh, như vậy chỉ còn nước dơ tay chịu chói. Hoặc là chỉ còn đường rút lui khỏi vụ này. Đến tột cùng có làm được hay không, quân mạc tà cũng không có nửa điểm nắm chắc. Thời gian lẳng lặng trôi qua. Mai Tuyết Yên chỉ cảm giác trong thân thể biến hóa rất phi thường, lúc thì lạnh như băng lúc thì nóng như lửa đốt. Vô vàn thiên địa linh khí tiến nhập, vào cơ thể mình nhanh chóng chuyển vận khắp kinh mạch liền chuyển hóa thành huyền khí thứ, mà nàng vất vả khổ tu mới có được. Và lại thứ linh khí này lại vô cùng tinh thuần, rất nhanh sau khi vào kinh mạch liền chuyển hóa thành huyền khí. Việc Mai Tuyết Yên trước mắt cần làm thật đơn giản, chính là mau chóng tăng tốc độ vận chuyển huyền khí trong kinh mạch của mình, nhanh dần, nhanh dần. Trừ việc đó ra, những thứ khác nàng không cần quan tâm, không cần lo lắng, không cần tìm hiểu, thậm chí là không cần kích động. Tất cả đều có quân mạc tà vì nàng lo lắng. Tất cả đều có quân mạc tà làm chủ. Trong kinh mạch, huyền khí xanh biết tăng lên nhanh chóng. Giống như dòng suối khô cạn phút chốc trở thành dòng suối dốc rách chảy, tiếp đến biến thành một dòng sông nhỏ, sau đó ngày lớn lần, lớn dần rồi bành trướng trở thành một dòng sông lớn. Tất cả chuyện này xảy ra cực kỳ nhanh chóng. Như lúc trước chính mình cần mất vài chục năm thậm chí cả trăm năm tu luyện mới đạt, được huyền công cùng tiến cảnh bậc này, nhưng tối nay, tất cả các quan niệm trước kia của nàng đã bị xô đổ. Đột phá Tôn giả há có thể nhanh như vậy ư? Liên tục đề thăng, Tôn giả chia làm 3 cấp, trung cấp, đỉnh cấp, mỗi cấp cách nhau 11 bậc, sau khi đột phá, từ Tôn giả sơ cấp thành Tôn giả trung cấp phải mất một thời gian để tích lũy thêm huyền khí. Sau đó lại phải vượt qua 11 bậc nữa mới có thể trở thành Tôn giả đỉnh phong. Linh khí tinh thuần điên cuồng đưa vào như vậy, khiến Mai Tuyết Yên có cảm giác mình đang nằm mơ thiên địa linh khí điên cuồng đưa vào kinh mạch của Mai Tuyết Yên, không tới hai canh giờ dần dần lớn lên, dần dần bành trướng khiến kinh mạch như muốn vỡ ra, hơn thế linh khí vẫn không ngừng, không ngừng chuyển qua cơ thể nàng. Kinh mạch của Mai Tuyết Yên lúc này tựa như một hồ chứa nước, mà ở phía trên hồ này chính là biển rộng đang bị ngăn cách. Hôm nay, biển rộng đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, từ lỗ hổng đó tạo ra lũ lụt điên cuồng dần dần làm đầy hồ nhỏ, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, bỗng nhiên trên bầu trời nổi lên một trận gió xoáy kéo theo vô số tuyết, trên mặt đất lên cao oanh một tiếng rồi tản ra xung quanh, tiếp theo gió bắt đầu nổi lên. Sức gió càng ngày càng mạnh, bầu trời quang đãng, trăng sao chiếu sáng đột nhiên trở nên u ám. Mây đen từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến, sấm sét nổi lên giống như thiên binh thiên tướng nhận được lệnh triệu tập, ầm ầm kéo tới. Tầng tầng lớp lớp, mây mờ cuồn cuộn, phía sau chen lấn phía trước rồi lại bị những tầng mây phía sau che khuất vạn lý tinh không trong nháy mắt đã bị bao phủ bởi mây đen, che kín trời đất, duỗi tay không thấy năm ngón. Tốc độ như vậy, cho dù là mùa hè cũng khó xuất hiện, nhưng kỳ tượng này lại diễn ra vào trời đông giá rét. Trên bầu trời, gió càng ngày càng mạnh, từng đợt gió thê lương cuồng bạo đánh vào thân cây, cả núi rừng như run rẩy trước cơn thịnh nộ của cuồng phong, liên miên hết trận này tới trận khác. Vô số cành cây bị gãy bị cuốn lên răng kín bầu trời liền, sau một khắc tự nhiên biến mất, không biết đi về đâu tầng mây càng ngày càng dày, càng ngày càng rộng, càng ngày càng thấp, với một loại khí thế không thể chống đỡ, nặng chịu áp xuống. Một loại khí thế tranh phong nghiêm trang đột nhiên đã tràn ngập thiên địa trong lúc đó. Trong đó có một loại ánh sáng kỳ lạ xuất hiện, giữa đám mây lại có vô số luồng điện quang lóe lên, tập trung lại, như đang chuẩn bị giáng xuống. Đấy chính là lôi thần chi nộ. Hơn nữa lại là thiên địa chi uy. Mơ hồ nặng nề tiếng sấm từ chín tầng trời thong thả truyền đến, lúc nghe như từ tam thập tam thiên truyền xuống lúc lại như xét đánh ngang tai, lúc thì như từ chính trong lòng phát ra. Cái loại khí thế khủng bố này cơ hồ có thể làm người ta phát điên tại chỗ. Nơi này chính là cực Bắc Tuyết Sơn. Vốn từ vạn năm qua chưa từng thấy qua lôi điện đánh xuống. Vậy mà vào lúc này, đang mùa đông mà Tuyết Sơn lại xuất hiện lôi điện, thật là một hiện tượng kỳ quái. Trước mắt, ngoài phía xa trăm dặm, ba đội nhân mã đang phi như bay về phía Tuyết Sơn. Một trận gió nhẹ nổi lên, bỗng nhiên trời tối sầm lại đám người này đột nhiên dừng cước bộ trong lòng cảm thấy một áp lực khổng lồ ba trung niên cầm đầu đồng thời sắc mặt đại biến thiên địa chi uy phong lôi chi lực là ai đột phá rốt cuộc là ai đột phá lại khiến cho trời đất thay đổi như vậy không thể tưởng tượng được tại cực bắc lại có cao thủ bậc này tồn tại chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio một người dâu đen trong áo trùng trắng che kín cả thân hình ngẩng đầu nhìn bầu trời đang lóe lên từng tia chớp như ngân giả ẩn hiện thần sắc kinh ngạc mà trầm trọng không sai, chỉ có tôn giả cấp 4 trở lên hoặc là thánh giả đột phá mới xuất hiện hiện quái dị này. Tiêu giao huynh, chỉ sợ người đang đột phá này thực lực không thể coi thường, phải biết rằng nơi này chính là cực bắc tuyết sơn. Một người trung niên mặc áo vải xám trên mặt lộ vẻ tự ti nói. Mùa đông hết sức lạnh, hơn nữa đang ở cực bắc tuyết sơn, mà người này vẫn có thể gây ra thanh thế lôi điện thiên phạt. Chỉ riêng điều này thôi đã khiến cho đám người này không thể tưởng tượng được thực lực của hắn khủng bố tới cỡ nào. Còn một vị trung niên dẫn đầu sắc mặt cực kỳ trầm trọng nhìn thấy dị biến, trên bầu trời thản nhiên nói: "Vốn tưởng lúc này có ta đích thân ra tay, thì Phong Tuyết Ngân Thành đã nắm chắc phần thắng là việc không ai có thể nghi ngờ. Không ngờ thật là trùng hợp, nơi này lại xuất hiện một cao thủ khủng bố như vậy. Nếu như người này đứng về phía kẻ địch, như vậy tiêu giao, sinh tử, chuyện vui của hai chúng ta vui không thể hoàn thành được. Không thể trùng hợp như thế được." Một người trong đám hô lên, cùng với vẻ mặt lo lắng, hắn trầm tư một lúc rồi nói: mọi người thử đến chỗ người kia xem chú ý không cần kinh động người này nếu có thể thì chúng ta không đối đầu với người này là tốt nhất hai người khác cùng hô lên ba đội nhân mã liền lao đi như tên bắn trong đêm hướng về nơi phát ra điện quang tất cả mọi người tới đây đương nhiên đều biết phải tìm kiếm như thế nào bên trong phong tuyết ngân thành mọi người đều ngây ngốc đứng ở bên ngoài nhà kinh hãi nhìn lên bầu trời không ai có thể hiểu đang có chuyện gì xảy ra nếu là trước đó có kẻ nào nói nơi này sẽ xuất hiện lôi điện oanh kích chỉ sợ đám người này sẽ dè biểu hắn, cho hắn tắm bằng nước bọt. Nhưng bây giờ, cái việc không thể xảy ra lại xuất hiện sờ sờ trước mắt tất cả mọi người. Có không ít người véo vào cánh tay, trên mặt vẫn còn vẻ nghi ngờ liền hung hăng véo mạnh vào bắp đùi một lần nữa, cho chắc. Này thật không phải đang nằm mơ hay sao? Thật vừa khéo, một đội nhân mã tại thời khắc vi diệu này đã tới phong tuyết Ngân Thành. Đệ tử canh cửa của Ngân Thành trực tiếp bị đánh ngất đi, cầm đầu đám người này là một người sắc mặt cực kỳ thâm trầm. Thân hình người này nhẹ nhàng đáp xuống trong sân Ngân Thành đại điện nói, Người chủ sự của ngân thành ở đâu? Tam đại thánh địa đến giúp, vì sao không thấy có người tiến đến nghênh đón? Hóa ra chính là đám người Tiếu Thiên Nhai. Mấy người Hàn Trảm Mộng, Tiêu Hành Vân nghe được tin tức, vội vàng dẫn người nghênh đón. Hàn Trảm Mộng tâm tình cực kỳ phức tạp, còn Tiêu Hành Vân thì mừng rỡ như điên. Đặc biệt là khi thấy người vừa đến là từ Chí Tôn Kim Thành, thậm chí còn có cả tổ tiên Tiêu gia ở trong đó lại càng vui mừng gấp bội. Đích thân mình ra nghênh đón rất nhiệt tình. Tiếu Thiên Nhai hừ lạnh một tiếng sắc mặt có chút nghi hoặc nhìn bầu trời u ám hòa chung với lôi điện lập tức phân phó nói thu xếp phòng khách chúng ta trước tiên ở lại nghỉ ngơi đã đám người tiêu hành vân mới phát hiện ra vài vị cầm đầu trong nhóm đều tản ra khí tức của cường đại cao thủ thế nhưng mỗi người trong họ đều bị thương vị tiền bối này đây là làm sao vậy tiêu hành vân cẩn thận hỏi một câu làm sao vậy còn không phải tại đám người các ngươi đánh rắm thiên nhai kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt trầm trọng liếc mắt nhìn Tiêu Hành Vân một cái, trong mắt có mơ hồ hận ý. Chúng ta vừa mới cùng đám người quân mạc tà đại chiến một trận, từ bi tôn giả chân từ bi chân huynh, lưu manh tôn giả lưu thu lưu huynh đã phải chôn xương ở tuyết sơn. Tiêu Hành Vân, đây là họa do đám người tiêu ra các ngươi gây ra, còn hỏi cái gì nữa? Tiêu Hành Vân như bị xét đánh ngang tai, ngẩn ra tại chỗ, im lặng một hồi hắn mới chịu mở miệng lại có việc này. Chẳng lẽ quân gia kia thực lực đã hùng hậu tới mức đấy rồi sao? chỉ tính tới cửu cấp huyền thú tới đây ít nhất cũng đến hai ngàn. Thực lực thế nào, ngươi tự mình suy nghĩ đi. Đoạn kiếm tôn giả hoa phong vẫn lạnh lùng nói. Tiêu hành vân vừa nghe thấy liền giật mình, thất thanh hét lên, đờ người ra tại chỗ. Hoa phong vẫn căn bản không có để ý đến hắn, bàng hoàng nhìn lên bầu trời quỷ dị kia rồi nói phù huynh, đây là có phải đỉnh phong cường giả đang đột phá không? Tiếu thiên nhai sắc mặt âm trầm mà nói không sai. Tất nhiên là có cường giả cao cấp nhất vào thời khắc này đột phá, nếu không tại một nơi cực bắc, như thế làm sao lại xuất hiện hiện tượng quái lạ như vậy? Hoa Phong vẫn trên mặt hiện ra vẻ hâm mộ, thần trí ngơ ngẩn, chợt nhìn thấy một đạo lôi điện xuất hiện. Phù huynh nghĩ xem người này có thể là mai tôn giả hay không? Tàn đao tôn giả khúc vô tình hỏi. Tuyệt không có khả năng, tu vi của nàng nhiều lắm chỉ cũng xếp ngang hàng lão phu. Đều là tôn giả sơ cấp, muốn đạt tới đỉnh phong ít nhất cũng phải mất 300 năm khổ luyện nữa, làm sao nàng có thể đột phá được? tiếu thiên nhai gửi một tiếng nếu nàng ta có thể đột phá lên đỉnh phong thì lão phu cũng có thể đột phá thành thánh giả mọi người cười cười bọn họ là những người có kiến thức rộng rãi tất cả đều hiểu rằng phán đoán của tiếu thiên nhai là hoàn toàn hợp lý lập tức sai người trong ngân thành an bài một căn phòng yên tĩnh để đỗ tuyệt tiến vào nghỉ ngơi sau đó mọi người đều tập trung hết ở sân rộng nhìn lên trời cảm thụ được biến động đất trời trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng trên không tiếng sấm vừa truyền đến thì trong mắt Mai Tuyết Yên mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Thái độ liền thay đổi ngay lập tức, bắt đầu kịch liệt dãy ruộng. Bởi vì nàng biết đã đến thời điểm quan trọng. Muốn đột phá thì phải nếm thử uy lực của lôi điện. Bản thân nàng còn không thể chắc chắn mình liệu mình có vượt qua hay không, dù sao ít nhất nàng còn có cơ hội. Nhưng nếu là quân mạc ta còn cùng nàng ở cùng nhau, hắn lại không có khả năng kháng cự với lôi điện. Hắn chỉ như ương cập chỉ ngư, chắc chắn rơi vào hôi phi yên diệt thân thể yểu điệu của mai tuyết yên kịch liệt dãy giụa trong đôi mắt to tràn ngập lo lắng cùng cầu khẩn nhìn gương mặt quân mạc tà gần trong găng tấc trong ánh mắt lộ ra vẻ đau thương như mì lẫn van xin mãnh liệt xin chàng mau rời xa ta xin chàng buông vòng tay ra chỉ khi chàng an toàn rồi như vậy ta mới có dũng khí vượt qua cửa ải này van cầu chàng hãy mau chóng rời khỏi ta nàng mặc dù cũng không có thốt lên lời nào nhưng quân mạc tả lại rõ ràng có thể nghe được tiếng lòng của nàng quân mạc tà vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích, lại càng dùng sức khống chế thân hình Mai Tuyết Yên, hầu như dùng hết tất cả khí lực của hắn. Quân mạc tà vì có thể khống chế được Mai Tuyết Yên, thậm chí thu hồi toàn bộ chân lực phòng hộ, khỏi các khớp ngón tay ngón chân vốn yếu ớt nhất, trong toàn thân. Hắn di chuyển lực đó, đến những nơi mà Mai Tuyết Yên có thể sử dụng lực để dễ dụa. Nếu một khi Mai Tuyết Yên mạnh mẽ tách rời hắn, như vậy trước hết sẽ làm đứt đoạn tứ chi của quân mạc tà. Loại phương pháp này cực kỳ cực đoan, vì sau khi tứ chi đứt đoạn thì ở chỗ này lôi điện sẽ giáng xuống dày đặc, chỉ cần uy thế còn lại cũng đủ làm cho hắn tan xác. Cho nên Mai Tuyết Yên căn bản không dám dễ dụa. Tiếp theo, Mai Tuyết Yên chợt lạnh cả người, ánh mắt chững chạc lại trở nên kinh hoàng, trở nên tuyệt vọng. Nàng cảm thụ được tầng mây trên không trung càng ngày càng thấp, giải lôi điện trong tầng mây càng ngày càng dày đặc. Nước mắt nàng rốt cục tí tách chảy ra, nàng gần như cầu khẩn nhìn quân mạc tà. Môi bị phủ kín, nhưng trong lòng nàng rõ ràng đầy nỗi tuyệt vọng cùng buồn bã giờ khắc này mai tuyết yên tan nát cõi lòng rồi oan gia nếu là trên thế giới này đã không có chàng ta đây cho dù có thể đột phá tới cấp thánh vương thì cũng có ý nghĩa gì đâu van cầu chàng buông ta ra quân mạc ta gắt gao nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng ánh mắt ấm áp mà gần như trở nên nghiêm khắc một đôi mắt trong suốt lạnh như băng soi vào con ngươi của mai tuyết yên làm hiện ra vẻ cực kỳ nghiêm khắc thể hiện sự cảnh báo cực kỳ rõ ràng đừng nhúc nhích nàng còn dám di chuyển vừa động thử xem xem Mai Tuyết Yên rốt cục cả người vô lực đình chỉ dãy ruộng, nước mắt như suối theo nhau chảy xuống. Nàng cảm nhận được thiên địa linh lực vẫn ồ ồ, ồ ạt ạt chảy vào kinh mạch mình. Rốt cục ẩm, cửa ải tôn giả cấp 4 cuối cùng cũng đã được đả thông rồi. Lượng thiên địa linh khí thể hiện càng lúc càng đậm đặc với một lượng lớn dễ, như bỡn ùa vào thân thể nàng. Mà nàng giờ khắc này đã cảm nhận rõ ràng được một tầng cảnh giới khác mới tinh, cường đại mà thần bí. Lẽ ra, đó chính là giấc mộng từ bao của nàng nguyện vọng bao nhiêu năm một khi thành hiện thực lẽ ra phải là lúc vui sướng cùng hưng phấn nhất nhưng trong lòng mai tuyết yên đến nửa điểm cảm giác như vậy cũng không có tất cả cảm giác của nàng đều là tuyệt vọng bởi vì giữa không trung đột ngột một trận lóe sáng cơ hồ là tất cả đất trời đều bừng sáng những tia chớp lớn chói lòa với tốc độ không gì sánh kịp ầm ầm nối liền đất trời mục tiêu đúng là đầu của quân mạc tà mai tuyết yên buồn bã nhắm mắt lại nàng cũng triệt hồi huyền khí phòng hộ bản thân Oan gia, chàng đã không muốn rời đi thì chúng ta đơn giản cùng đi với nhau. Nếu trên thế giới này đã không có chàng thì ta còn có thể sống một mình sao? Đó là chuyện không có khả năng. Chàng có biết hay không? Nhưng trong mắt Quân Mạc Tà vẫn lộ ra sự vui vẻ khó hiểu. Hắn cảm giác Hồng Quân Tháp trong đầu rung động một trận, sau đó một khí thế mạnh mẽ dâng lên. Đột nhiên trên đỉnh đầu Quân Mạc Tà hiện ra một luồng khí hình phễu mắt thường khó thấy. Nó giống như mở lồng ngực ra để nghênh đón vật gì đó. Quân đại thiếu gia thực sự không phải không biết nặng nhẹ, nhưng ngay lúc dị biến trên không xuất hiện thì hắn lại rõ ràng có một loại cảm giác, Hồng Quân Tháp có thể chống đỡ thiên địa chi uy này, thậm chí là tuyệt đối không khó khăn gì. Loại cảm giác này thật sự cực kỳ huyền diệu, đúng là nó đột ngột xuất hiện trong suy nghĩ của hắn, quả là huyền diệu khó giải thích, khó có thể diễn tả. Quân Mạc Tà luôn luôn tin tưởng trực giác của mình, cho nên hắn không tránh ra. Đã chắc chắn như vậy thì cần gì phải để cho Mai Tuyết Yên mạo hiểm độ kiếp? Bây giờ Quân Mạc Tà đã rõ ràng hiểu ra, thiên địa chi uy và lôi điện chi lực này rất có thể chính là thiên kiếp mà trong điển tịch của Hồng Quân Tháp đã nhắc tới, hẳn là không sai được. Nhưng thiên kiếp này đến tột cùng là ở tầng nào thì Quân Mạc Tà lại không đoán được. Hơn nữa bây giờ cũng cũng không đủ thời gian cho hắn đi tra, hắn chỉ cần biết Hồng Quân Tháp nhất định có thể thừa nhận được là yên tâm. Tia chớp trong nháy mắt đi tới đầu của hắn kéo theo áp lực kinh khủng cùng dòng khí mạnh mẽ mai tuyết yên rõ ràng cảm giác được đầu tóc của quân mạc tà cũng bị dựng ngược nàng rốt cục không nhịn được mở mắt thâm tình nhìn mặt quân mạc tà chẳng lẽ đây là lần cuối trong kiếp này nhìn thấy nhau sao nhưng mai tuyết yên lại chứng kiến một cảnh không dám tin hai luồng chớp uy lực thật lớn vào lúc tiếp xúc đến đầu mạc tà thì cũng không gây ra nỗi đau đớn của quân mạc tà như trong dự liệu mà ngược lại vô thanh vô tức biến mất chính là hoàn toàn lặng lẽ đến khó hiểu biến mất nó biến đi đột ngột mà chẳng cần có lý do gì đây là chuyện gì xảy ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mai Tuyết Yên gần như quên đi nỗi thương tâm tuyệt vọng ngay lúc trước. Nàng cực kỳ kinh hãi nhìn một đạo, hai đạo, lại ba đạo. Những tia chớp dày đặc giống như mưa rào đuôi nhau chút xuống, mỗi một tia chớp đều cực kỳ chính xác. Mỗi một đạo đều kéo theo khí thế kinh thiên động địa bổ xuống, sau đó những tia xanh đỏ nhàng nhịp biến mất một cách kỳ diệu khi rơi, đến quân mạc tà. Lực sấm sét động trời, như thế lại hoàn toàn không có nửa điểm thương tổn đối với quân mạc tà. Điều này sao có thể? mai tuyết yên hai mắt tròn xoe đối với chuyện kinh ngạc như vậy thì không nói nên lời tiếng sấm trên không trung càng ngày càng to tần suất các tia chớp cũng càng ngày càng dày đặc mỗi tia càng ngày càng lớn tựa hồ muốn hung hăng bổ thoát đất trời bổ vỡ những tia chớp duy trì liên tục không ngừng soi sáng cả bầu trời ban đêm đến cọng cỏ cũng có thể thấy được mà một đôi nam nữ ngay lúc tia chớp gần như điên cuồng không ngừng chém xuống vẫn bình yên ôm chặt lấy nhau ngọt ngào hôn môi dường như những tia chớp đủ để xẻ đôi mấy ngọn núi ngay sát người căn bản không tồn tại. Có ba đội nhân mã từ phương xa đi đến liền rừng bước ở chỗ xa xa, cũng chỉ có ba người bay lại gần quan sát, nhưng lại lộ vẻ mặt khiếp sợ. Uy thế đáng sợ như thế thì ngay cả ba người cầm đầu này, cũng chưa bao giờ gặp qua. Ba người này thì trong đó có hai người đã đạt tới cảnh giới tôn giả cấp 4. Nhưng chính lúc bọn họ đột phá mặc dù cũng có thiên lôi chất điện bổ lên người, có điều thanh thế mà đem so với cảnh trước mắt thì nhỏ hơn nhiều lắm, căn bản là không thể so sánh với nhau nổi hoàn toàn không giống như trước mắt, lôi điện đã dày đặc rằng có gần một canh giờ, nhưng tất cả vẫn không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại còn càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ cái này là lôi điện chi lực do thánh giả lúc đột phá gây ra? Ba người này cùng mang theo nhân mã, đúng là lực lượng chi viện mà đám người tiếu thiên nhai hy vọng. Đó là ba người tiêu diêu tôn giả mạc tiêu diêu, sinh tử tôn giả vệ không quần, man hoang tôn giả cổ thanh vân. Trước mắt bọn họ đem đại bộ phận dừng lại ngoài mười dặm, ba người lặng lẽ lẻn đến nơi này, nhìn lôi điện dày đặc trong không trung mà không khỏi lạnh sống lưng đặc biệt hai người từng có kinh nghiệm trải qua thiên địa lôi điện thì càng đầu óc tê dại toàn thân lạnh toát xem tình huống thế này thì người phía dưới hẳn là có thể chống chọi vượt qua được chốc nữa chúng ta đến đó xem liệu có thể chiêu dụ người này làm bằng hữu không tối thiểu cũng không nên để cho một người cường đại như vậy đứng ở phía đối lập tam đại thánh địa chúng ta nếu quả nhiên đó là ẩn sĩ thì thật là tốt nhất rồi trong mắt mạc tiêu diêu mang theo nỗi lo lắng nhưng cũng mơ hồ có vẻ hưng phấn hai người còn lại trong bọn họ gật đầu cũng lộ vẻ vẻ mặt trầm trọng mạc tiêu diêu nói nhưng mà lát nữa chúng ta nhất định phải chú ý một chút khẩu khí của mình tất cả chúng ta ở tam đại thánh địa đều là người kiêu ngạo và cũng quen nói thoải mái nếu mà có một câu nói không thích hợp chọc giận đối phương thì quả là chuyện không tiện giải thích vô cớ tạo ra một kẻ địch mạnh là điều chúng ta không hề mong muốn hai người cùng đi đồng thời nở nụ cười mà nói tất cả mọi người đều từ tầng dưới chót đi lên nếu không có kinh nghiệm đã qua giai đoạn đáng thương đó thì sao có thể đạt tới vị trí hôm nay yên tâm tuyệt đối sẽ không có chuyện sai sót xảy ra mạc tiêu diêu cũng không khỏi cười cười đáp lại nhưng mà nếu như người này chẳng may không tiếp nhận thiện trí của chúng ta cố ý muốn đứng ở phía đối lập thì chúng ta cũng không được mềm tay cứ xem ta bắt chuyện mà đồng loạt ra tay thừa dịp hắn vừa mới đột phá đúng là lúc suy yếu nhất mà dứt khoát giải quyết gọn ngàn vạn lần phải nhớ kỹ nếu như thực sự đã đến tình huống vạn nhất như vậy thì ngay đòn đầu tiên phải đem hết sức mà ra tay, ngàn vạn lần không thể nương tay. Trực tiếp xuất ra bản lĩnh sở trường. Cổ Thanh Vân cùng vệ không quần đồng thời thấy trách nhiệm nặng nề chậm rãi gật đầu, mà nói đã như vậy thì chúng ta chuẩn bị cả hai phía, đồng thời sẵn sàng cho tốt. Cho dù thế nào thì cũng phải xử lý trọn vẹn. Mạc Tiêu Diêu, đúng là đệ đệ của cung chủ độn thế tiên cung Mạc Vô Đạo, do cùng một mẹ sinh ra. Mạc Vô Đạo làm chủ quản độn thế tiên cung, còn đệ đệ của hắn liền thành độn thế tiên cung trung hộ pháp vốn là với tu vi của Mạc Tiêu Diêu, thì hoàn toàn có thể làm vị trí cung phụng của độn thế tiên cung. Nhưng Mạc Vô Đạo để thu phục mọi người liền giáng hắn xuống một cấp, mời một tôn giả cấp 4 khác đi làm hộ pháp. Nhưng Mạc Tiêu Diêu không có nửa câu oán hận, mà vẫn tận tâm hết sức phụ tá huynh trưởng. Hắn vốn là người tài trí xuất sắc, làm việc hết sức cẩn thận chu đáo. Có thể nói mọi việc từ cấp tôn giả trở xuống, ở độn thế tiên cung đều do hắn quản lý, hết sức gọn gàng ngăn nắp. Lúc này ba người đều tự dẫn người phe mình đến đây, trong lúc tình cờ đều công nhận địa vị lãnh đạo của hắn. Mà giờ phút này thì đề nghị hắn đưa ra cũng là phương pháp tốt nhất trước mắt. Lúc này, sấm sét trên không trung bỗng nhiên ngừng lại, âm thanh chấn động đất trời cũng đột nhiên hoàn toàn biến mất. Có vẻ là trong nháy mắt, xoát một tiếng, mọi âm thanh trên không đồng thời tan đi. Ngước mắt nhìn lên lại thấy bầu trời ban đêm, đầy sao lóng lánh, mặt trăng đã ngả về tây. Một trận thiên địa chi uy kinh khủng rốt cục cũng qua hữu kinh vô hiểm quân mạc tà rốt cục rời khỏi người mai tuyết yên không phải hắn không nghĩ tranh thủ tiến thêm một bước nhưng mà bây giờ đúng là lúc quan trọng nhất của mai tuyết yên vừa mới lĩnh hội tất cả thông suốt tất cả tất cả cảnh giới mới cần phải tiêu hóa lúc này tất cả năng lực mới cũng cần củng cố ngay tắp lự cho nên bây giờ cũng không phải lúc thích hợp cho hắn làm càn mai tuyết yên đã nhập định quân mạc tà nhìn mai tuyết yên đột nhiên sắc mặt biến đổi sau một khắc hắn đã êm ái ôm lấy mai tuyết yên rồi hai người giống như bọt nước tan trong biển rộng lặng yên chìm vào dưới tầng tuyết dày bởi vì quân mạc ta cảm thấy có ba luồng khí tức cường đại đang bay tới nơi này cho dù là địch hay là bạn thì giờ phút này cũng là thời khắc mấu chốt nhất của mai tuyết yên nên tuyệt không thể bị quấy dày vì thế hắn lập tức trốn vào dưới lòng đất ba đài tôn giả mạc tiêu diêu với thân pháp hiếm thấy một khi toàn lực triển khai thì ngay lập tức liền vượt qua khoảng cách hơn trăm trượng họ mau chóng đáp xuống ở giữa hạp cốc đưa mắt nhìn chung quanh nhưng là một mảnh tuyết mịt mờ im ắng, không thấy nửa bóng người. Nơi đây rõ ràng là nơi lôi kiếp xảy ra, như thế nào toàn bộ không có nửa điểm hơi người? Hẳn là chính là nơi này, quyết định không sai được. Nhưng sao không có ai vậy? Chẳng lẽ là ta phán đoán có lầm? Mạc Tiêu Diêu nhướng mày, thấp giọng nói: "Không thể sai, bởi vì ta cảm ứng được vị trí cũng là nơi đây, tản ra chung quanh tìm xem." Cổ Thanh Vân nói: "Không thích hợp." Vệ Không quần nhíu mày: "Tiêu Diêu, chúng ta cũng từng trải qua thiên lôi chi lực đánh xuống." mỗi lần ta nằm mơ mà nhớ lại tình hình ngày đó thì đến nay vẫn sợ ta nhớ sau khi ta thành công vượt ảy thì bốn phía đều đen thui khắp nơi đều bị bổ đến không nhận ra hình dáng ngay cả nơi ta ở trên núi cũng bị đánh tan tành nghĩ đến tình huống của ngươi cũng có thể không sai biệt lắm nhưng các ngươi nhìn nơi này xem hắn hít một hơi với uy lực lớn lao của lôi điện vừa rồi mà nói thì cả ba ngọn núi ở nơi này cũng bị săn bằng thậm chí chém thành hẻm núi thì ta cũng thấy không có gì nằm ngoài dự liệu bởi vì lôi kiếp vừa xong thật sự rất kinh khủng nhưng nơi này lại có vẻ chưa phát sinh việc gì không nói tới đỉnh núi thậm chí ngay cả trên mặt tuyết cũng không mảy may bị xáo trộn tiêu diêu cái này hình như có chuyện gì khác thường đi mạc tiêu diêu ừ một tiếng ánh mắt sáng quắc nhìn khắp nơi bên trong sơn cốc đánh giá rồi trầm giọng nói quả nhiên như thế mới vừa rồi ta cũng nghĩ tới vấn đề này có thể sinh như vậy hiện tượng theo ta phán đoán có thể đưa ra không ngoài ba giả thuyết Thứ nhất, chính là người này thực lực rất cao, thân mình thực lực đã tới cảnh giới tuyệt đỉnh có thể trực tiếp đón đỡ lôi kiếp, mà hóa giải. Còn khả năng thứ hai. Thứ hai, người này trên người mang theo thần khí bảo vật hiếm thấy, có thể hấp thu, hóa giải lôi điện lực. Mạc Tiêu Diêu cẩn thận nhìn địa hình xung quanh rồi nói tiếp thứ ba là, khu vực đất nơi này có cái gì đó cổ quái, lôi điện chi lực không thể xuyên thấu cho nên khó lòng làm tổn hại. Vệ Không Quần cười rộ lên, ta tình nguyện tin tưởng điểm thứ hai cùng điểm thứ ba nhưng không thể tin được điểm thứ nhất nếu là đúng như thế thì thực lực người đó chính thức không khỏi làm cho người ta hỏng mất rồi tin tưởng rằng cho dù cao thủ cấp thánh giả cũng không thể làm như vậy đích xác rất dễ làm cho người ta hỏng mất mặc tiêu diêu gật đầu thần sắc cũng cho thấy lão đang nghĩ về một chuyện khó có thể hình dung nhưng mà vẫn có một chút là có thể xác định người này cho dù không có cấp độ thực lực kinh khủng như vậy thì vẫn có thực lực mạnh mẽ không dưới chúng ta chắc chắn là không thể nghi ngờ không sai điểm ấy quả thật không thể nghi ngờ hai người còn lại tràn đầy cảm giác khó nói liên tục gật đầu đại khái là chúng ta đến chậm một chút người này độ kiếp đã xong liền tự mình rời đi nếu là chúng ta thì cũng sẽ làm như vậy mạc tiêu diêu ngước nhìn bầu trời bần thần yên lặng một hồi rồi tiếp tục chúng ta đi thôi người đó cho dù còn không đi xa với tình hình trước mắt mà đoán thì cũng không chịu bất cứ tổn thương nào điều kiện tiên quyết trong kế hoạch ban đầu của chúng ta là người nọ khi vượt qua cửa ải then chốt thì huyền khí tổn hao nhiều như thế chúng ta mới có thể thập phần chắc thắng hiện giờ với thực lực của ba người chúng ta thì không thể không trả giá rất lớn nếu muốn hạ người này vạn nhất người này thực lực cao thâm khó lường tùy tiện truy tung người ta sẽ khiến họ bất mãn hắn lắc đầu vẻ mặt có chút buồn bã ba người lại liếc mắt nhìn nhau một cái rồi rốt cục phi thân rời đi đợi cho họ chính thức rời xa đến gặp lại đám nhân mã của mình rồi cùng đi về phía ngân thành quân mạc ta lúc này rốt cục mới thở phào một hơi khí thế cường giả của ba người này thì đám người tiếu thiên nhai không thể so sánh được quả nhiên là cực kỳ cường đại đảo mắt nhìn sang mai tuyết yên bên cạnh chỉ thấy nàng đang lẳng lặng nhắm mắt trên mặt lộ ra một vẻ an bình mà lại tươi cười cả người trên dưới cũng lộ ra một khí tức thánh khiết rực rỡ trong lúc nhất thời quân mạc ta đúng là ngây người sau một hồi lâu quân đại thiếu gia đột nhiên ngồi phịch xuống đất nguyên nhân là hồng quân tháp bắt đầu cắn trả rồi quân mạc ta chỉ cảm thấy trong ý nghĩ tựa như có hàng ngàn hàng vạn kim châm cùng nhau đâm vào làm đau nhức nhối. Lúc vừa mới rồi sau khi đình chỉ vận chuyển hồng quân tháp, tinh thần hắn còn cực kỳ căng thẳng. Tiếp theo lại có ba người đến khiến, cho quân mạc tà dốc sức dùng lực tàn cuối cùng để ẩn, vào dưới nền đất. Trong tình thế đối đầu kẻ địch mạnh nên vẫn chưa có cảm giác. Nhưng giờ phút này kẻ địch vừa đi, tâm thần thoải mái thì lập tức cảm giác cả người trên dưới không còn lực, mà gắng ngượng nữa. Lúc này hắn không để ý gì đến hình tượng mà ngồi bệt xuống đất, lần này điều khiển hồng quân tháp vận chuyển mạnh mẽ như vậy ngay cả với năng lực trước mắt của quân mạc tà thì vẫn là còn có chút miễn cưỡng huống hồ lại kéo dài trong thời gian lâu như thế hơn nữa chính hồng quân tháp sau khi hấp thu chỗ lôi điện thì đột nhiên trong nháy mắt sinh ra thái độ điên cuồng như vậy càng khiến cho tâm thần quân mạc tà rơi vào thời điểm suýt nữa thất thủ cho nên mức cắn trả lúc này quả là hung dữ chưa từng có đúng là mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đây lúc này nguy cơ đã hết mai tuyết yên cũng đang đột phá thành công trong tầm mắt tâm thần thư giãn quân đại thiếu gia rốt cục cảm thấy thực sự mệt mỏi. Trong não cũng đau nhói lên. Hắn lặng lặng ngồi dưới đất nhắm mắt lại dốc sức chịu đựng nỗi đau đớn khó tả. Trong đầu, hắn cũng cố không tạo ra tiếng động vì sợ sẽ quấy dày tu luyện của Mai Tuyết Yên. Cơ mặt quân mạc tà càng ngày càng lộ vẻ nhăn nhúm méo mó, cả người bỗng đột nhiên xuất hiện sự run rẩy làm hắn co rúm lại. Mồ hôi hột chảy dòng dòng xuống làm ướt mềm quần áo khắp người. Ở chỗ này độ ấm cực thấp, mồ hôi một khi gặp phải khí lạnh thì đột nhiên bốc lên trong hố tuyết dưới nền đất này ngay lập tức tràn ngập sương mù màu trắng đậm đặc lần này không phải là linh khí nữa mà thực sự là hơi nước do lượng lớn mồ hôi của quân mạc tà tạo thành hắn cứ ngồi như vậy cuối cùng cũng không biết vào lúc nào thì hoàn toàn mất đi ý thức rất lâu sau lúc quân mạc tà lại tỉnh dậy thì hắn cảm thấy có một đôi tay mềm mại ôm mình trong ngực đang nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt mình đồng thời một cỗ huyền lực bàng bạc mà hết sức hùng hậu ấm áp không ngừng vận chuyển vào trong thân thể mình chuyển vận lại đây hắn từ từ tỉnh lại chỉ thấy gương mặt xinh đẹp lo lắng của mai tuyết yên nàng ra sao rồi quân mạc tà suy yếu cười cười hỏi tiếp sau khi đột phá thì cảm giác như thế nào có thể đạt tiến triển lớn không hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt lúc này mới phát hiện mình không biết từ lúc nào đã về trong lều vài nơi trú chân mà trong lều vài lúc này cũng chỉ có hai người bọn họ hắn thử cử động thì phát giác cả người đau nhức cơn đau trong óc không vì lần hôn mê vừa rồi mà chuyển biến tốt hơn vẫn như có ngàn vạn mũi kim châm khắp người thậm chí là càng đau hơn trước có lẽ chỉ trong chốc lát mồ hôi lạnh trên trán hắn lại túa ra thật sự là rất đau đớn mạc tà chàng đừng di chuyển cứ nằm yên mà lẳng lặng tu dưỡng đi mẫu thân cùng thanh hàn vừa rồi cũng đã tới nhưng ta bảo cả hai người cứ đi nghỉ ngơi rồi ta nói để chữa thương cho ngươi thì không thể có người ở bên cạnh quấy nhiễu ta cho rằng chàng hẳn là có điều muốn nói với ta âm thanh mềm mại của mai tuyết yên thốt lên mang theo nghẹn ngào chàng thật là ngốc làm sao không nói sớm để giúp ta tăng công lực mà chàng phải chịu đựng sự cắn trả nặng như vậy vì sao chàng không nói sớm nếu là chàng nói sớm thì dù là ta có chết cũng không để cho chàng làm như vậy chàng chàng thật khở có chuyện cần nói thì ta đương nhiên là đã nói quân mạc tả suy yếu cười cười nói nhỏ nàng biết không ta cũng chỉ là không cam lòng mà thôi cũng chỉ là không cam lòng bị người ta chèn ép luôn luôn áp chế trên đầu ta cảm giác như vậy thật sự không chịu nổi khụ khụ từ khi ta đi tới thế giới này cho dù có làm chuyện gì trung quy chỉ cảm giác thực lực của đối thủ vượt xa ta rất nhiều luôn luôn áp chế ta đến hết mức mỗi một lần ta đột phá thì cảm thấy thực lực của mình tăng trưởng một bước lớn có cảm giác có thể coi thường hết thảy nhưng rồi lại gặp phải kẻ địch mới đối thủ không thể chiến thắng mỗi một lần đều bị ép tới thở không nổi vì vậy sau mỗi một lần đột phá ta lại bắt đầu tiếp tục liều mạng trong mắt hắn bắn ra vẻ điên cuồng sắc bén mà lại có chút kiệt sức loại cảm giác này không dễ đón nhận. Ta thật sự quá mệt mỏi, quá khổ cực. Đối với ta, tuyệt đối không muốn bị bất luận kẻ nào áp chế, bất kỳ đối thủ nào cũng không được. Ta chính là tà chi quân chủ. Ta mới là ám dạ quân vương. Bị người khác áp chế thì ta không phục. Càng không cam lòng. Ta muốn vượt lên tất cả kẻ địch, bất cứ cường giả nào cũng không phải ngoại lệ. Mai tuyết yên nghẹn ngào, nàng có thể cảm nhận được sự mềm yếu trong lòng cùng với áp lực điên cuồng của quân mạc tà. Trong đêm đông giá lạnh này, sau khi phải chịu đựng sự cắn trả khủng khiếp, thì quân mạc tà lâm vào tình trạng suy yếu cực độ. Tả quân, từ lúc chào đời tới nay, thì đây là lần đầu tiên thể hiện trần trụi suy tư của mình, áp lực cũng như điều không cam lòng của mình. Đầu tiên là hoàng quyền cao cao tại thượng trốn thế tục, sau đó đến thế lực siêu cấp như phong tuyết ngân thành. Nó tựa như một quả núi lớn vĩnh viễn tồn tại từ lâu đời. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com tuy nó xa cuối chân trời, nhưng lại chèn ép nặng nề lên đầu lên ngực mình. Sau đó lại có huyết hồn sơn trang khi dễ tiếp đầy ngang ngược bá đạo. Bây giờ lại xuất hiện tam đại thánh địa, phía sau lại còn có phiêu miểu huyễn phủ. Biết đâu còn nảy ra thế lực nào đó lớn hơn nữa. Quân mạc tài nhắm mắt lại, trên mặt chợt hiện một màu hồng không nói xa, cứ lấy ví dụ trước mắt của tam đại thánh địa. Nhưng con bài chưa lật của bọn họ dường như là vô cùng vô tận. Khi ta tưởng rằng trí tôn chính là cao thủ liền tùy tiện nảy ra đẳng cấp cao hơn là, chí tôn thượng thừa, lúc ta tưởng rằng đó đã là cực đỉnh rồi thì lại xuất hiện rất nhiều tôn giả, mà còn cả cấp thánh giả ở trên tôn giả. Áp lực khổng lồ như vậy làm cho ta vô lực, làm cho ta lúc nào cũng cảm thấy có một cảm giác đang đối mặt một quả núi lớn, không thể này dung chuyển. Ta cực kỳ ức chế, tại thế giới này, ta con mẹ nó cực kỳ ức chế. Quân Mạc tà hung hăng thở hỗn hển mà nói một hơi, hai mắt thâm thúy lóe lên một khí thế mạnh mẽ cho nên ta muốn bóp nát bọn họ. Bóp chết tất cả toàn bộ đập nát những lời này đúng là hắn phun ra từ kẽ răng từng chữ từng chữ nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra cho nên ta lựa chọn cuộc chiến ngân thành lần này đúng trước đó mấy tháng liền hạ chiến thư chỉ là muốn cho thiên hạ đều biết ta kìm nén oan uổng đủ rồi ta muốn oanh oanh liệt liệt đại chiến một hồi ta muốn khiến mọi mất mát trong dĩ vãng của quân gia chúng ta được bù lại qua một trận đánh này bất kể là vì nợ máu hay bởi tôn nghiêm bất kể là do danh dự hay để giữ mạng món nợ của ta, ta muốn đòi lại từng chút, kể cả phần lời cũng đòi lại. Cho nên, ta biết rõ Tam Đại Thánh Địa tất nhiên sẽ nhúng tay, sẽ dùng thực lực cường đại chưa từng có mà can dự. Tiền đồ lành giữ chưa biết nhưng ta lựa chọn lúc này đây mà quyết chiến, đạo nghĩa không thể chùn bước, chưa từng có từ trước đến nay. Bởi vì ta sợ, ta thật sự vô cùng sợ. Ta sợ ta tiếp tục che giấu lui bước tiếp thì sẽ hoàn toàn tiêu diệt nhuệ khí của ta. Quân mạc ta mệt mỏi tựa vào lòng mai tuyết yên, hắn cho mày kiệt lực chịu đựng nỗi đau khủng khiếp trong đầu nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng sắc bén lúc trước nàng từng nói đây chính là trận ganh đua khí phách điều kiện còn chưa thành thục nhưng ta vẫn quyết định làm như vậy nàng tuy rằng không đồng ý nhưng vẫn lựa chọn toàn lực ủng hộ bởi vì mục tiêu chính của tam đại thánh địa hiện tại đã không phải là nàng mà là ta tin rằng cho dù ta rút lui đến chân trời thì cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào cảnh không đường thối lui lui không thể lui nữa quân mạc tài nhếch mép nói khô không khóc như vậy, cứ dứt khoát liều mạng đánh một trận làm kinh động lòng người, ca một khúc rung động tâm can. Trận chiến này thực sự là trận quan trọng nhất trước mắt chúng ta. Nếu mà thắng thì từ đây có địa vị ngang hàng với tam đại thánh địa. Một khi bị bại thì chỉ còn lại vạn kiếp bất phục. Cho nên chúng ta nhất định không thể bại. Nhưng ta bây giờ còn chưa đủ sức làm tăng thực lực của mình, cho nên ta lợi dụng năng lực của ta dốc toàn lực trước hết tăng lên cho nàng. Quân mạc tài nhìn chằm chằm vào Mai Tuyết Yên. Chỉ cần nàng có thể thành công tăng lên trình độ tôn giả cấp 4, thì dù lần này chúng ta có bại cũng không đến mức thê thảm. Đây là điều đảm bảo tối thiểu. Trước hết ta ít nhất phải đảm bảo an toàn rồi sau đó mới nói chuyện khác. Ngay cả nguy hiểm, ta cũng không thể không liều mạng đón nhận. Mai Tuyết Yên lệ tuôn như suối nằm trên ngực hắn. nàng lẳng lặng nức nở, cảm nhận được áp lực đủ loại trong lòng hắn. đột nhiên càng nghĩ càng chua xót. mình bị người ta vây công cũng được, chặn giết cũng thế, bị vây bên bờ sinh tử cũng được, nhưng cuối cùng vẫn có một thiên phạt xâm lâm làm hậu thuẫn cho mình chỉ cần mình không chết, thì sau khi trở lại thiên phạt xâm lâm vẫn còn có một chốn yên vui, không còn nguy hiểm. Không có bất kỳ người nào dám đến thiên phạt xâm lâm đối phó mình, ngay cả thánh giả cũng không dám. Nhưng quân mạc ta lại khác. Bất cứ chuyện gì, hắn chỉ có thể tự mình chống chọi. Đừng xem hắn chém giết quả quyết, coi thường thiên địa, nhưng đó chỉ vì hắn căn bản là không thể không như thế. Hắn sớm đã không còn đường thối lui. Sau lưng của hắn chính là quân gia, một gia tộc khổng lồ lại suy yếu khác thường, nếu như quân mạc ta một khi gánh không được gia tộc này liền gặp sụp đổ trong phút chốc hoàn toàn tan rã, thậm chí triệt để nhà tan cửa nát áp lực trên người quân mạc ta thật sự quá lớn đỡ ta đứng lên quân mạc ta cảm thụ được quay hàm của mình có chút run run vì thế hắn cắn răng nói lại một lần nữa đỡ ta đứng lên mai tuyết yên đỡ lấy đầu của hắn sau đó nâng hắn lên để cho hắn ngồi ngay ngắn ở trên đệm nhưng không biết hắn muốn làm gì bây giờ nàng nhằm vào ta phát công đi Quân mạc tà cắn răng, thở phì phò nói khàn khàn, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng đến sắp kiệt sức hãy xuất ra tu vi cực mạnh của nàng, phát ra sức mạnh của nàng rồi hoàn toàn tập trung ta, chỉ nhằm vào chính ta, triển khai khí thế công kích sắc bén nhất nhằm vào ta. Nàng đột phá, ta cũng muốn đột phá. Quân mạc tà nặng nhọc thở phì phò. Đến đây đi, dùng sức mạnh của nàng đè nén ta. Mau đi. Mai Tuyết Yên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn mạc tà, mạc, chàng không sao chứ, lại còn muốn dùng sức mạnh công kích đây chẳng phải là phải trực tiếp đè chết hắn hơn nữa mình vừa mới đột phá xong chừng mực còn chưa điều chỉnh tốt vẫn còn phải tập luyện nhiều nữa lần đó ở thiên hương cường giả cấp tôn giả đỗ tuyệt đã dùng sức mạnh của hắn đè nén khiến cho ta thu được lợi ích không nhỏ quân mạc ta biết nếu không giải thích rõ ràng thì mai tuyết yên căn bản sẽ không xuất chiêu đối với chính mình hắn chỉ nhẫn nại cao mày giải thích tiếp mà thiên địa linh khí ở đây còn đậm đặc hơn ở thiên hương mấy chục lần thủ đoạn của hắn là lợi dụng khí thế bản thân điều động thiên địa chi lực hóa thành uy áp. Giống như thực chất, Quân Mạc ta thở phì phò nói, "Ta tuy rằng không biết đây là dạng thủ đoạn nào, tên gọi là gì, nhưng ta biết thủ đoạn như vậy, cùng với thiên địa tù lung của nàng dẫu có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cho nên ta biết nàng khẳng định cũng am hiểu. Cứ nhằm ta ra chiêu như vậy, đối với ta sẽ mang lại lợi ích lớn lao. Hiện tại, tức khắc thi triển ra công lực mạnh nhất của nàng." dùng khí thế mạnh nhất của nàng tập trung công kích ta quân mạc tài nhắm mắt lại thì ra là thế mai tuyết yên biết được quân mạc tài không có việc gì lại đích thật là muốn nhờ chuyện này luyện công thì mới yên lòng lại nàng lui về phía sau hai bước hít một hơi thật để khiến cho tâm tình của mình ổn định dần dần khôi phục cảnh giới tĩnh lặng còn hơn mặt nước nàng cứ đứng bất động như vậy nhưng một cỗ khí thế tràn trề đã từ trên người nàng tự nhiên sinh ra nó liên tục mỏng manh vô cùng vô tận trên núi trời cao dưới tiếp mặt đất trong đất trời lúc đó nhất thời đã tràn ngập uy áp lớn lao phẳng phất như đến từ thời viễn cổ không đúng khí thế kia của nàng thiếu sát khí cần thiết càng thiếu loại cảm giác dồn ép sống chết mãnh liệt nàng hãy nhắm mắt lại đừng nghĩ trước mặt chính là ta hãy nghĩ trước mặt mình chính là lưu thu chính là tên lưu manh hạ lưu đang muốn dở thủ đoạn lưu manh đùa dỡn nàng ừ vô lễ với nàng quân mạc tài nhắm mắt lại cảm ứng để chỉ đạo nhưng hắn chỉ đạo suýt nữa làm mai tuyết yên tức giận xông lên đá hắn một cước con muốn à đó không phải lập tức nảy sinh cảm giác giết người hay sao nói cũng kỳ quái mai tuyết yên vừa nghĩ như vậy thì lập tức có một loại sát khí khó hiểu nảy sinh đúng chính là như vậy tiếp tục gia tăng cường độ phát huy của lực lượng mạnh nhất của nàng tận tình phát huy quân mạc tà quả thực có chút hưng phấn hắn thậm chí đã rõ ràng cảm giác được trên đỉnh đầu có thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm hết sức tinh thuần đang nhanh chóng tập trung vào mình mai tuyết yên nhắm mắt lại tập trung suy nghĩ khiến cho toàn bộ nguyên lực của mình đồng thời bùng nổ hóa thành khí tức kinh khủng sắc bén nhất nó cùng thiên địa chi lực dùng một loại biện pháp huyền ảo khai thông rồi chậm rãi hình thành một cơn bão mạnh chưa từng có nó nhằm quân mạc ta ở trước mặt ầm ầm áp xuống ách quân mạc ta chỉ cảm thấy cả người bị đè nặng có một loại cảm giác đột nhiên giống như tôn ngộ không bị đặt ở dưới chân núi ngũ hành cơ hồ khung xương bắp thịt toàn thân vào một khắc này đều bị đập vụn bị ép thành bánh thịt trong lòng âm thầm kêu một tiếng chết tiệt. Mạnh như vậy, vốn công lực của Mai Tuyết Yên cũng đã cao hơn Đỗ Tuyệt, hiện tại sau khi đột phá lại càng mạnh hơn. Do có quân mạc tà mạnh mẽ trợ giúp, sau khi đột phá nàng vẫn chưa ngừng hấp thu linh khí nên không chỉ vèn vẹn đột phá, mà hơn nữa trực tiếp tăng lên tới gần mức độ tôn giả cấp 4 bậc trung. Hiện tại, tu vi của Mai Tuyết Yên đã đạt đến mức tôn giả cấp 4 sơ cấp đỉnh phong. Cho nên, nàng hiện tại đủ khả năng điều động lượng thiên địa linh năng đại khái gấp hàng trăm lần đỗ, tuyệt có khả năng phát ra. Đối mặt áp lực khủng bố như thế đè xuống nếu là cao thủ trí tôn thông thường, thì chỉ sợ thật sự có thể bị khí thế khủng bố của nàng đè chết tại chỗ. Đúng lúc quân mạc tà cảm thấy không thể chịu đựng nổi, thì đột nhiên trong ý thức hồng quân tháp oanh một tiếng mà thức tỉnh. Nó quay tròn linh hoạt làm thất thải hà quang dày vạn đạo, chiếu dọi tứ phương. Ngay khi hồng quân tháp thức tỉnh, dường như nỗi đau đớn, như kim châm trong đầu quân mạc tà bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa hệt như thủy triều rút xuống ao một tiếng hoàn toàn lui xa cùng lúc đó một lượng thiên địa linh khí mãnh liệt từ đỉnh đầu ùa vào thấm đẫm mọi nơi hồng quân tháp liền phẳng phất như một cái động sâu không đáy điên cuồng mà hút vào lượng thiên địa linh năng khổng lồ do mai tuyết yên điều động sau đó nó thấm đẫm mọi nơi trong cơ thể quân mạc tà mọi người ở bên ngoài lo lắng chờ đợi mai tuyết yên chữa trị cho quân mạc tà đột nhiên chấn động đêm qua thời tiết nơi này phát sinh biến động dị thường cổ quái Hiện tượng thiểm điện lôi minh đã làm mọi người khiếp sợ không hiểu. Không nghĩ tới qua nửa đêm lại xảy ra loại dị tượng kỳ quái này. Trên bầu trời ánh trăng sao chợt đình chỉ vận chuyển thông thường, nhưng vòm trời trên đỉnh đầu mọi người đột nhiên xuất hiện một mảng đen lớn đen lan rộng, kéo dài hơn 10 dặm, có đưa tay vào đó cũng không thấy được năm ngón. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, mảng lớn màu đen cơ hồ có thể làm nhức mắt mọi người bỗng nhiên biến mất. Còn trên bầu trời lại xuất hiện từng trận từng trận lốc xoáy điên cuồng xoay tròn cổ quái tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác được gió xoáy thật sự tồn tại nhưng lại nhìn thì không thấy lốc xoáy quấn vào nhau xoay tròn rồi bốc lên nó hướng về phía cái lều có quân mạc tả và mai tuyết yên điên cuồng hạ xuống rót vào toàn bộ huyền thú bao gồm cả thú vương hết thảy đều kinh hãi tứ chi run rẩy mà không dám nhúc nhích bởi vì trong lúc này sự nhạy cảm làm bọn hắn cảm thấy có một loại khí tức như của thánh vương tuy nhỏ bé yếu ớt nhưng rõ ràng đám người ưng bác không cùng phong quyển vân ngạc nhiên nhìn lên cơn xoáy linh khí trên bầu trời kinh hô thiên địa khí tại sao giống như này thiên địa linh khí tinh khiết hai người quả là người biết hàng thiên địa linh khí nồng đậm cường đại như thế há có thể không muốn hấp thu nhưng hai người cùng vận công mới phát hiện thiên địa linh khí hiện nay trên không trung tuy rằng đã muốn đậm đặc đến gần như thực chất nhưng là tuyệt không hề thoát ra ngoài cho dù hai người vận công như thế nào thì cũng không hấp thu nổi chút xíu chỉ có thể trơ mắt cảm nhận thấy toàn bộ linh khí đều chui vào trong lều của quân mạc tà hẳn là mai tôn giả đang đang thi triển vô thượng thần thông chữa thương cho quân tam thiếu mọi người không cần phải lo lắng phong quyển vân thở dài nói với đông phương vấn tâm cùng quản thanh hàn để lo lắng trước mặt vừa nghe được hắn nói những lời này đông phương vấn tâm cùng quản thanh hàn và đám người quân vô ý cùng đông phương vấn kiếm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà yên lòng trong trứng bồng theo lượng thiên địa linh khí điên cuồng rót vào sắc mặt quân mạc tà cũng càng ngày càng tốt càng ngày càng nhẹ nhõm mai tuyết yên mở to mắt nhìn nét mặt quân mạc tà rốt cục thả lỏng tâm tình tiếp tục dùng toàn lực vận chuyển thần công hóa thành khí thế ngập trời tựa như thần long hùng mạnh rời non lấp biển quay cuồng trong không gian vạn dặm nàng lại một lần nữa thi triển năng lực điều khiển của mình trong khả năng cho phép có thể để thao tác thiên địa linh năng điên cuồng tụ tập lại cơn lốc linh năng lại một lần nữa hình thành lại hình thành từng đợt từng đợt dồn dập ép xuống thiên địa linh năng của nửa dãy núi chỉ một thoáng đã bị hút sạch. Sau đó từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bù vào, rồi lại bị hút cạn. Khắp hơn 10 dặm bầu trời biến thành một trận lốc xoáy, một cái động không đáy. Tham lam mà thần bí, cường đại. Từ từ, sau khi số lượng linh khí to lớn đến mức khủng bố và dần hình thành quy luật nhất định, thì mọi người mới bình tâm lại từ nỗi khiếp sợ cực độ. Tu Vi đã đạt đẳng cấp trí tôn thượng thừa, như Hùng Khai Sơn cũng đã bị sợ tới mức tay chân bùn rùn đừng có nói là lá gan của hùng khai sơn nhỏ bé cũng chỉ bởi vì đây là loại khí thế vương giả huyền thú bẩm sinh làm cho hắn không thể không sợ hãi đó là nỗi sợ từ đáy lòng đối với thú hoàng gần như khiến hắn phải hiện nguyên hình để tỏ lòng thần phục sau khi miễn cưỡng khắc chế lẩy bà lẩy bẩy đứng lên thì hắn mới cảm thấy hạ thân phát sinh nhu cầu khẩn cấp vừa đi vừa nhìn đằng trước đằng sau vài lần hắn lén lút chạy ra ngoài lựa chọn một cái hốc có vẻ kín đáo phía sau cây cổ thụ cởi lưng quần ngồi chồm hổm xuống bùm bùm xoẹt xoẹt một trận vang lên, mùi hôi bay ra bốn phía. Sau một hồi, Hùng Tứ Gia mới kéo lưng quần đứng lên, vẻ mặt rốt cục mới lại chuyển biến tốt. Hùng Tứ Gia xả ra rất nhiều, lúc này tâm tình mới chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ mới rỗi rãi vừa thắt dây lưng, vừa nghiêng cái đầu lông lá sồm xoàm nhìn cây tùng khổng lồ thẳng tắp trước mặt, mà lầm bẩm Thực là thẳng, trà. Cao như vậy, thẳng như vậy, thực sự là một cái cây bị phạt đứng nha. Hùng tứ gia hôm nay xem như giúp người bón phân, cũng là phần số của ngươi. Đang thì thào tự nói thì hắn lại nghe thấy phía sau loẹt xoẹt vang lên. Cũng có không ít huyền thú đang sốc lại đai quần tản bộ tới đây. Xem bộ dáng đó thì không có ngoại lệ, tất cả đều bị khí thế vừa rồi hù dọa. Nguyên một đám mặt xanh lẻ môi trắng bệch, hoàn toàn không có giọt máu nào. Nhưng có vẻ là so với trước kia thì còn tốt hơn. Lúc trước, hồi còn chưa được tiến giai thành cường giả thì chúng cứ trực tiếp giải quyết ngay tại chỗ, lần đó khi lục đại thú vương tiến giai đã khiến cho thiên phạt xâm mâm trở thành bãi địa lôi chính hiệu còn hiện tại ít nhất chúng cũng đã biết cần chiếu cố mặt mũi của mình cũng biết yêu quý quần áo còn hiểu được phải tìm nơi tương đối kín đáo để hành sự quả thực là có tiến bộ khí thế trước mắt của mai tuyết yên đối với bọn họ tạo thành nỗi kinh sợ thật sự quá lớn hơn xa lần lục vương tiến giai cho dù như hùng khai sơn là thú vương vẻn vẹn chỉ kém một bậc mà cũng tràn đầy khiếp sợ trong lòng tuy rằng mai tuyết yên đã cực lực khống chế khí thế của mình cố gắng không tác động đến người khác dùng hết sức để chỉ tập trung vào người quân mạc tà nhưng luồng uy áp cuồn cuộn vẫn tràn ngập đất trời lúc này mặc dù nó không gây sát thương thực tế nhưng vẫn làm đám huyền thú rõ ràng cảm nhận được mà hoảng hốt lo sợ bởi vì trong huyết mạch của mình từ nhỏ bọn họ đã có bản tính thần phục khí thế bẩm sinh mang nỗi kính sợ tự đáy lòng với tôn giả thú vương nhưng nếu là một người phát ra khí thế cũng như vậy thì rất có thể chỉ kích thích ý chí chiến đấu cao nhất của bọn họ. Nhưng hiện tại thì không, chỉ còn lại sự ngưỡng mộ. Vội cái gì, vội cái gì? Hùng tứ ra siết chặt thắt lưng lớn tiếng mắng mỏ. Tất cả đều thành thành thật thật xếp thành hàng, từng bước từng bước lại đây. Đừng có để mùi hôi ngút trời, như thế nào lại không có tố chất vốn có, rồi lại bị cho là người nhà mình làm đấy. Để xấu mặt trước người ngoài thì không chỉ mất mặt mũi của riêng các ngươi, mà là làm mất thể diện của thiên phạt xâm lâm, có hiểu không? đám huyền thú vâng vâng dạ dạ liên tục gật đầu cũng không biết là chúng thật sự hiểu được hay không chỉ thương thay cho cây cối chỗ này trực tiếp bị chìm ngập trong đống thải ra nhưng như thế cũng có lợi mấy trăm năm sau mà cành lá vẫn rậm rạp càng ngày càng tươi tốt hơn xa đám cây cỏ cùng thế hệ trong trứng bồng lớp vải bố trên đỉnh đầu chỗ hai người đang nằm đã sớm không cánh mà bay từng luồng thiên địa linh khí tinh khiết sạch sẽ xuyên qua chỗ hồng mãnh liệt rót vào sau đó lại biến mất vô tung lỗ hồng này mặc dù không lớn, nhưng lại giống hệt một cái động, không đáy có thể nuốt chửng số lượng thiên địa linh khí tới vô hạn. Mà sắc mặt quân đại thiếu gia cũng cùng với lượng thiên địa linh khí truyền vào mà càng ngày càng hồng, càng ngày càng tốt hơn thì rất có xu thế đạt đến mức cao nhất. Sự thực, sắc mặt sau khi đạt mức hồng rực thì mới đột nhiên khôi phục lại thành bình thường. Quân Mạc Tài nhẹ nhàng làm hiệu cho Mai Tuyết Yên ý bảo có thể dừng lại. Mai Tuyết Yên hiểu ý lập tức thu lại khí thế, loại bỏ sát khí, trong lòng khiến cho khí thế bản thân dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường lần hấp thụ này có thể nói khiến cho linh khí trong hồng quân tháp đạt đến trạng thái gần như đầy chặt sau khi lượng linh khí đã vượt xa mức độ trước kia còn linh lực trong cơ thể cũng nhờ lần hấp thu này mà tăng lên trên phạm vi lớn quân mạc tả rõ ràng cảm thấy mình đã đạt đến mức tùy thời có thể đột phá có lẽ liền chỉ cần lĩnh hội một chút xíu chỉ cần một cơ duyên nhỏ là có thể đi vào được tầng năm hồng quân tháp hiện tại khoảng cách đến đột phá đã chỉ còn tương đương một lớp giấy mỏng khẽ đâm một cái là thủng. Mà ở trong quá trình này thì quân mạc tà rõ ràng cảm ứng được tâm ma xâm lấn, thất tình lục dục quấy rối không dứt. Mọi chuyện xảy ra trong kiếp trước kiếp này đều hiện lên trong đầu rất rõ ràng, cho dù là chuyện rất nhỏ cũng nhớ rành mạch, không quên chút nào. Nó tựa như một dòng suối nhỏ trong suốt nhìn thấy tận đáy. Trong lòng khi thì lửa giận bừng bừng, khi thì mềm mỏng với muôn nơi, khi thì ham muốn bùng cháy, khi thì mừng rỡ như điên, khi thì căm hận đầy bụng, khi thì băn khoăn lúng túng đủ kiểu cảm giác chủng loại cảm xúc phức tạp trong giai đoạn này đều dồn nén trong lòng mừng rỡ đau buồn giận dữ lại mừng rỡ tất cả đều chồng chéo lên nhau trộn lẫn với nhau hỗn độn không thôi trước mắt quân mạc ta chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt việc giữ gìn tâm linh trong lòng sao cho thanh tĩnh đến tận cùng mọi việc khác thì cứ mặc kệ cho dù có quấy dày nhiều hơn nữa cũng khó làm rối loạn sự tĩnh lặng như gương mặt hồ mặc kệ ở trong ảo giác hắn thấy những điều mình đã gặp rồi chết thảm vợ con chết hết nhà tan cửa nát hay là những người thân nhất chết oan chết uổng trước mắt mình tất cả đều không làm cho cảm xúc dao động một chút nào mà chỉ nhìn thoáng như không thấy nhưng dường như chỉ trong nháy mắt rồi lại có vẻ là đã trải qua luân hồi trăm ngàn kiếp người để rồi sau khi mở mắt thì cho dù có nhìn thấy cái gì cũng đều cảm thấy đau xót tận đáy lòng cảm nhận được mọi thứ đều xa lạ tựa hồ quả thực đã trải qua những năm tháng luân hồi của trăm ngàn đời người rồi mới lại trở về với sự thật mà ngay cả trong nháy mắt khi hắn lại nhìn thấy mai tuyết yên thì cũng không khỏi tim đập mạnh và hơi loạn nhịp nhưng cũng trong khoảnh khắc đó vẫn nảy sinh một cảm giác gần gũi mà xa xôi thực xa lạ có phải là cảm thấy mọi thứ trước mắt thực xa lạ không cho dù là sự việc con người đồ vật đều như thế cũng giống như đã phải cô độc suốt bao năm tháng trong hàng trăm ngàn kiếp người mai tuyết yên mỉm cười nhìn hắn nàng dùng một loại âm thanh kỳ quái mà hỏi nàng có thể được coi là người đã trải qua nay chứng kiến diễn cảm trong mắt quân mạc tà thì chỉ nháy mắt là đã đoán được quân đại thiếu gia này đang suy nghĩ gì Không sai Nguyên nhân của nó là gì Hay là mọi người khi đột phá đều có cảm giác tương tự Quân mạc ta thử để phát chân khí Chỉ cảm thấy trong cơ thể và trong kinh mạch một đạo khí tức màu vàng như Dòng nước chảy mãnh liệt sụp sôi cuốn đi không ngừng Chỉ cảm thấy khí lực của mình dường như vô cùng vô tận Tựa như lúc này nếu trước mắt có một quả núi Thì có thể chỉ dùng một tay nâng lên Đại khái có thể nói quả thật chính là như vậy trước mắt thì chàng đã có được thực lực của tôn giả tầng thứ hai rõ ràng là việc phát sinh ở trước mắt vậy mà ta vẫn khó mà tin được thực sự là không nghĩ tới chàng sẽ đột phá nhanh như vậy thuận lợi như vậy quả là kỳ quặc vẻ kỳ quái trong mắt mai tuyết yên càng đậm đặc sau khi đột phá thành công tất cả mọi người sẽ thấy trong nháy mắt đột phá sinh ra ảo giác tinh vi nào đó nó phảng phất như đã trải qua vô số kiếp từng đời từng đời lần lượt luân phiên trải qua hơn nữa loại ảo giác này lại giống sự thực đến lạ thường Đến nỗi tâm thần đảo ngược rất nhiều, đối với sự thật hiện tại thì sẽ sinh ra một cảm giác không đúng sự thực. Lúc trước ta vì cửa ải này mà suốt ba năm sau mới coi như, thực sự khôi phục bình thường. Đó là nàng quân mạc tải nháy mắt một cái rồi cười nói. Nhưng bản thiếu ra là ai, là tuyệt thế thiên tài. Vậy ta nhất quyết sẽ không chịu ngây ngô giống nàng, chuyện này không phải hoàn toàn không thể được. Sắc mặt và điệu bộ của hắn ngay trong nháy mắt sau khi tim đập mạnh và loạn nhịp đã khôi phục bình thường. Mai Tuyết Yên cực kỳ khiếp sợ nhìn hắn Trăm ngàn lần không nghĩ tới kẻ có ra mặt so với tường thành còn dày hơn, lại có thêm vài phần bại hoại chỉ mới vừa đột phá liền có thể lập tức khôi phục. Đây quả là không thể tưởng tượng. Phải biết rằng đây chính là ký ức của trăm ngàn kiếp luân hồi, chẳng lẽ đối với hắn lại không hề có ảnh hưởng nào sao? Chẳng lẽ sự biến đổi thành vô tâm vô tính lại có thể đạt tới loại tình trạng này, hay là chỉ có tuyệt thế đại thiên tài mới được như vậy? Đồ ngốc, bởi vì nàng đã xem nhẹ một chuyện rất quan trọng. Quân Mạc Tà dịu dàng nhìn nàng mà nói, bởi vì bản thiên tài vào lúc đột phá thì trong lòng có tình. Hơn nữa người thương ở ngay bên cạnh, cho nên ta mới có thể đột phá rất nhanh. Mà nàng sau khi đột phá thì trong lòng chẳng những không sáng tỏ, mà lại càng trống rỗng. Tuy rằng không có chỗ nào ràng buộc sự thoải mái của bản thân, nhưng đó cũng tương đương với vô tình. Cho nên nàng mới phải trải qua 3 năm hoang mang, hơn nữa lúc nàng tiến giai ở cấp 3 thì lại bị kẹt bởi thất tình. Phải biết rằng, một chữ tình là nguồn gốc nảy sinh vạn vật, muôn đời luân hồi chỉ có tình mới là vĩnh cửu nói như vậy thì cũng có đạo lý mai tuyết yên trầm tư một lát rốt cục lại gật gật đầu ta vốn là một người vô tình đã từng kệ mọi sự không lấn bấn trong lòng chưa từng vô tình mà chỉ có rất vô tình không biết có phải là được ông trời chiếu cố hay không mà lại ban cho ta một cuộc sống khác tràn ngập chữ tình bất kể là thân tình vẫn là tình bằng hữu hoặc là tình yêu để cho ta đều tự mình trải qua một lần cho nên ta hiện tại đúng là vào lúc hoàn mỹ nhất cho nên cửa ải này, mặc dù đều không phải là hoàn toàn không có gây trở ngại, nhưng thực sự không lớn, vì thế có thể rất nhanh khôi phục bình thường. Quân mạc tà mỉm cười, trên mặt của hắn chỉ thấy một vẻ ôn hòa. Hơn nữa, khí tức trên người hắn đã vô hình chung xảy ra thay đổi lớn, một loại hấp dẫn phóng khoáng xuất thần đang chậm rãi xuất hiện ở trên người của hắn. Nàng thấy thế nào? Sau khi đột phá có lĩnh ngộ được gì không? Quân mạc tà mỉm cười nhìn Mai Tuyết Yên liệu có lĩnh ngộ, được chiêu thức kinh thiên động địa nào? Không, có thể một chiêu giết chết tươi ngàn vạn người chẳng hạn thế gian nào có loại chiêu thức khoa trương như vậy mai tuyết yên tức giận nhìn hắn một chút rồi lập tức tiếp tục có điều thu hoạch thật sự mà đem so với loại nhân vật biến thái như chàng thì đột phá của ta cũng chỉ là như một chuyện âm thầm thôi phương thức đột phá của chàng thật sự đặc biệt có thể lợi dụng người khác tác động khí thế mạnh mẽ lên thân thể chàng để tạo thành đột phá thậm chí còn hoàn toàn không có hại thật sự là phương pháp đột phá không thể tưởng tượng nổi Điều đó không thể nghi ngờ chính là chuyện kỳ dị, mà Mai Tuyết Yên suy nghĩ đủ điều vẫn không có cách nào giải thích nổi. Chuyện này quả thật là huyền diệu, cũng chỉ có ta mới làm được như thế. Hơn nữa, cho dù bây giờ có giải thích tường tận hơn, cho nàng thì cũng chưa chắc nàng có thể lý giải. Vả lại, ta cũng chỉ vừa mới biết phương pháp kia không bao lâu. Đối với tất cả chuyện này, chỉ có thể nói là trùng hợp ngoài ý muốn thôi. Bỗng chốc quân mạc tà trầm tư, hắn nghĩ tới chuyện lúc trước đỗ tuyệt dùng khí thế của linh năng nhằm vào mình phát công, mà không khỏi cười cười chúng ta hãy đi ra ngoài, chắc tất cả mọi người chờ sốt ruột. Mai Tuyết Yên gật gật đầu. Nếu quân mạc tả không muốn nói chuyện này thì nàng cũng sẽ không hỏi thêm. Có một số bí mật chỉ nên thuộc về quân mạc tả. Cho dù là quân mạc tả muốn nói thì nàng cũng không có ý định nghe. Bởi vì từ một câu nói mà nàng đã nhận thấy sự phiền muộn cùng cô đơn lớn lao. Ta vốn là một người vô tình, đã từng kệ mọi sự không lấn bấn trong lòng. Chưa từng vô tình mà chỉ có rất vô tình, không biết có phải là được ông trời chiếu cố hay không mà lại ban cho ta một cuộc sống khác tràn ngập chữ tình những lời này nghe như lộn xộn khó lòng lý giải dù tuyết yên cũng không hiểu thập phần nhưng nàng có thể từ trong đó nghe được dư vị khác thường cho nên nàng lựa chọn không hỏi nàng chỉ muốn thông qua tình cảm chứa chan của mình để vuốt ve an ủi tất cả vết thương lòng của người thương chỉ vẻn vẹn có vậy mà thôi khi hai người quân mạc tả cùng mai tuyết yên dắt tay nhau đi ra ngoài tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được hai người này thay đổi nhưng cụ thể là thay đổi thế nào thì chẳng có ai nói ra được cả. Chỉ đơn thuần là cảm nhận được không giống so với lúc trước, rất không giống với lúc trước. Sau một hồi hàn huyên thì rốt cục cũng yên tĩnh trở lại. Mọi người sôi nổi rời đi chỉ còn lại mấy người quân vô ý, Đông Phương Vấn Tâm, ưng bác không, Phong Quyển Vân cùng quân Mạc Tả và Mai Tuyết Yên. Ngày mai là mùng 2 tháng 2. Chính là ngày theo lời của ta Xuân Noãn Hoa khai nhật. Nhất kiếm phá Ngân Thành. Ta dự định đêm hôm nay cứ lẻn vào Ngân Thành trước quân Mạc Tả nhìn nhìn mọi người, rồi chậm rãi nói có một số việc, bao giờ biết người biết ta cũng tốt hơn. Con tự mình đơn độc vào đó. Đông Phương vấn tâm cho mày lộ ra vẻ lo lắng liệu có ổn không? Không có chuyện gì. Quân mạc tà cười cười. Nếu mà ngay cả con cũng không được thì trên đời này không còn ai có thể làm được. Lời mạc tà nói tuy rằng nghe có vẻ điên cuồng, nhưng cũng là sự thật. Quân vô ý cười cười, đúng là nhận thấy rằng cháu mình mạnh miệng. Đông Phương vấn tâm nhìn sang Mai Tuyết Yên, Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt cũng thể hiện đối với quân mạc tà rất tin tưởng. Vậy con cần sớm trở về, đừng để cho chúng ta quá mức bận lòng. Hôm nay chúng ta có nhiều điều phải suy tính đông phương vấn tâm, vẫn có vài phần lo lắng căn dặn. Tấm lòng của mẹ, cho tới bây giờ vẫn là như thế. Ngay cả khi con mình có bản lĩnh cao thì ở trong mắt người mẹ đó, vẫn là đứa trẻ năm đó, cần mình che mưa che nắng. Quân mạc tà gật gật đầu rồi nói. Tốt nhất đêm nay tam thúc lại đem đội hình bố trí sắp xếp lại một lần nữa chủ yếu lập ra kế một số trận thế sao cho lúc giao đấu, thì có thể ứng phó được với cường giả cao hơn bọn họ mấy cấp bậc. Ngày mai đánh trận tất nhiên sẽ có những vị trí không đủ sức, chỉ cần bọn họ có thể dùng biện pháp, như thế kéo dài thêm thời gian để thuận lợi cho chúng ta đến hỗ trợ. Chờ ngươi lúc này mới nói thì thức ăn ôi thiếu hết rồi. Ta đã sớm đề ra chủ tính vài kiểu bố trí quân vô ý phẩy tay cười nói yên tâm, đi, ngay cả khi trong địch nhân có cao thủ bản lĩnh thần thông, thì cũng đủ sức không cho bọn họ thuận lợi thực hiện trảm thủ hành động mọi người nở nụ cười trảm thủ hành động là chỉ cái gì thì mọi người tự nhiên rất rõ ràng quân vô ý trên mặt có chút khác thường trên mặt quân mạc tà cũng có chút mất tự nhiên cả hai chú cháu đều có điều không thoải mái quân vô ý mơ hồ biết mục đích chủ yếu chuyến đi của quân mạc tà là cái gì hắn đi chuyến này tuyệt không phải chỉ đơn thuần để thăm dò hư thật hẳn là còn một mục đích trọng yếu hơn hàn yên giao quân mạc tà đúng là tính toán đi xem một chút nữ nhân là nguồn gốc khiến cho hết thảy bi kịch phát sinh nói cho cùng có phải thật sự đáng giá cho tam thúc yêu thương hay không chuyện này nếu đợi cho hết thảy đều kết thúc thì có thể cũng đã muộn cho dù giả tạo thì đến lúc đó cũng có thể biến thành thực cho nên quân mạc tà rốt cuộc cũng không thể bỏ mặc hàn yên giao chính là ngọn nguồn của mọi việc cho nên quân vô ý đang lo toan đủ thứ nhưng thực sự cũng muốn biết hắn thậm chí so với quân mạc tà còn cấp bách hơn không biết giao nhi khi biết ta đem quân đến tấn công phong tuyết ngân thành thì sẽ có tâm trạng như thế nào nhìn thấy quân mạc tà đi ra ngoài Quân vô ý lẳng lặng lấy từ trong lòng một chiếc khăn gấm vuông rồi chậm rãi mở ra. Bên trong chỉ có một nhúm tóc dài mềm mại. Trên tấm khăn gấm có lưu bốn hàng chữ nhỏ xinh đẹp. Thập niên vị sơ quan. Trường phát vi quân lưu. Dạ dạ vọng thiên hương. Kim sinh bất hồi đầu. Mười năm không đội mũ. Tóc dài quấn chàng quân. Thiên hương hàng đêm nhớ. Kiếp này không đổi lòng. Chắc mấy bà có chồng phải đội mũ khi ra đường. Trong lòng quân vô ý đột nhiên nổi lên sự tĩnh tâm khó hiểu nàng nhất định sẽ không để cho mình thất vọng giao nhi tuyệt đối đừng để cho ta thất vọng mặt trời dần dần ngả bóng về tây đất trời trong lúc đó từ từ được màu đen che phủ còn trên mặt đất do nền tuyết phản xạ ánh sáng nên đã lộ ra một vầng trắng bạc trong sáng mà thanh nhã quân mạc tà toàn thân màu trắng như tuyết im ắng ra khỏi liều trại mai tuyết yên đi theo sau quân mạc tà mắt thấy hắn vọt lên giữa không trung rồi sau đó cứ như vậy biến mất ở trên cao một cách khó hiểu Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn một hồi thật lâu rồi nàng mới trở về trại. Quân Mạc Tà chẳng chút e ngại độn không mà đi với tốc độ nhanh, như chớp gấp rút chạy đến Tuyết Phong. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể chứng kiến thân ảnh lướt nhanh của hắn, vào lúc này, tốc độ của Âm Dương Độn tuyệt đối nhanh hơn, bất kỳ thân pháp khinh công tuyệt đỉnh nào trên đời này, thậm chí không chỉ nhanh gấp đôi. Nhờ vào tốc độ kinh người như vậy, hắn chả mấy chốc đã thấy được bóng dáng đen thẫm của Tuyết Sơn, nhìn rõ tòa thành nằm trên vùng đất đóng băng vĩnh cửu phong tuyết ngân thành quả nhiên là danh xứng với thực từ xa nhìn lại chỉ thấy vô số bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống trùm kính khắp băng thành thần bí mà đồ sộ bảy ngọn núi xung quanh đó như chúng tinh phủng nguyện, như vệ sĩ của ngân thành trên bầu trời tuy có bông tuyết tung bay nhưng không che được ánh sao lấp lánh những tia sáng hiếm hoi chiếu lên mặt tuyết chiếu vào trên ngọn núi rồi phản xạ tạo ra những sắc màu tuyệt đẹp óng ánh sau đó chúng tụ tập lại hình thành từng đạo hào qua muôn màu muôn vẻ sặc sỡ từ bốn phương tám hướng chiếu dọi lên hình dáng của ngân thành. Chúng khiến tòa băng thành cổ xưa hiện ra giống như mộng ảo với những sắc màu lộng lẫy. Bất kể là ai, nếu lần đầu nhìn thấy tòa thành này thì ở trong lòng, cũng trào dâng một cảm giác khác thường như mộng như ảo. Ở phía trước ngân thành có bốn cột băng cực lớn. Trên mỗi một cột băng đều chỉ có một chữ cực to, chúng xếp thành hàng chữ. Phong, tuyết, ngân, thành. Nhìn qua thì tựa như sơ sài, nhưng lại thể hiện khí thế to lớn phong cách cổ xưa lại càng làm hiện rõ khí phách hào hùng chúng giống như bốn người khổng lồ gác cửa vào phong tuyết ngân thành mãi mãi muôn đời bóng đêm đã gần kề nhưng trong ngân thành vẫn có rất nhiều người không ngớt đi lại lúc này có một vài đệ tử cấp thấp mặc áo trắng trên mặt của bọn hắn tràn ngập đủ sắc thái hoặc là hưng phấn sợ hãi hay nồng nhiệt bởi vì ngay hôm nay có rất nhiều đại nhân vật tiến vào ngân thành họ sẽ dùng thực lực cường đại của mình trợ giúp ngân thành chống lại người ngoài những người này, mỗi một người đều là nhân vật trong truyền thuyết. Tên của mỗi người nếu nói ra đều là nhân vật có khí phách kinh thiên động địa, đều đủ để soạn ra một truyền thuyết. Điều này làm cho bọn họ là đám đệ tử hậu bối, vốn trong thời gian trước phải gánh chịu đủ loại lo lắng, đến hôm nay đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng không thiếu những người vừa đi tuần tra, vừa bàn tán nho nhỏ. Ai, ngươi nói, với lực lượng hiện tại của chúng ta có thể chống lại đòn đánh từ quân ra sao? Ngươi nói đùa gì vậy? Nếu như không có những tiền bối mới đến, thì phong tuyết ngân thành chúng ta chống cự lại quân gia, cũng chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi. Hiện giờ có thêm những tiền bối này, thì ta người phải lo lắng lại chính là người bên quân gia. Truy cập halayzi.com để mời em Silly Cà Phê nhé. Tuy là nói như vậy, nhưng gần đây tất cả mọi người đều nói thực lực quân gia hiện tại tăng lên cực nhanh, rất là lợi hại. Dừng. Cho dù lợi hại như thế nào cũng không thể so với sự sắc bén của thánh địa được. Cường giả tam đại thánh địa, đó chính là... Chính là cái gì? Chính là, chính là, chính là tiểu mẫu ngư bay lên trời. Nói cũng đúng, thật sự là cái gì đang bay đầy trời kia. Nói cho đúng thì ngươi là người đi ngủ cũng còn lo ngã xuống giường mà chết, ngươi thực sự là lo lắng đủ thứ chuyện. Quân mạc tà đâu có lòng dạ nào, mà tìm hiểu tâm tư lớp sinh sau đẻ muộn của Ngân Thành. Hắn như thanh kiếm sắc bén xuyên qua cái sân rộng mấy trăm trượng đâm, vào chính giữa tòa đại điện đèn đuốc sáng trưng. Đã muộn thế này mà còn đèn đuốc sáng trưng, ngày mai chính là ngày mà quân gia nêu trong thư, Sao không nhanh chóng nghỉ ngơi dưỡng sức? Nếu không vì chuyện quân gia thì liệu có khác thường như vậy không? Đám hỗn tạp tiêu gia kia làm sao còn có bụng dạ để thắp đèn vừa múa vừa hát rồi yến tiệc chứ? Vô thành vô tức xuyên qua huyền băng ngàn năm làm thành vách tường, quân mạc ta cũng đã lọt vào trong đại diện trung tâm ở ngân thành. Đại điện lúc này đích xác rất ồn ào, tương đối náo nhiệt. Hơn nữa này hắn cũng không biết tuyệt đại đa số người ở bên trong ngồi ở trên chủ vị là một nam một nữ. Nam anh tuấn khôi ngô Nữ thanh nhã tuyệt trần, xem tuổi cũng chỉ chừng 30 tuổi, hẳn là vợ chồng đương nhiệm thành chủ ngân thành. Hơn nữa ở trên mặt của bọn họ, mơ hồ có thể nhận ra hình bóng Hàn Yên Mộng. Có điều, sắc mặt hai người cũng không phải đặc biệt đẹp. Ngồi ở một bên bọn họ là mười mấy lão giả, hẳn chính là các trưởng lão của Hàn gia phong Tuyết Ngân Thành. Mà ngồi ở vị trí hơi thấp hơn, thành chủ phía bên kia là một vị nam nhân đầu bạc, nhưng khuôn mặt lại mềm mại trắng nõn như là trẻ con. Hẳn chính là Tiêu gia đại trưởng lão, Tiêu Hành Vân bởi vì quân mạc tà liếc mắt một cái liền nhìn ra tu vi huyền khí của lão. Thần huyền tứ phẩm, hơn nữa hẳn là bị kẹt ở cảnh giới này đã lâu. Hiện tại, với ánh mắt độc đáo sau khi đột phá thì hắn hoàn toàn có thể nhận ra, kinh mạch trong cơ thể tiêu hành vân có một chỗ bị đứt thần bí. Mà đúng là, vì chỗ đứt này làm cho lão cả đời vô vọng bước vào hàng ngũ cường giả trí tôn. Nói vậy đây là thủ đoạn năm đó của bà ngoại rồi. Quân mạc ta không thể không thầm tán thưởng trong lòng một tiếng bà ngoại của mình quả là một nhân vật xuống tay đủ dứt khoát. Vô thanh vô tức liền cắt đứt tiền đồ cả đời của một người. Thực là lợi hại. Mà ở phía sau tiêu hành vân cũng có hơn 10 lão già khác dâu tóc hoa dâm, áo trắng như tuyết. Hẳn chính là người tiêu gia. Mà nằm ở phía đối diện mọi người ngân thành có ba trung niên thần thái tự nhiên. Dáng vẻ tiêu sái, sắc mặt hiền hòa đẹp đẽ ngồi ở vị trí cầm đầu. Nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không thể cho biết tâm tư, sắc xảo không thể kháng cự. Ẩn giấu sâu trong mắt là, cảm giác đã nhiều lần trải qua biến đổi đời người trên thế gian. Ba người này, bất kỳ một ai cũng đều không đơn giản. Xem ra hẳn là người từ tam đại thánh địa. Ba người ở phía sau chính là thiên nhai tôn giả tiếu thiên nhai, đoạn kiếm tôn giả hoa phong vẫn, tàn đao tôn giả khúc vô tình. Ba người bề ngoài cùng lần trước gặp mặt thì cũng không có gì khác, duy có khuôn mặt mơ hồ lộ mấy phần tái nhợt, trong đôi mắt ẩn chứa oán giận. Ba người dắt nhau đi kiếm người thị uy lại bị người ta chấn nhiếp tổng cộng đi sáu cao thủ thì hai chết một trọng thương còn lại ba người cũng đều bị thương như thế nào có thể không giận ba vị tôn giả quả thực nghẹn khuất mà hôn mê cho đến giờ từng trải qua bao tai nạn nhưng đã khi nào phải chịu bực bội như vậy tam đại thánh địa cũng chỉ được sáu người đang ở đây các cao thủ khác thì hiện không có mặt nhưng chỉ sáu người bọn họ cũng đã đủ đừng nói là sáu người chỉ một người ra mặt thì cũng rất có phân lượng rồi lúc quân mạc tài đến ngân thành thành chủ hàn trảm mộng đang lên tiếng trên mặt của lão hàm chứa vẻ lo lắng sâu xa mà nói từ tốn chuyện cũ trước kia đủ loại nhân quả nói vậy tất cả mọi người đã rõ ràng sự thật ngay tại đây hàn mỗi cũng không nói nhiều chuyện quân gia theo ý của ta vẫn còn phải yên lặng theo dõi kỳ biến nếu chúng ta nhúng tay mạnh mẽ nhiều mặt chỉ sợ lấy thế đè người lấy đa số để thắng thì sẽ bị người đời bêu danh không khỏi làm ô danh thánh địa tiêu hành vân hử một tiếng nói thành chủ nói như thế ta có thể hay không lý giải rằng, chuyện này chính là do tiêu gia làm, về phần hậu quả cũng chỉ có tiêu gia một mình gánh hết. Nói cách khác, bây giờ đại quân của quân gia tiếp cận, trực tiếp đẩy cả tiêu gia ta ra tùy ý đồ sát, báo thù rửa hận, chảm thảo trừ căn. Sau đó, mọi người liền hóa giải căn qua, miễn làm tổn thương hòa khí. Đại trưởng lão lời này cũng đã nói qua hàng trảm mộng lặng lặng nói. Chuyện thế gia thị phi tự có công luận, thiên lý tự tại nhân gieo nhân nào gặt quả đấy. Điểm này không ai có thể chối bỏ. Người giang hồ mà phát sinh chuyện thì dù có mù mờ hỗn độn, nhưng sớm muộn rồi cũng trả miếng nhau. Việc này mọi người đều biết, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi khi dễ quân gia, cũng không cho quân gia tới cửa báo thù sao? Hắn cường ngạnh cười cười nói một người gây chuyện thì một người trả thù. Đó mới là lẽ phải. Lần này quân gia quang minh chính đại đánh tới cửa, nếu như ngươi có bản lãnh thì có thể đem tàn sát hết đi, giết đến manh giáp không còn. Bản thành chủ quyết, không ngăn trở, đánh lại. Ý của thành chủ không nói cũng biết, Quân gia hiện tại thực lực vượt xa chúng ta, như vậy Tiêu gia ta bị đổ sát diệt tộc, Ngân Thành cũng sẽ không nhúng tay." Tiêu Hành Vân cười lạnh một tiếng, mắt lộ ra vẻ sắc bén nhìn Hàn Trảm Mộng. "Ý của thành chủ là như vậy, ta không có hiểu lầm chứ? Như vậy Tiêu gia chúng ta nhiều đời thuần phục Ngân Thành đến cùng là có được kết quả gì? Hay là tại thời khắc nguy hiểm thì bị vứt bỏ một cách vô tình? Lúc cường địch tiếp cận cũng không được chủ tự ủng hộ." Hàn thành chủ, lời này của ngươi có phần làm cho lòng người lạnh đi. Hàn Trảm Mộng Trước đó đã được lão gia tử Hàn Phong Tuyết dặn dò tự nhiên không chịu nhượng bộ. Nhưng tiêu gia lúc này có tam đại thánh địa làm chi viện, nên lông cánh đủ vững lại càng không khoan nhượng. Cho nên hai người liền ở trong đại sảnh đứng lên đấu khẩu. Trưởng lão cùng thành chủ đương đầu là lần đầu tiên trong lịch sử ngân thành, tuyệt đối là lần đầu tiên. Mạc tiêu diêu lạnh nhạt nhìn hai người tranh chấp, không lên tiếng. Đại trưởng lão, việc này còn muốn nói lại một lần nữa sao? Thê tử hàn chảm mộng, vạn lý phi sương tuyết sương thanh hơi nhíu khẽ đôi mày nói. Năm đó tiêu gia đối phó quân gia, không phải không nói một lời đã phái người đi. Tới nỗi thiên hạ nỗi lên phong ba. Ta từ trong miệng các đệ tử tiêu gia biết, được tiêu gia dám mạo hiểm giết bạch y quân soái quân vô hối trụ cột của quân đội thiên hương đế quốc. Năm đó ngươi khư khư cố chấp, có xem chúng ta là chủ tử. Năm đó thành chủ gia nghiêm lệnh cho các ngươi quay về, các ngươi có quay về không? Còn không phải làm cho thiên hạ đại loạn các ngươi mới đắc ý quay trở về. Các ngươi làm như vậy thì đặt phong tuyết ngân thành chúng ta ở chỗ nào? cuối cùng trở về, thành chủ nghiêm lệnh không thể hạ độc thủ với quân gia, mà các ngươi ba năm sau lại mưu đồ bí mật sát hại hai vị nhân tài mới xuất hiện, của quân gia, lấy lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, như thế nào không sợ người khác cười chê. Tuyết Sương Thanh có phần phẫn nộ nói, các ngươi tự hỏi lòng mình đi, có bao giờ các ngươi coi chính mình là thuộc hạ của Ngân Thành. Năm đó các ngươi khư khư cố chấp, giết tới khoái ý, chẳng lẽ hiện tại người ta tới báo cừu, lại muốn Ngân Thành hàn ra thay thế các ngươi gánh trách nhiệm. Đây là cái đạo lý gì? gây chuyện đến thống khoái, dẫn đến chuyện lớn không cách nào giải quyết hậu quả, các ngươi lại tìm kẻ chết thay. Mà các ngươi tiêu ra thì tiếp tục dưỡng sức, giấu tài. Tuyết Dương Thanh vẻ mặt có chút phát hồng trên đời có chuyện tiện nghi vậy sao? Nhưng các ngươi thủy chung là chủ nhân phong tuyết ngân thành. Điểm này không thể phủ nhận. Nếu như các ngươi là chủ một thành, cũng không thể không che chở an nguy của thủ hạ, cho chúng ta an toàn mà dựa vào. Như vậy, chúng ta thuần phục các ngươi có nghĩa lý gì? là một người lãnh đạo đủ tư cách chẳng lẽ là vậy sao gặp một ít chuyện tình khó khăn các ngươi đem thủ hạ huynh đệ như tay chân mình bỏ đi chính mình ở một bên xem trò như vậy ngân thành rốt cuộc tính làm gì tiêu hành vân ánh mắt chất động cưỡng từ đoạt lý mà lớn tiếng chất vấn nếu như các ngươi không thể che chở thủ hạ của mình không thể mở rộng tránh nghĩa như vậy tiêu mỗ cả gan yêu cầu tiêu hành vân ánh mắt sắc bắn nhìn xung quanh lớn tiếng nói liền xin hàn ra gia giao ra chức thành chủ giao ra quyền khống chế ngân thành. Bởi vì chúng ta cũng không thể đón nhận một chủ tử yếu đuối làm cho thuộc hạ uất ức. Đây cũng là sự sĩ nhục lớn nhất của một bang phái. Các ngươi không có đảm lượng vì thuộc hạ chủ trì công đạo, chúng ta sẽ tự chính mình chủ trì, hàn gia cũng không cần gánh. Cái danh phận này, biểu dương tránh nghĩa. Chủ trì công đạo, ta thực sự không hiểu sao ngươi có thể nói hai từ này. Nói đến nói đi, ngươi còn không phải muốn chức thành chủ này sao? Ngươi lòng lang dạ thú rốt cuộc cũng xuất hiện. Tiêu Hành Vân, vì một ngày này, ngươi đã tính toán lâu rồi phải không? Phải chăng hôm nay có nắm chắc rồi? Vì vậy tính toán cuối cùng cũng để lộ ra. Hàn Trả Mộng có chút nheo mắt, âm u nhìn Tiêu Hành Vân. Hàn Trả Mộng, ngươi không cần chụp mũ ta. Ngươi nhát gan sợ phiền phức, yếu đuối vô năng. Dựa vào cái gì có thể đảm đương được vị trí thành chủ? Bởi vì ngươi là cháu ruột của trưởng tử Hàn ra sao? Hôm nay, các vị tiền bối tam đại thánh địa ở đây làm chứng, Ngươi mưu toan bán đứng thuộc hạ, ý đồ cầu bình an sống tạm cũng đã lộ ra, ngươi còn muốn như thế nào?" Tiêu Hành Vân cười lạnh nói. "Chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng chức thành chủ của mình để ép người hay sao? Vậy thì từ lúc này, Tiêu gia sẽ không thừa nhận ngươi là thành chủ nữa, cũng không phụ thuộc Hàn gia nữa." "Hảo hảo, Tiêu Hành Vân, ngươi rốt cuộc cũng lộ ra mặt chó của ngươi sao?" Hành Trảm Mộng lạnh nhạt nhìn hắn. "Ta hỏi ngươi, Tam trưởng lão, Lục trưởng lão bọn họ hiện ở nơi nào? Có hay không đã bị ngươi hạ độc thủ?" mộ tuyết đồng cùng mộng nhi hiện đang ở đâu nói vậy tiêu hành vân ngươi cũng đã bố trí rất lâu rồi cũng không ngờ ngươi có thể kiên nhẫn như vậy một mực ẩn nhẫn tới lúc tóc bạc trắng như thế này mới bại lộ hiện tại chúng ta đứng trước mặt nguy cơ cái họa quân gia vô cùng cấp bách bọn người tam trưởng lão ở đâu làm sao ta biết có thể bọn họ đi chơi đâu đó chơi đùa vui vẻ chưa muốn quay về cũng nên tiêu hành vân cười lạnh nói phải biết rằng tiêu hàn cùng tiêu phượng ngô hai hậu bối của tiêu gia ta ở trong đội ngũ kia lão phu còn nóng lòng hơn so với người cũng có thể người sợ tiêu ra chúng ta đoạt quyền sai người sát hại bọn họ điều này cũng có khả năng thế hệ ngươi chỉ có hai nữ nhi vốn không có người nối nghiệp ngân thành nhưng lão phu lại không thể nghĩ ra ngươi lại có mục đích hèn hạ thế dĩ nhiên đem con cháu tương lai ưu tú của ngân thành chúng ta chôn vùi tiêu hành vân phản đòn đánh bừa nhưng người nghe lại đều là trong lòng chấn động có không ít người chuyển mắt nhìn hàn yên mộng trong mắt mơ hồ có thần sắc hoài nghi tiêu hành vân nói như vậy có thể nói đúng tâm bệnh trong lòng người hàn trả mộng toàn thân phát run ngay cả con ngươi cũng đỏ lên lão phát hiện điểm không đúng trong lời của tiêu hành vân lúc trước hỏi hắn hắn luôn nói bọn người tam trưởng lão ở bên ngoài đang tiến hành chuyện gì nhưng bây giờ lão lại nói ta làm sao biết trước sau mâu thuẫn chuyện tình trong đó cũng đoán được tiêu hành vân ngươi quả thật độc ác hàn trả mộng vỗ mạnh tay vị thân mình dựng lên nhìn tiêu hành vân dằn từng từ một cứ như lời ngươi nói thì hẳn là làm những việc phải trả giá lớn. Trả giá? Lão Phu đã trả giá từ lâu rồi. Tiêu gia chúng ta cũng đã trả bao đời. Tiêu hành vân thê lương cười lớn. Trước sau mấy trăm năm kiếp sống nô dịch, mấy trăm năm nay đều bị hàn ra các ngươi hô to gọi lớn, trả giá như thế còn chưa đủ sao. Tiêu gia ta nhiều thế hệ thuần phục trung thành. Hôm nay lại chịu kết cục bị vứt bỏ hãm hại, trả giá như vậy còn không đủ sao. Coi như là trả giá, chả lẽ chúng ta còn không làm đến mức không dậy nổi sao? Hàn chảm mộng. Ngươi đừng vội nói nhảm cái gì, lão phù không nói với ngươi nữa. Quân mạc tà không nghĩ tới đến phong tuyết ngân thành thì thấy hai nhà Hàn, tiêu nội chiến. Nhìn hai người phía dưới khí thế ngút trời. Nhưng đám người tam đại thành địa không lộ vẻ gì. Quân mạc tà liền nghĩ. Đến cùng là tiêu ra cùng tam đại thánh địa có hiệp nghị gì? Nếu không, nhiều cao thủ tôn giả ở chỗ này, tiêu ra làm sao dám phóng túng? chớ để nói là đoạt quyền, e là chỉ lớn tiếng nói chuyện cũng là không dám. Quân mạc tài nhãn châu xoay động. Các ngươi đã chơi đùa vô sĩ, giờ bị cắn ngược lại một cái. Vậy để ta đến đổ thêm ít dầu cho các ngươi. Tam trưởng lão bị vây công diệt khẩu, tất nhiên là chết không đối chứng. Phía hàn gia có hai người còn sống bây giờ đang ở liều dưới chân núi, khẳng định không đến đây kịp. Nhưng phía tiêu gia khẳng định là không có bị diệt khẩu, mặc dù thành tàn phế nhưng cũng không thể chết được. Thậm chí tiêu hàn vô sỉ kia, chính mình cũng không giết, như thế nào lại vô thanh vô tức biến mất. Khẳng định là bị người tiêu ra giấu đi. Lão tử đem bọn họ ra chất vấn để xem các ngươi giải thích thế nào. Quân mạc tả âm hiểm cười trộm vù một tiếng, bay ra ngoài. Ngày đó phong tuyết ngân thành xuất động 6 vị trưởng lão cùng thất kiếm, tổng cộng 13 người. Mặt khác còn có tiêu hàn, mộ tuyết đồng, hàn yên mộng cùng với tiêu phượng ngô. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão trong thất kiếm đã bị tiêu ra vây công tới chết, nhưng tiêu ra có thể xuất động bốn trưởng lão, nhị trưởng lão tiêu bố vũ, lục trưởng lão, bát trưởng lão, cửu trưởng lão, mấy người này không chết. Tiêu bố vũ bị chính mình đùa giỡn, mà thoát y vũ trước mặt mọi người đương trường tự bạo, lục trưởng lão thì bị một kiếm đâm thủng ngực, nhưng hai trưởng lão còn lại không chết, chỉ bị chính mình chém tứ chi mà thôi. Về phần hai người trẻ tuổi của tiêu gia, tiêu phượng ngô bị một phát bóp chết, nhưng tiêu hàn thì mình chỉ khiến hắn trở thành một phế nhân, nhưng cũng không chết, như thế nào có thể bốc hơi mất chứ các ngươi nghĩ muốn đòi công đạo, lấy được vị trí thành chủ, làm gì có chuyện tiện nghi vậy? Lão tử chính là muốn các ngươi không thoải mái. Chính là muốn các ngươi nuốt cũng không nổi, để xem các ngươi có thể vô sỉ tới đâu. Không đùa bỡn các ngươi tới chết. Ta không phải quân mạc tà. Quân đại thiếu ra như tia chớp bay ra ngoài. Ngay lúc hắn bay ra, mạc tiêu diêu vẫn luôn nhắm mắt tĩnh thần đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc, nhìn vào trong đại sảnh. Mặc dù lão cũng chỉ đơn giản liếc mắt nhìn, thậm chí cũng không có nhắm vào kẻ nào, nhưng trong ánh mắt mang theo uy thế giống như lôi điện, làm cho mọi người trong đại sảnh không dám phát ra tiếng động. Lấy cấp bậc tôn giả cấp 4 của Mạc Tiêu Diêu, rõ ràng cảm thấy một võ giả cường đại tồn tại, đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất, lão chậm rãi nhìn một vòng. Trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc cùng đề phòng, cuối cùng không phát hiện, không cam lòng nhắm mắt lại. Chẳng lẽ mình gặp ảo giác sao? Lúc này, vệ không quần lẳng lặng lặng truyền âm, không phải ảo giác, xác thật có người cũng chỉ bằng phần thân pháp này chỉ sợ thực lực hắn hơn cả ta và ngươi mạc tiêu diêu lẳng lặng gật đầu truyền âm nói yên lặng theo dõi kỳ biến nếu hắn tái xuất hiện liền liên thủ giết hắn yêu cầu phải xong cho một kích quân mạc tà vừa ra đại điện trong nháy mắt liền đem phần thần thức phô thiên cái địa tản mắt ra ngoài giống như lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát tốc độ cực kỳ nhanh thần thức cảm ứng này chỉ thuộc về hắn bất kể người nào cũng rất khó phát hiện cho dù người đó so sánh với thực lực quân mạc tà thì mạnh hơn nhưng cũng không có ngoại lệ. Bản lĩnh của hắn cũng đột phá rất nhiều, linh cơ vừa chạm vào mà đã lĩnh ngộ tới thiên võng thần niệm. Mênh mông như bầu trời, thần bí như vũ trụ, mỗi nơi đều tới được, những ai cũng không chạm được. Tuy ngân thành lớn như thế, nhưng cũng chỉ chốc lát công phu liền lục soát xong, nhưng kết quả cũng rất ngoài ý muốn, không thấy đâu. Chẳng lẽ tiêu ra dứt khoát đoạn tuyệt, vì thực hiện âm mưu mà không tiếc nuối giết chết gia quyến của mình. Quân mạc tà mặt nhăn nhó, đột nhiên thần thể từ giữa không trung cấp tốc hạ xuống vèo một tiếng chui vào tầng băng, lần thứ hai bắt đầu tìm tòi dưới đất. Như hắn dự đoán, hầm ngầm chằng chịt, mật thất vô số. Quân Mạc Tà tâm niệm nhất động, vận dụng thổ lực, vận khởi âm dương độn, lại lần nữa truy tìm. Lúc hắn đang tra xét ngân thành đại điện, thì bị chặn đầu gặp phải một lực lượng mãnh liệt ngăn chặn. Cho dù là hắn mới đột phá, lại có thần niệm cường đại nhưng cũng không sao thẩm thấu vào trong. Tựa hồ có một lực lượng thần bí bảo vệ nơi đó vậy cổ lực lượng này không thể nghi ngờ là cực cường đại điểm này chân thật đáng tin hơn nữa lực lượng này tuyệt đối không thuộc về thần thức của loài người mà là một loại lực lượng thần bí ôn hòa hiền hậu mà cường đại to lớn mà huyền bí quân mạc tả trong lòng chấn động định tránh né phương vị này nhưng trong lòng thầm ghi nhớ không nghĩ tới trong phong tuyết ngân thành vẫn có một chỗ cổ quái như thế ngày khác nếu rảnh rỗi phải mau chân đến đây để xem thử rốt cuộc là có chuyện gì lúc thần thức của hắn tra xét phía bên trái trăm trượng thì bỗng tinh thần rung lên tìm được rồi quân mạc tà trực tiếp xuyên đất đi tới người quen nằm trên giường trong mật thất không phải là tiêu hàn hay sao ngày đó quân tam gia tâm địa nhân hậu cũng chỉ phế đi võ công của hắn nhưng quân đại thiếu gia thì không thể dễ dàng buông tay như thế móc mắt hắn cắt gân tay chân của hắn cắt tai cắt mũi cắt đầu lưỡi chặt đứt thắt lưng thậm chí còn phế ngũ chi của hắn nhưng không để hắn chết Mặc dù sống như vậy rất thống khổ, nhưng quân mạc tà vì thế mới để hắn sống. Chết! Vậy không phải tiện nghi cho hắn sao? Cho nên để cho hắn một cơ hội sống. Chỉ cần người khác không động thủ giết hắn, không bỏ đói hắn, tiêu hàn tuyệt đối không thể chết được. Mà sự thật cũng như quân mạc tà đoán, tiêu hành vân mặc dù lòng dạ độc ác, nhưng cũng không nở ra tay với con cháu của mình, vẫn bí mật nuôi dưỡng hắn. Nhìn trong mật thất không người, quân mạc tà vù một tiếng xuất hiện trước giường của tiêu hàn rồi ra sức ngửi, trên mặt hiện lên một vẻ bất mãn chỗ ở của một phế nhân như vậy lại còn bị vây trong mật thất dưới lòng đất mà không có chút mùi vị khác thường nào xem ra đám hộ lý tiêu ra thật đúng là không tệ ở trong mật thất hắn đi hai bước đến bên giường tiêu hàn mặc dù không thể thấy nhưng cảm giác lại trở nên nhạy cảm hắn nhận thấy có người ở bên cạnh mình lại còn giật giật cánh tay thì trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc tiêu hàn ta biết ngươi nghe thấy lời ta nói năm đó ta là người đã cắt cái lỗ tai ngươi nhớ ta không Quân mạc ta ghé vào lỗ tai của hắn, khẽ hỏi. Trên mặt tiêu hàn lộ vẻ mặt kinh khủng như thấy quỷ, hắn dùng lực lắc lư đầu, trong miệng phát ra tiếng ô ô quái dị, đồng thời một cỗ tâm tình oán độc cùng hận ý thoát ra. Người đã nghe thấy, vẫn còn đoán được ta là ai, không tồi, hiện tại loại tư vị không tồi phải không? Quân mạc tạ nhẹ nhàng nói, khẩu khí rất tàn khốc. Hôm nay ta đến, cũng là muốn cho ngươi hưởng món chính. Bởi vì ta phát hiện ngươi có lẽ vẫn còn thoải mái, thoải mái đến mức công lý khó lòng dung tha. Điều này sao có thể được? Ta thật sự rất thất vọng. Than thể tiêu hàn chấn động kịch liệt, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi cùng cầu khẩn, tự hồ cầu quân mạc tả cho hắn đường sống. Yên tâm, ta khẳng định sẽ không giết chết ngươi. Ta thật sự không muốn giết ngươi, ngươi bây giờ ngoan ngoãn nằm im như thế, sao ta lại hạ độc thủ với ngươi được? Quân mạc tà mỉm cười, đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một gói thuốc, mở ra, cầm chắc cầm tiêu hàn, đổ vào miệng hắn nói. Đây chính là thuốc tốt nha, cả huyền huyền đại lục chỉ có một phần, ta đã đặc biệt vì ngươi mà phối một phần. Thiên hạ trừ ngươi ra, không có có người có thể dùng thuốc của ta đâu. Ngươi thật sự nên vinh hạnh vì điều này, bởi vì ngươi là người độc nhất vô nhị. Uống thuốc này vào, ngày ngày phải chịu từng cơn ngứa, thấm vào cốt tủy. Đúng, chính là gãy không được, để ngươi ngày ngày ngứa đến mức muốn tự sát, nhưng người khác không tra ra được bệnh gì. Ngươi đối với quân gia ta, tam thúc ta làm nhiều điều tốt như vậy, ta không thể không báo đáp chú đáo cho ngươi sao được. Quân mạc ta cười hắc hắc, để ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất ngứa, coi như cho ngươi đại danh đỉnh đỉnh. Quân Mạc tà từ trong lồng ngực khéo léo lấy ra thanh thanh phi đao, nghịch chuyển kinh mạch, linh lực chạy ngược, thuận tiện đem thiên tà vạn độc quả trên phi đao lo một phen. Sau đó đâm trên 10 ngón tay, 10 ngón chân của hắn mỗi ngón một nhát. Nhát đâm thật là nhẹ nhàng, ngay cả da cũng không gây tổn thương. Bấy giờ hắn mới cảm thấy mỹ mãn mà nói: "Ta biết xúc sinh nhà ngươi rất nhạy cảm, liệu có phải rất kinh ngạc nhìn ta làm nhiều động tác như vậy?" làm sao mà cả da cũng không chịu tổn thương ngàn vạn lần không phải thất vọng bởi vì không lâu sau tay chân ngươi sẽ bắt đầu thối giữa từ từ thối giữa thành nước từng điểm từng điểm yên tâm sẽ không chết ngay đâu trước khi thối giữa đến cổ ngươi thì ta phỏng đoán ngươi có thể thở chắc sẽ kéo dài nhiều năm từ từ hưởng thụ đi tiêu hàn đây chính là sự hồi báo của quân gia đối với ngươi lúc này tiêu hàn đã trải qua thống khổ thuốc ngứa đã bắt đầu phát huy tác dụng tiêu hàn cả thân thể đều run rẩy Quân Mạc ta cười một tiếng, chợt biến mất. Trong mật thất, Tiêu Hàn sợ hãi, ngoe nguẩy thân thể, dùng hết khí lực nhích từng chút từng chút, rốt cuộc bình một tiếng, từ trên giường rớt xuống. Nô bộc bên ngoài nghe thấy liền vội vàng đi vào, chỉ thấy Tiêu Hàn trên mặt đất thống khổ dãy dụa, không có bất luận kẻ nào. Quái, tàn phế đến như vậy, còn có thể dãy dụa xuống giường. Nô bộc buồn bực lắc đầu, tiến lên nâng hắn ôm về trên giường. Nhưng Tiêu Hàn dù không muốn cũng không thể ngừng dãy dụa được cơ hồ không thể khống chế nổi cơ thể miệng hắn không thể nói thân thể căn bản là không có điểm quái dị hơn nữa thân thể không thể nhìn ra bất cứ hiện tượng lạ gì tất cả thống khổ cũng chỉ có mình hắn là cảm nhận được người khác ai cũng nhìn không ra hơn nữa ngón tay cùng ngón chân mang cảm giác thống khổ tựa hồ từ cốt tủy càng thống khổ tới cực điểm nhưng gân tay của hắn hoàn toàn bị phế không thể viết được chỉ có thể im lặng mà chịu đựng thống khổ một mình mãi cho đến lúc chết tiêu hàn hôm nay thê thảm chịu sự thống khổ có thể nói là từ trước tới nay không hề có hình phạt tàn khốc như vậy tựa hồ cả thế giới cũng chỉ có tà quân quân mạc tà nghĩ ra vậy cũng là do hắn nhận phải báo ứng đi quân mạc tà bay nhanh ra khỏi mật thất linh hoạt tự nhiên thao túng thổ lực rất nhanh tìm được bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão ẩn thân cách mật thất của tiêu hàn không xa hai gian phòng liên tiếp nơi đây cấp bậc so với nơi tiêu hàn cao hơn nhiều hai người này ngày đó bị chặt đứt hai chân nhưng không bị tổn thất gì thêm huyền công thực lực vẫn như cũ hơn nữa hai người ở thạch thất này có chút rộng rãi, quả thực giống như một tiểu gia thông thường, bên trong đầy đủ tiện nghi. Hiện tại, hai người đang ở trong mật thất cửu trưởng lão uống trà, đánh cờ cho hết thời gian. Bên người bọn họ có mấy người ở nơi này hầu hạ, tựa hồ là gia quyến. Hai lão giả, tất cả đều một thân áo bào trắng, ngồi nhìn nhau, hai lão giả này đều tóc bạc da mồi, tinh thần sức khỏe dồi dào, trước người có một bộ bàn cờ, có hí khúc liên hoa lạc thanh thúy dễ nghe. Hai người nhìn nhau cười, từ trong bình trà bên người lượn lờ hơi nóng phất phơ bay ra, hương trà nồng đậm tỏa mọi nơi. Thấy như thế, quân mạc ta cũng có chút hâm mộ. Ta kháo, cái này đúng là sống như tiên mà, lại còn có nhạc để nghe cho dễ chịu. Các ngươi có thật là tàn tật không vậy? Quân mạc ta ghen tị. Không nghi ngờ, để quân đại thiếu ra ghen tị thì hậu quả rất nghiêm trọng đây. Chi kỷ gia nhập phiếu tên sách công năng, phương tiện ngày lần sau từ tấu chương tiếp tục đọc. Thích tiểu thuyết dị thế tà quân, duy trì tác giả phong lăng thiên hạ liền đầu ta một phiếu đi. Quân Mạc Tà nhẹ nhàng tiến vào, ngón tay khẽ bắn, ba nữ tử không thấy hay cảm thấy bất cứ điều gì đã lâm vào hôn mê. Cuối cùng quân đại thiếu gia coi như có phong độ, không có hạ sát thủ đối với nữ nhân, nếu không đổi lại thì chỉ còn là ba bộ tử thi. "Là ngươi?" Quân Mạc Tà. Bát trưởng lão đảo mắt một cái liền lập tức nhận ra hắn, trong mắt liền toát ra oán độc sâu sắc. "Ngươi vào bằng cách nào?" Hai người nhìn nhau, trong lòng đồng thời nổi lên một ý nghĩ cực xấu chẳng lẽ phong tuyết ngân thành đã bị thất thủ nhưng lão đại không phải đã nói tam đại thánh địa đưa tới hàng trăm cao thủ để giúp chúng ta đối phó với quân ra sao sao lại nhanh như vậy liền thất thủ ta vào bằng cách nào có lẽ không quan trọng ít nhất đối với các ngươi là không quan trọng quan trọng là một việc khác ta muốn chúc mừng hai vị các ngươi lập tức có thể đi ra ngoài lại thấy ánh mặt trời có phải là một niềm vui rất bất ngờ không quân mạc ta không có thời gian tốn hơi thừa lời với bọn họ liền dứt khoát xuất thủ mỗi chỉ một người, chế trụ huyệt đạo của hai người này, lấy thực lực kinh người cấp hai tôn giả của hắn mà nói, đối phó hai người huyền giả thần huyền nhất phẩm tự nhiên là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức lực. Đối phương căn bản không có bất cứ chống cự nào. Quân đại thiếu gia dễ dàng chế phục hai người, lập tức thi hành bước tiếp theo của kế hoạch, thần quang trong đôi mắt bạo phát, khẽ quát, nhiếp hồn. Lần này cũng không có mượn bất cứ ngoại lực gì, trực tiếp sử dụng tinh thần lực tối tinh thuần của bản thân mạnh mẽ thôi miên, trong nháy mắt đã làm lạc đi tâm trí của hai người này ánh mắt quân mạc tà phát ra thần quang yêu dị tập trung vào ánh mắt hai người bát trưởng lão và cửu trưởng lão ánh mắt từ phần hận chuyển sang mờ mịt rồi lại chuyển thành ngoan ngoãn thậm chí phục tùng từ đáy lòng quân mạc tà từ lúc đột phá đến giờ thi triển nhiếp hồn so với lúc đầu huyền huyền sơ cấp thì so với lúc sau thi triển mặc dù nguyên lý không khác nhưng hiệu quả lại không cùng cấp bậc lần này đây chính là cực kỳ triệt để cũng là tối thuần thục tối nay ta sẽ mời này phong tuyết ngân thành long trời lỡ đất. Khóe miệng quân mạc tà lộ ra một nụ cười tàn khốc, thần quang yêu dị trong mắt cắn lúc càng mạnh mẽ. Trong lúc đó, đại sảnh bên trong ngân thành, cải cọ của hàn tiêu hai tộc cũng đã đến mức độ gây cấn. Hàn trà mộng sắc mặt ngưng trọng mang theo bi thương, lời nói càng thêm lãnh ý rét lạnh, trầm giọng nói. Tiêu hành vân, từ lúc ngân thành được thành lập, trải qua vô số gian nan, qua bao thế hệ tới nay, hàn gia ta nghiêm ngặt tuân thủ di nguyên tổ tông đối với tiêu gia chiếu cố có hơn, vô luận chỗ tốt gì đều tùy ý tiêu ra lấy ra, hàn gia đều cho là phù hợp. Một khi gặp nguy hiểm, mỗi cái dũng giả hàn gia đều xông lên trước, cho tiêu ra các ngươi ngồi mắt ăn bát vàng, mỗi cái, mỗi cái đều có thể chứng minh rõ ràng. Xa xa không nói, ngày đó các ngươi tàn sát hai tiểu bối quân gia, dẫn động đông phương thế gia điên cuồng phản công, nếu không có gia phụ trái với lương tâm phá lệ, thỉnh trí tôn đứng đầu vân biệt trần, cùng nhau áp chế đông phương thế gia, ngươi nói chỉ bằng thực lực huynh đệ các ngươi thật có thể chiến thắng đông phương lão phu nhân sao? Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, chỉ sợ một lần đó cũng có thể đủ cho tiêu gia có nguy cơ diệt tộc. Nhường nhị, chiếu cố như vậy, đã qua mấy trăm năm thời gian lịch đại tổ tiên đều, cũng đã hết sức huynh hữu đệ cung, còn thân hơn thủ túc, nhưng đến thế hệ này của ngươi, dĩ nhiên lại lòng lang dạ thú như vậy đi ngược lại. Không chỉ có ý muốn cướp địa vị thành chủ, mà còn tùy ý tàn sát huyết mạch đồng bào. Hành vi như thế nhân thần cộng phẫn, thiên lý bất dung. Tiêu Hành Vân, ngươi tạm thời đóng cửa tự vấn lòng, như thế nào không làm thất vọng nhiệt huyết liệt tổ liệt tông tiêu ra vì ngân thành, mà rơi đầu. Nói thật hay, hàn Trảm mộng, ngươi đã nói như vậy, lão phu trái lại muốn hỏi một câu, di nguyện tổ tông ban đầu đến nay vẫn còn treo trên vách tường. Ngươi cũng nói, lịch đại tổ tiên tiêu gia ta tất cả đều vì ngân thành dốc hết tâm huyết, cúc cung tận tụy. Nhưng ngươi, trước mắt lại đối đãi với tiêu gia ta như thế nào? Ngươi cư nhiên còn có ra mặt bực này nói đến, đến tột cùng là ai đi ngược lại, lời nói và việc làm không đồng nhất. Tiêu hành vân mặt mày bi phẫn, phẫn nộ, dâu trắng phát run, trỏ tay hét lớn. Ban đầu, tiêu hàn cùng yên giao, hai hài tử thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, người lớn hai nhà chúng ta hiệp nghị, định ra hôn sự, song phương chưa từng có dị nghị gì. Sẽ chờ cho bọn chúng khi lớn lên, sẽ thành thân, bách nhiên hảo hợp, bạch đầu dai lão, vốn là một mỹ sự thật lớn. Nhưng ngươi, hàn trả mộng không biết dạy con, con gái vừa xuống núi liền cùng dã nam nhân câu kết làm bậy, lại vẫn còn cái gì thế non hẹn biển, phi quân bất giá. Lúc ấy hai nhà vẫn còn thân thết, lời thề vẫn còn văng vẳng bên tai, cư nhiên lại làm ra việc thấp hèn như vậy, thực là làm nhục nế nếp gia đình tiêu gia ta. Gọng nói của hắn hổn hển, trầm trọng. Nhục nhã vô cùng bực này, tiêu gia ta sao lại chịu từ bỏ ý đồ. Nhưng ngươi không chỉ không trách cứ con gái ngươi, ngược lại bốn phía cản chờ tiêu gia ta báo thù rửa hận, bắt chúng ta đem cái oán khi kia tươi sống nuốt trở lại vào trong bụng. ngươi chẳng lẽ không biết tiêu gia ta cũng là một thế gia đại tộc, tiêu gia ta cũng có tôn nghiêm. những điều này ngươi đều suy nghĩ qua sao? có khả năng ngươi chỉ biết thiên vị con gái mình, căn bản không hề bận tâm đến mặt mũi tiêu gia ta, khư khư cố chấp, cường ngạnh như thế nào. trong thiên hạ, chỉ cần là nam nhân lại bị người khác đoạt mất vợ còn không báo thù lúc này, thì xem như đạo lý gì? có người nào có thể nhẫn được loại khẩu khí này? hàn trảm mộng hai mắt lãnh khốc nhìn qua giọng căm hận nói. Tiêu hành vân, ngươi không cần ở nơi này lật ngược phải trái, lẫn lộn trăng đen. Thị phi đúng sai sớm có định luận, xác thục là ban đầu giao nhi tuổi còn nhỏ định ra hôn sự. Nhưng lúc ấy, từng trịnh trọng nói qua, hôn sự tạm thời định ra, chỉ cần hai đứa tình đầu ý hợp, có thể thành thân. Nhưng nếu như tính tình không thể tương đầu, cũng có thể lánh nghị. Những lời này là có chứ. Lúc ấy định ra chuyện này, tất cả trưởng lão hai nhà ở đây đều chứng kiến, tin rằng tất cả mọi người đều không quên, cho tới khi tiêu hàn lớn lên cuối cùng là người như thế nào tất cả mọi người ở đây vô cùng hiểu rõ hàn mỗ ở nơi này cũng không muốn nhiều lời chỉ có giao nhi từ đầu tới cuối đều phản đối chuyện này trước đây lúc bọn họ xuống núi rèn luyện cũng từng đau khổ cầu khẩn giải trừ hôn ước nhiều lần thậm chí còn có một lần quỳ gối trước mặt ngươi thỉnh cầu ngươi làm chủ chuyện này hết thảy ngươi không quên chứ lúc ấy ngươi nói như thế nào ta nhớ kỹ ngươi nói rất đúng hôn nhân đại sự chính là đại sự cả đời của hai người nếu thật sự là không hợp cũng không nên miễn cưỡng. Dù sao dưa hái xanh không ngọt. Những lời này là chính miệng người nói, người cũng sẽ không quên chứ. Trước có nói như vậy, sao lại có câu nói kia của ngươi, hôn ước tuy có nhưng đã sớm tồn lại trên danh nghĩa. Nhiều nhất chỉ là không có tuyên bố ra ngoài mà thôi. Chuyện này thật ra cả phong tuyết ngân thành có ai trong lòng không biết rõ. Tại sao ngươi lại nói đến làm bại hoại nề nếp gia đình tiêu gia? Đến khi Giao Nhi xuống núi, Gặp được quân gia tam công tử quân vô ý, hai người tâm đầu ý hợp, ái mộ lẫn nhau, nhưng Giao Nhi Thủy Trung chưa hề tiết lô quá thân phận của mình, ý muốn của nàng chính là bảo toàn mặt mũi tiêu ra các ngươi. Nàng chỉ nghĩ khi trở lại ngân thành báo cáo chúng ta, cuối cùng chính thức giải trừ hôn ước, sau đó mới thể hiện thân phận của mình với quân vô ý, chỉ cầu ba nhà hòa thuận, không gây nên mâu thuẫn. Chuyện này, sau khi Giao Nhi hồi sơn, chính ta và ngươi cùng nhau hỏi mới biết được, ngươi sẽ không giả bộ hồ đồ nói không nhớ rõ chứ hôm nay lại muốn bắt được không phải đương lý thuyết. Là dụng ý gì? Chuyện quá rõ ràng, quân vô ý rõ ràng là hoàn toàn không biết nội tình, quân gia lại càng thêm là người vô tội, nhưng tiêu gia các ngươi lại giống trống khua trên súng núi, mang Giao Nhi quay về, càng bức bách quân gia. Giao Nhi là nữ nhi thành chủ, bị các ngươi mạnh mẽ áp giả quay về, lúc ấy ta cũng không nói gì thêm, đơn giản là trong lòng đối với tiêu gia vẫn có phần áy náy. Mặc dù là mọi người đều biết, nhưng dù sao cũng là hàn gia ta đề xuất giải trừ hôn ước trước tiên về lý thì thì là chúng ta sai trước nhưng các ngươi lại càng tệ hại hơn cấu kết với bọn đạo trích hạ độc thủ hại chết ba anh em bạch y quân soái quân vô hối làm cho quân gia ra xa sút khốn đốn gần như không gượng dậy nỗi càng tận lực không đưa quân vô ý vào chỗ chết chỉ muốn làm cho hắn tê liệt tàn tật suốt đời với quân gia mà nói thì họ quá vô tội thậm chí bọn họ từ đầu đến đuôi đều không biết thân phận giao nhi lại bị gia hại như thế khuất phục chịu hàm oan thậm chí càng về sau quân mạc ưu, quân mạc sầu càng không biết chết vì điều gì. Nếu không có đông phương thế ra tham dự, chuyện này bao nhiêu phần đúng sai, tiêu già các ngươi còn không cảm thấy mình làm quá phận sao. Sau đó trở về ngân thành, càng đem chuyện lớn này che giấu, ngư toan bức giao nhi lập tức thành thân. Càng lấy quân ra áp chế, làm cho giao nhi lấy kiếm tự hại mình, gần như mất mạng, một mình ẩn cư kiếm phong, đến nay đã được 10 năm 5 tháng. Tại sao chuyện này cuối cùng phát sinh, người lại đem những lời nói của mình quên đi toàn bộ cường hoành, ngang ngược, hung hăng. Ban đầu vì di nguyện tổ tông, vì nhân nhượng, hàn gia mở rộng tấm lòng tất cả không truy cứ. Thậm chí tiêu gia các ngươi nói là lại định ra hôn sự cho tiêu hàn cùng mộng nhi. Bổn thành chủ vẫn không tiếc làm trái với lương tâm, cũng muốn bổ thường cho cái hôn sự chưa hoàn thành trước kia. Ngay tại chỗ liền xúc động đồng ý, cũng không gây chút khó khăn nào. Có thể nói là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiêu hành vân, ngươi cẩn thận hồi tưởng, hơn 10 năm nay, bao nhiêu chuyện tự làm tự chịu, đã bao lâu từng coi hẳn ra chúng ta là chủ tử ngược lại mấy trăm năm dài rằng rặc, đã từng có ngày nào coi tiêu ra các ngươi là nô tài hôm nay ngươi nói đến điều đó chẳng phải là để cho người khác chê cười tiêu hành vân cười lạnh một tiếng không tệ ngươi cứ nói những điều này đa phần đều là thật lão phu xác thực từng nói qua câu kia cũng thừa nhận hôn ước có khả năng giải trừ nhưng sự thật là lúc đó cũng không chính thức giải trừ hôn ước nhưng nhi nữ không biết tự ái kia của ngươi liến cùng người khác thông đồng chẳng lẽ điều này không đúng sự thật lão phu từ trước đến nay là người thông tình đặt lý nếu thật sự là đã giải trừ hôn ước các ngươi đem khuê nữ gà cho ai là chuyện nhà của các ngươi tiêu ra toàn bộ không có nửa điểm liên quan huống chi lão phu cũng nhìn yên giao lớn lên từ trước đến giờ đều thương như con gái ruột của mình làm sao lại không hy vọng nàng hạnh phúc nếu đã giải trừ hôn ước nàng về nhà chồng lão phu cũng sẽ không gây khó khăn cho nàng hơn nữa ai gây khó dễ nàng chính là gây khó dễ với lão phu lời này nói ra một mình ngươi tin tưởng sao? Hàn trảm mộng cơ hồ có ý muốn nôn mửa, người có thể vô sĩ đến mức này thật là hiếm thấy. Đem con gái của mình làm cho cùng đường, sinh tử lưỡng nan lại còn nói là thương như con gái ruột. Thật sự mệt nói với hắn mà. Tiêu hành vân mặt không đổi sắc, căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục nói. Nhưng vấn đề là ở chỗ, sau khi chuyện này phát sinh, Hàn Yên giao thủy chung vẫn còn mang danh tiếng con dâu tiêu ra ta, cũng không có chính thức giải trừ hôn ước, Hàn Trảm Mộng, chuyện này ngươi thực sẽ không phủ nhận chứ. Ban đầu, cả Ngân Thành đều biết, cái hôn ước này có thể giải trừ. Nhưng nghe cho rõ, chẳng qua là có thể mà thôi. Nói cách khác, tất cả mọi người đều biết cái hôn ước này vẫn tồn tại. Đã có cái hôn ước này tồn tại, nàng mong muốn cùng nam nhân thông đồng chính là không tuân thủ phụ đạo. Đại nghịch bất đạo, không biết xấu hổ, hồng hạnh xuất tường. Cùng nam nhân thông đồng đó chính là đánh mất trinh tiết, điều này làm nhục nề nế nếp gia đình tiêu gia ta. Xảy ra chuyện như vậy, Đội trên đỉnh đầu tiêu gia ta liền vĩnh viễn là một cái nón xanh. Chuyện đó cũng là không thể phủ nhận được. Hàn trảm mộng, ngươi đối với những lời nói của ta còn có thể nghi ngờ sao? Tiêu hành vân, ngươi quả thật là nói hưu nói vượn. Tuyết xương thanh khí được toàn thân phát run. Mày liễu dựng thẳng những chuyện trước kia, 10 năm trước ngươi đã nháo qua một lần. Vậy mà ngày hôm nay lại đem ra mà nói. Coi như ban đầu là hôn ước, nhưng cũng chỉ là hôn ước bằng miệng. Căn bản là chưa tùng có lễ vật, văn thư làm chứng. Giao Nhi cho tới bây giờ cũng chưa từng bước qua cửa tiêu gia, từ đầu đến cuối vẫn là trong sạch, băng thanh ngọc khiết. Cho đến hôm nay, vẫn là như thế, điều đó có làm nhục nề nế nếp gia đình tiêu gia ngươi. Tiêu gia các ngươi xứng sao? Các ngươi là cái thứ gì vậy? Nói thật hay, rốt cục cũng nói ra điều trong lòng rồi sao? Tiêu gia chúng ta vì ngân thành, hơn 10 thế hệ phía trước ngã xuống, phía sau sông lên, dốc hết tâm huyết, trung thành và tận tâm, thiên địa chứng giám, khả chiêu nhật nguyện, hôm nay, tại đây, thành chủ phu nhân tự mình nói ra là tiêu gia chúng ta không xứng. Lại còn không phải đồ gì. Lịch đại tổ tiên, các ngươi đều tin tưởng nghe được sao. Đây sẽ là điều hàn gia hồi bào đối với sự trung tâm của chúng ta. Đây sẽ là áp bách của hàn gia đối với tôn tử tiêu gia chúng ta. Dã đến nước này, chúng ta không thể nhịn được nữa. Mà ngay cả một người đàn bà của người ta, cũng dám đứng ra thoá mạ đương đại chủ sự tiêu gia. Nhục nhã vô cùng bực này, tiêu gia ta bắt đầu từ hôm nay, cùng hàn gia các ngươi phân rõ rơi tuyến bất cộng thiên tiêu hành vân thê lương cười dài đột nhiên xoay người quay về phía bức họa tổ tiên trên vách tường ngân thành lộ vẻ sầu thảm cười nói tinh thần thủy tổ à năm đó ngài dũng cảm quên mình đỡ cho bái đệ của ngài một đao lại đem tính mạng mình hủy đi nhưng ngài có nghĩ đến hay không mấy trăm năm sau hậu đại tử tôn của ngài lại bị hậu nhân của bái đệ ngài khi dễ vũ nhục như thế nếu ngài trên trời có linh thiêng không biết sẽ đau lòng như thế nào nữa chuyện tình năm đó ngài có hay không cảm thấy không đáng giá? Tiêu hành vân khóc lóc than thở, sắc mặt bi thương, xem ra quả thực vì chuyện đã qua mà bi phẫn muốn chết, nhưng thấy mặt lão rưng rưng, chết đi sống lại sâu kín thở dài nói. Ngân thành còn tồn tại ở thế gian, tử tôn tiêu ra vĩnh viễn không dứt. Đời đời kiếp kiếp, thiên thổ địa hạ không bội ước. Hàn thành chủ. Hàn thành chủ à, ngày năm đó đang lúc nổi danh trong anh hùng thiên hạ chính miệng lập lời thề, âm thanh vẫn còn vang vọng bên tai, hôm nay tôn tử của ngài sẽ đem tiêu ra chúng ta chém tận giết tuyệt. Nếu ngài trên trời có linh thiêng, ngài mở mắt ra mà nhìn. Tiêu ra chúng ta hiện tại nước sôi lửa bỏng, chúng ta đã không chịu nỗi gánh nặng này, đã làm cho bị cùng đường rồi. Tiêu hành vân, ngươi, cực kỳ vô sĩ. Hàn trả mộng trích khí toàn thân cũng không chịu khống chế run rẩy đứng lên, nhìn kẻ đang nói chính là tiêu hành vân, hận không thể đem hắn một cái bóp chết. Cùng nhau sống tại ngân thành nhiều năm như vậy, lại không biết vị đại trưởng lão này dĩ nhiên còn là một diễn viên có danh tiếng những lời nói này quả thực có thể đem ta phế điều khí tạc tử tôn tiêu ra chúng ta mệnh lại khổ như vậy tiêu hành vân lão lệ tung hoành đột nhiên điều chỉnh sắc mặt nghiến răng nghiến lợi nói cuối cùng trên thiên hạ cũng có địa phương nói lý tam đại thánh địa xưa nay công bằng chính trực tạo phúc nhân gian ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh giờ phút này đang có tiền bối cao nhân ở nơi này xem lễ Vừa lúc có khả năng chủ trì công đạo cho tử tôn tiêu gia đang chịu nhiều khi dễ, đưa chúng ta đến một băng phong tuyết sơn thanh bình thế giới, ban thưởng chúng ta phong tuyết ngân thành một mảnh lãng lãng càn khôn. Lão phu tin chắc thị phi tự có công luận, thiên lý tự tại nhân tâm. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Người đang làm, thiên đang nhìn. Lòng son bích huyết, luôn luôn có người công chứng. Tiêu Hành Vân lần này hùng hồn, nói năng có khí phách, nói xong, đột nhiên xoay người lại, một mực nhìn tiêu giao trí tôn mạc thông vận cúi đầu thật sâu, trên mặt lại là bi thiết, lại là vui sướng, giống như một tá điền mấy ngàn năm bị địa chủ ức hiếp, đột nhiên xuất hiện đội ngũ nhân dân, bản thân lại được tự do. Mạc lão, hôm nay ở chỗ này, thị phi đúng sai ngài đều nhìn thấy hết trong mắt. Tiêu gia ta hôm nay gặp phải tai họa diệt tộc, thật sự là khó bảo toàn được bản thân, con đường phía trước xa vời, thỉnh lão nhân gia ngài chủ trì công đạo. Làm cho người ta lúc gian nan nhìn thấy ánh dạng đông, cũng mời người trong thiên hạ cùng biết, công đạo là không thể khinh nhờn, trung thành là không thể bị vũ nhục. Thỉnh ngài chủ trì công đạo. Tiêu Hành Vân khom người hành lễ, liền như vậy khom lưng mà đứng không ngẩng đầu lên nữa. Tại phía sau hắn, các trưởng lão Tiêu gia đột nhiên đứng lên, bước nhanh lại, quỳ trên mặt đất hô to. Thỉnh Tam đại thánh địa tôn giả đại nhân nhìn rõ mọi việc, chủ trì công đạo. Động tác, âm thanh đều nhịp nhàng, phảng phất như trước đó luyện tập rất tốt. Hàn Trảm Mộng toàn thân run rẩy, môi run run mặt mày tính ngắt trong lúc nhất thời dĩ nhiên không nói ra lời tiêu hành vân phen này nói chuyện trắng đen lẫn lộn điên đảo thị phi trực tiếp là mê muội lương tâm mà nói dối nhưng lại có thể thanh sắc câu dai một từ một lời đều cực kỳ bi ai khẩn thiết nhưng từ đầu tới đuôi không có bất cứ một câu nói nào là thật không thể không nói sống cả đời có thể học được bản lãnh như vậy coi như là thế hệ kỳ tài rất kỳ tài nếu như tiêu hành vân luyện công có một nửa đạo hạnh như vậy đừng nói là thần huyền coi như là trí tôn chí tôn thượng hạng, tôn giả, thậm chí thánh giả cũng vị tất không thể đạt thành. Chẳng lẽ không muốn mặt chân chính có thể thiên hạ vô địch? Trong nhất thời, trong đại sảnh nhất thời lâm vào huyên náo, một phần trưởng lão hàn gia mỗi người đều cực kỳ phẫn nộ, hoàn toàn không hề nghĩ tới một người dĩ nhiên có thể vô sĩ đến như thế. Sự thật trải qua đúng sai, hắc bạch mọi người đều hiểu rõ ràng, tiêu hành vân có khả năng nói đen thành trắng, rõ ràng là tiêu ra bọn chúng ỉ mạnh hiếp yếu muốn hãm hại người khác, lại nói thành chính mình bị hãm hại, cũng tương tự chính mình có liên can, không phải nói xạo thành chính mình bị oan khuất lớn như vậy. Tiêu hành vân, nhân hoạt nhất trương kiểm, thụ hoạt nhất trương bì, người rốt cuộc có muốn giữ lại mặt mũi với trương trưởng lão. Danh tiếng tổ tiên tiêu ra cứ như vậy bi tên bại hoại nhà ngươi làm mất sạch. Tiêu hành vân, lão nhi người cũng thật vô sỉ. Lúc này đây dã nhiều năm, tiêu ra tại ngân thành như thế nào, mỗi thứ đều thấy tại trong mắt, như thế nào ngươi còn mặt mũi nói như vậy. Thay trắng đổi đen như thế, càn quấy, Tiêu Hành Vân, một mình ngươi không biết xấu hổ thì thôi, nhưng cả tiêu gia các ngươi lại đều không biết xấu hổ. Hành vi vô sỉ, làm được đến đó thật sự là khổ cho các ngươi. Lão Phu trước kia thật là có mắt, mù tâm, lại không nhìn ra các ngươi lại hèn hạ, tiểu nhân như vậy. Nghĩ đến, nếu không phải có người của Tam Đại Thánh Địa lên can tại đây, chỉ sợ bên trong đại sảnh này đã biến thành một sự kiện máu chảy. Trong lúc này, một phần của trí tôn kim thành sinh tử tôn giả vệ không quần lộ, ra một chút thần sắc nghiêm trang khác thường, nặng nề ho khan một tiếng uy nghi trong hai mắt bắn ra bốn phía chậm rãi đảo qua một vòng bị khí thế cường giả của hắn chấn nhiếp tất cả mọi người đều không ngoại lệ dừng nói chuyện nhao nhao nhìn hắn về tranh chấp của tiêu gia hàn gia ngân thành lão phu là ngoại nhân vốn không nên tham dụ nhưng chính vì thị phi công đạo chính tại lòng người lão phu thờ ơ lạnh nhạt như vậy cũng đại khái rõ ràng một hai không biết hàn thành chủ và tiêu trưởng lão có muốn nghe lão phu nói một câu công đạo hay không vệ không quần chữ châm chữ trước nói vệ tiền bối là tiền bối cao nhân uy danh vang xa có chuyện thỉnh giảng vãn bối tất nhiên rửa tay lắng nghe nếu có gì căn dặn tuyệt sẽ không từ tiêu hành vân khom lưng y sắp không đứng thẳng lên được hàn trả mộng do dự một hồi nói vệ tiền bối nếu có đề nghị cứ nói không sao vãn bối hiện giờ trong lòng phân loạn tình huống có chút thắc mắc đang muốn thỉnh tiền bối tam đại thánh địa chỉ điểm bến mê hàn trả mộng nói xong mặc dù lời nói có chút nhẹ nhàng nhưng mỗi câu đều có ý tứ, trong lời nói của hắn vẫn giữ lại một đường sống. Không giống như Tiêu Hành Vân nói không còn đường lui như căn dặn, đề nghị, khác biệt trong này ai cũng đều sáng tỏ. Vệ không quần lại cười nói, hai người các ngươi ra thế đại hữu hảo, cho đến nay chỉ sợ đã qua mấy trăm năm có lẽ, mặc dù nói là bắt nguồn từ xa xưa, dòng chảy dài cũng không quá đáng, trước mắt Quý Thành đang đối đầu với kẻ địch mạnh, nguy cấp, lại cũng chỉ vì một tiểu nhi nữ trong lúc đó có chút chuyện tình, huyên náo gây chiến như vậy, lấy lão phu xem ra thật sự là có chút mất nhiều hơn được. phải biết rằng phong tuyết ngân thành uy chấn trần thế, dựa vào một nhà hàn gia hay một mình tiêu gia cũng không thể hình thành. lão phu nói như thế, các ngươi có dị nghị gì không? tiêu hành vân cung kính nói. vệ tiền bối chữ chữ vàng ngọc nói như vậy, đúng là tuyên truyền giác ngộ, chống chiều chuông sớm, vãn bối cảm giác sâu sắc xấu hổ. hàn trà mộng trong lòng có điều cảm giác không đúng, thầm nghĩ ngươi có ý kiến tránh nặng tình nhẹ như vậy là có ý gì? như thế nào ngân thành đối đầu với kẻ địch mạnh quân gia ngay cả đột kích cũng chỉ nhằm vào tiêu gia cùng hàn gia ta có quan hệ gì mâu thuẫn lớn như vậy đến miệng ngươi liền thành lại cũng chỉ vì một tiểu nhi nữ trong lúc đó có chút chuyện tình huyên náo gây chiến như vậy có ý tứ gì nhưng ngụy không quần như thân phận vậy nói ra hàn trảm mộng cũng không muốn đắc tội trong miệng không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện nói vệ tiền bối nói phải đã như vậy lão phu liền có thể nói tiếp vệ không quần ngày thường một bộ từ mi thiện nhật âm thanh lại càng nhu hòa dễ nghe lại nghe hắn ôn tồn nói phong tuyết ngân thành sừng sững đến nay hàn gia tiêu ra tất cả đều không thể không có công hai nhà đều vì lần này thành nỗ lực lương nhiều hơn hy sinh hoặc là cũng có thể nói phong tuyết ngân thành đã tiêu ra cũng là hàn gia vốn là tuy hai mà một đều là một dũng sĩ nói như vậy cũng không có sai chứ tiêu hành vân gật đầu liên tục nói phải hàn Trả mộng càng nghe càng thấy không đúng cao mày không nói gì cái gì gọi là phong tuyết ngân thành đã tiêu ra cũng là hàn gia cách nói của người này căn bản là lẫn lộn khái niệm bẻ cong sự thật nếu hai nhà vốn là một nhà như vậy vô luận hàn gia làm chủ hoặc là tiêu gia làm chủ cũng đều không sao cả vệ không quần nói đã như vậy nếu hai nhà vì chuyện này sinh ra mâu thuẫn chẳng phải là có cách giải quyết tốt nhất hàn gia đã làm chủ mấy trăm năm như vậy liền tạm thời nhường một bước cho tiêu gia có sao đâu dù sao đều là sản nghiệp nhà mình không quản là hàn gia hay tiêu gia, cũng đều là phong tuyết ngân thành cả. Tất cả vì đại cục, tất cả vì quyết định sáng suốt, hàn thành chủ, lão phu khuyên ngươi nên hơi lui lại một bước đi. Ý tứ của tiền bối có phải là bảo ta đem vị trí thành chủ tặng cho tiêu gia? Hàn trả mộng ngạc nhiên hỏi, thiệt hoàn toàn không ngờ tam đại thánh địa tiền bối lấy công đạo công bình chứ danh lại nói, ra lời nói, vô liêm sĩ bực này, bây giờ rốt cuộc là thành của mọi người sao? Đây chính là đại sự thay đổi triều đại, như thế nào có thể từ một câu của ngươi coi như xong tính toán chuyện gì xảy ra câu nói đầu tiên của ngươi đã muốn nhượng phong tuyết ngân thành cho họ tiêu thực sự dựa theo ý kiến như vậy của ngươi lịch đại quốc gia giang sơn đều là từ đại tướng chỉ huy thiên quân vạn mã tung hoành sa trường mà chiếm lấy đó chẳng phải là chỉ cần thương lượng thì liền có thể làm cho đại tướng quân này lên làm đế vương ý kiến này quả thực là cực kỳ vô liêm sĩ hoàn toàn ngu dốt vô hạn sao Người như vậy cư nhiên lại là người lĩnh quân lần này của Tam Đại Thánh Địa. Không tệ. Lão Phu đề nghị như thế là có hảo ý. Hai người các ngươi người sử dụng vị trí này là thành chủ, khi không lại bị thương và bực bội, sao lại mang cái khổ. Tổ tiên di huấn há có thể bỏ mặc. Mấy trăm năm tình nghĩa chẳng lẽ liền ở một triều đại như thế vứt đi. Vệ không quần than thở nói. Hôm nay tiêu gia làm chủ ngân thành, tại sao không phải là hàn tiêu hai nhà huynh hữu đệ cùng chứng kiến. Vì tình nghĩa anh em, vì mấy trăm năm tình nghĩa thâm hậu phải biết vinh hoa phú quý bất quá chỉ là nhất thời, bây giờ tất cả đều vứt bỏ lại có gì mà ngại, nghĩ đến chuyện ngày hôm nay tất sẽ trở thành một đoạn giai thoại truyền kỳ, trong chốn giang hồ. Vệ huynh nói cực kỳ có lý, năm đó hàn gia làm chủ ngân thành, sớm có lời thề làm tổ huấn. Hơn nữa kéo dài mấy trăm năm thủy chung không thay đổi. Phần chấp nhất cùng danh dự này, đúng là người trong giang hồ tán dương chính là tấm gương cho mọi người. Mạc Tiêu Diêu thở dài nói, Hôm nay Tiêu gia làm chủ, tự nhiên cũng muốn lập nhiều thệ ước, vĩnh viễn duy trì lợi ích Hàn gia không được xâm phạm. Hai người một tung một hứng, dĩ nhiên nghĩ muốn dựa vào mấy câu nói đó chi phối, liền làm ngân thành phải đổi chủ. Không tệ. Tiêu Mỗ ở chỗ này, lấy tiền bối cao nhân Tam đại thánh địa làm chứng, phát ra lời thề. Từ nay về sau, Tiêu gia ta tất nhiên cùng Hàn gia không rời không vứt bỏ, chọn đời hữu hảo. Thế gian còn có ngân thành, Hàn gia tử tôn vĩnh viễn không dứt đời đời kiếp kiếp thiên thổ địa hạ không bội ước giờ phút này trên nét mặt tiêu hành vân đã sớm lộ rõ vui mừng hắn mặc dù định lực cực cao nhưng mắt thấy mục tiêu cả đời của mình sắp đạt được cũng nhịn không được vui vẻ ra mặt hắn cũng muốn thề nhưng trong lúc nhất thời kích động không thể nghĩ ra ý kiến nào tốt lại đem lời thề hàn ra ra tổ sửa lại một chữ liền như vậy nói ra càng có khả năng tình huống này phải vài năm nữa mới xảy ra bất quá chỉ là vì việc vặt của tiểu nhi nữ nháo như thế không thoải mái thật sự là không nên lão phu thật sự hổ thẹn với tổ tiên thẹn với lịch đại tổ tiên hàn gia chiếu cố lão phu ở chỗ này toàn tâm toàn ý tạ tội không phải cam đoan chuyện này vĩnh viễn không hề phát sinh nữa hảo tiêu thành chủ quả nhiên một đời anh hùng nhanh như vậy liền đã quyết định quả nhiên cho thấy lòng thành hơn nữa lời thề rõ ràng tình thâm nghĩa trọng vạn đời không đổi thật là người nhân từ đại lượng cổ thanh vân vỗ tay cười nói hôm nay lão phu có thể chứng kiến một đoạn giai thoại giang hồ này thật sự là có vinh dự câm mồm. Một vị Hàn gia trưởng lão nhịn không được giận dữ mở miệng mắng mỏ, không thèm chú ý trước mặt là ai. Ngân Thành Hàn gia mọi người đều đỏ trong mắt, đến nước này, tất cả mọi người đều nhìn ra, cái này rõ ràng là Tam đại thánh địa cùng Tiêu gia thông đồng, căn bản là trợ giúp Tiêu gia mưu đoạt lấy cơ nghiệp của Ngân Thành. Mọi người ở đây, hết thảy đều là người từng trải, thế nhưng vẫn không hiểu rõ vấn đề. Tam đại thánh địa chuyến này, vốn là vì đối phó với quân gia cùng với thiên phạt mà đến. Còn thái độ của Hàn Gia rõ ràng là nghiêng về quân gia, vì thế Tam đại thánh địa không ngại tự hủy đi thanh danh, xuất ra hạ sách này, lại muốn đem quyền lợi của Hàn Gia trực tiếp cấp cho Tiêu gia, hoàn thành việc thay đổi triều đại cho Phong Tuyết ngân thành. Chuyện như vậy rõ là từ cổ chí kim chưa hề nghe qua. Chuyện vô sỉ như thế, lại bị bọn hắn nói thành đại nhân đại nghĩa, thật sự làm cho đến cả mọi người nơi Hàn Tuyền cũng cơ hồ tức điên. Người có thể ngăn cản được lão phu sao? Vệ không quần thản nhiên cười nhìn hàn gia trưởng lão, nói ngươi thật sự bắt lão phu cầm mồm được sao? Vệ tôn giả xin bất giận, tại hạ chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình. Hàn trả mộng đứng lên, ngang nhiên nói. Cái gì? Người đây là nói ra suy nghĩ của mình. Vệ không quần liếc mắt, nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói. Chẳng lẽ người đối với lời lão phu cũng không ủng hộ sao? Ẩn chứa trong lời nói, một cổ khí thế trầm trọng được tỏa ra trong đại sảnh. Tam đại thánh địa chính là lãnh tụ đứng đầu thiên hạ, Điểm này đã có từ vạn năm trước, đến nay cũng là như thế. Hàn mỗ đối với tam đại thánh địa trước giờ luôn là khâm phục. Chẳng qua, tam đại thánh địa tuy đứng đầu võ lâm, nhưng Trung Quy cũng không phải là người của phong tuyết ngân thành. Hàn trả mộng tuy ở thế hạ phong, nhưng kiên quyết nói. Phong tuyết ngân thành từ khi lập thành tới nay, liền tự trở thành một trường phái riêng, chưa bao giờ lệ thuộc vào bất kỳ thế lực nào. Vị trí thành chủ của phong tuyết ngân thành quyết không vì thế lực nào đó, cường hành can dự mà có thể trong một sớm một chiều mà thay đổi điểm này thỉnh vệ tiền bối rộng lòng tha thứ cũng mong tiền bối hiểu cho đây là lão phu nói nửa ngày chẳng khác gì là trước mặt người thả một cái rắm vệ không quần sắc mặt dần trở nên âm lãnh nói hàn trảm mộng ngươi có phải có ý này hay không không dám không dám thả cái rắm còn có điểm hôi thúi hay là có điểm động tĩnh cái gọi là dám thúi không vang dám vang không thúi chính là cái ý này lời của vệ tiền bối đã không có mùi thúi mà còn không có động tĩnh Nói chung là còn không bằng một cái giấm nữa chứ. Những lời này tuyệt không phải Hàn Trà Mộng nói ra, mà là từ bên ngoài truyền vào. Một câu nói, cả đại sảnh khiếp sợ, là ai lại cả gan trêu chọc tôn giả của Tam Đại Thánh Địa? Lá gan quả thật không nhỏ không thể tưởng được ngân thành còn có bực này nhân vật. Kẻ súc sinh nào nói đó? Lăn ra đây cho lão phu. Vệ không quần giận tím mặt, đột nhiên xoay người nhìn về phía cửa, bộ tịch giả vừa hiền lành từ trước sớm đã không sót lại chút gì. Là một cường giả đứng đầu ở trên địa bàn của một đám kiến hôi cư nhiên bị mắng, hơn nữa mắng còn khó nghe như thế, dù có phải nhẫn cũng không thể nhẫn được. Lăn ra thì lăn ra, ta há sợ đồ thối tha. Nghiến răng kèn kẹt cái gì? Cửa chính đại sảnh mở rộng ra, hai lão giả dâu tóc hoa dâm vẻ mặt tràn đầy chính khí, oai phong lẫm liệt nhưng lời nói thì thô bỉ liên thiên không dứt. Ngồi trên hai cái xe lăn, được hai người gia nô chậm rãi đẩy vào. Lão bát, lão cửu. Tiêu hành vân thân mình đang khom xuống chợt đứng thẳng lên, khiếp sợ tới cực điểm mà nhìn hai người kia hô một tiếng nói sau đó lại hoàn toàn đã quên hết những gì định nói dĩ nhiên hoảng hốt mà nói không ra lời này hai người như thế nào lại chạy đến ta ngất đây là thời gian nào mà hai lão tổ tông các ngươi tới làm gì hả đại ca hai huynh đệ chúng ta tới đây bát trưởng lão khẽ mỉm cười nói thần tình phong thái nhìn không ra chút nào khác thường ở bên cạnh hắn lão cửu đồng dạng tỏ vẻ mặt thân thiết hai người này đã bị quân mạc tà khống chế thần trí thế nhưng tuyệt đối nhìn không ra qua biểu hiện và hành động của hai đại trưởng lão. Bát trưởng lão, cửu trưởng lão, các ngươi đã trở về. Vậy mộng nhi bọn họ đâu? Tuyết dương Thanh khẩn thiết đứng lên, hỏi không ngất lời. Nhiều ngày không gặp tiểu nữ nhi đã sớm nóng ruột nóng gan. Chúng ta hai lão già trở về trước, nhưng tiểu công chúa còn chưa có quay về. Cửu trưởng lão trầm giọng đáp, cư nhiên còn có chút nho nhã lễ độ. Bát trưởng lão, cửu trưởng lão, các ngươi. Hàn trà mộng khiếp sợ nhìn bọn họ, ra là chuyện gì? Sao lại như thế? Sự tình lần này rất lớn. Bát trưởng lão bi thương thở dài, đột nhiên mắt nhìn chằm chằm vào tiêu hành vân, cả tiếng nói. Đại ca, ngươi thân là người đứng đầu tiêu gia, vì sao phải cấp người này như vậy đại lễ? Tiêu gia chúng ta thể không cúi đầu, tuyệt không khom lưng. Vô luận đối với bất luận kẻ nào đều là như vậy, như thế nào ngươi hôm nay lại khúm núm như thế? Ngươi còn không mau đứng dậy. Vừa nói chuyện, không ngờ làm ra vẻ mặt giận dữ, vị này bát trưởng lão thời gian qua đối với tiêu hành vân luôn vâng vâng dạ dạ hôm nay cư nhiên có thái độ khác thường không chỉ châm chọc thánh địa tôn giả hơn nữa đối đại ca mình cũng dĩ nhiên không lưu tình chút nào mà quát tháo lên hắn vừa quát lên tất cả mọi người trong ngân thành nhận thức hắn đều trừng mắt a khẩu đây là điên hết rồi sao bát đệ người ở chỗ đó nói bậy bạ gì đó đây là mấy vị cao nhân tiền bối của thánh địa ta há có thể không lấy lễ mà đối đãi tiêu hành vân cực kỳ hoảng sợ vội vàng giận dữ quát lớn Tuy là trách mắng, nhưng cũng bao hàm ý tứ nhắc nhở, đây đều là những nhân vật chúng ta không thể trêu vào, ngươi còn không mau mau tạ tội. Vệ không quần ở trong mắt cũng đã tràn ra sát khí lạnh thấu xương, hắn nhìn bát trừng lão, thẳng thừng hỏi. Bà nãy nhất định là ngươi chửi bới lão phu. Vệ tiền bối bất giận. Tiêu hành vân vội vã cười theo vẻ mặt xin nhận lỗi, xoay người lại phẫn nộ quát. Chuyện gì xảy ra? Lúc này mới vài ngày không gặp, như vậy đã không còn quy củ, còn không mau hướng vệ tiền bối tạ tội đại ca, chuyện này, tiểu đệ ta quyết không dám gật bừa. Cửu trường lão vẻ mặt bình tĩnh, chính khí lẫm liệt nói. Đại ca, tiêu gia chúng ta, từ trước đến nay hành sự hết tận điều quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ cần cố kỵ cái gì. Hà cớ gì bây giờ ngoảnh đầu ngoảnh đuôi không thoải mái. Người lời này có ý gì? Hàn chảm mộng, tiêu hành vân đồng thời cất tiếng. Hai người vốn đối nghịch nhau, giờ khắc này nổi lên biểu tình đồng dạng. Nghi hoặc còn có chút tin đập loạn nhịp, Đại ca, Tiêu gia chúng ta đã có tâm làm phản thì trực tiếp tuyên bố làm phản cho rồi. Ta đã sớm xem Hàn gia không vừa mắt thì đã sao? Cửu trưởng lão ngạnh cổ, rất có khí phách anh hùng cả tiếng nói. Tiêu gia chúng ta chính là muốn vị trí thành chủ thì đã sao? Chúng ta chính là âm mưu hơn 40 năm, chẳng lẽ còn sợ nói ra sao? Lấy thế lực to lớn như thế của Tiêu gia chúng ta hiện nay, còn sợ Hàn gia ở phía sau còn có khả năng xoay chuyển Nhật nguyệt sao? Thật khiến cho lão phu nghĩ không thông sợ hãi cái đích gì chứ? Vị này cửu trưởng lão giống như lên cơn tâm thần, nói chuyện so với mấy tên đồ phu nơi phố phường còn muốn khó nghe hơn, ô ngôn uế ngữ mà cứ thao thao bất tuyệt. Người nói bậy bạ gì đó, im miệng cho ta. Tiêu hành vân hết lớn một tiếng, lão đã có điểm không biết nên xử lý thế nào cho tốt. Thật vất vả mới tranh thủ được sự ủng hộ của tam đại thánh địa, bực này cơ hội tốt được trời cho để trả thù quân gia, chiếm lấy vị trí thành chủ ngân thành, mắt đã sắp thấy đại công cáo thành. Chỉ cần chốc lát sự tình liền thành, tiêu gia nhất định trở thành đầu lĩnh của ngân thành nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hai vị này tại thời điểm khẩn yếu đột nhiên lòi ra vậy mà trực tiếp dứt khoát nói lung tung một hồi đảo lộn tất cả đúng là trực tiếp đem kế hoạch của chính mình vạch trần trước giờ vẫn cho rằng hai người kia là người mình tín nhiệm nhất cũng là hai người trọng yếu nhất không có chuyện gì mà hắn không nói cho hai người bọn họ biết đại ca ta như thế nào lại nói lung tung chứ chẳng lẽ huynh đệ chúng ta trước giờ cùng nhau thương nghị đại sự ta không nhớ rõ sao đây chính là chuyện thiên thu đại sự của tiêu gia chúng ta, ta quyết không nhớ sai được." Cửu trưởng lão trừng mắt, lớn tiếng nói, "Từ hơn 40 năm trước, ngài đem huynh đệ chúng ta mấy người họp lại một chỗ, bàn bạc, chúng ta tiêu gia ở ngân thành này nhiều năm như thế, không có công lao thì cũng có khổ lao, dựa vào cái gì Hàn gia luôn luôn làm chủ tử, mà chúng ta lại luôn luôn làm quản sự? Coi như quyền lợi tiếp tục lớn thì có ý nghĩa gì? Lúc trước cũng là tổ tiên chúng ta một tay sáng lập ngân thành, vì sao hiện tại lại do Hàn gia một nhà định đoạt?" chúng ta muốn đoạt lại ngân thành. Để cho những người này của Hàn gia đều đi chết đi. Đại ca, những lời này chính là ngày năm đó chính mồm nói. Tiêu hành vân cơ hồ giận ngất đi, miệng méo mắt lệch lào đảo một cái, vừa tức vừa vội, trợn mắt quát to nói bậy. Ta nói qua lời này lúc nào? Trên đại sảnh, hầu đa mọi ánh mắt đều nhìn sang đây, vừa nghi ngờ phỏng đoán, vừa xem thường. Đại ca, ngươi làm sao? Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com chúng ta nếu làm sẽ không sợ đảm đương. Ngân thành thì sao? Hàn gia cũng là cái rắm. Mao điểu. Kháo. Cửu trưởng lão vẻ mặt giữ tợn lên, miệng thô tục cũng như cái hố phân, hung tợn nói. Năm đó hàn gia tiếu ngữ xuân phong hai vị trưởng lão, ở biên giới phía tây xảy ra sự cố bỏ mình, cũng là bởi vì tiểu đệ cùng ngươi bày mưu ám toán, mới làm cho bọn họ chết oan chết uổng đấy sao? Đây chính là năm đó chúng ta đã làm ra họa lớn làm điều làm, còn sợ phải nhận sao? hàn gia năm gần đây nhân tài điêu tàn không phải là kết quả của những kế hoạch liên tiếp của chúng ta sao chứng kiến hai cái lão bất tử kia chết mà còn mang ánh mắt không thể tin được tiểu đệ đến nay vẫn cảm thấy thống khoái thống khoái giống giống tiêu hành vân trợn mắt há hóc mồm nhìn nhìn hai người huynh đệ này thậm chí thoạt nhìn thập phần thanh tỉnh chợt đột nhiên chỉ cảm thấy từng đợt đầu hoa mắt váng lấy tay che chán đột nhiên cảm thấy được thế giới này như là không chân thật vậy đúng đại ca liền nhớ năm đó ở bắc cương chúng ta mưu đồ bí mật hạ độc nhường chữ thì thanh thần hai vị hàn gia trưởng lão chết ở trong đại sa mạc lần đó chính là người đích thân lập kế hoạch tự tay khai đao chẹp bẹp mỗi đầu một đao chết sảng khoái chính là chúng ta làm có năng lực tính nợ sao chẳng lẽ hàn gia còn có thể ăn tươi nuốt sống chúng ta bát trưởng lão trở về chỗ của miệng chép chép lên hồi cảm thấy vô cùng thỏa mãn với ý kiến mà mình đóng góp giống lên cứ nhiên còn quán huyền lực vào khiến cho cả đại sảnh phát ra tiếng ông ông tiêu hành vân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng thân mình lung lay sắp đổ bưng lấy đầu giống to hai người các ngươi hỗn đản rốt cuộc ở đó nói bậy bạ gì đó các ngươi khi ngủ đều bị bóng đè sao hai người các ngươi là đồ hỗn trướng các ngươi hai người đích thị là đồ vương bát đản đại ca ngươi làm sao nói như thế chúng ta hỗn trướng ở chỗ nào đại ca chúng ta hết thảy đều là trợ thủ đắc lực của người hơn thế nữa, cha mẹ chúng ta cũng không phải vương bát, ta sao có thể là vương bát đản đây? Bát trưởng lão buồn bực nói, đại ca, chúng ta thật không phải là vương bát đản. Cha ta họ tiêu, không phải họ vương, người đã quên mất sao? Cửu trưởng lão nói năng có vẻ tự đắc, đột nhiên mặt mày hớn hở nói. Ngay cả lúc này đây, nhị ngũ bát tam lục cửu sáu người chúng ta mang theo tiêu hàn, mộ tuyết đồng cùng tiểu tiện nhân kia đi thiên nam. Tuy rằng nhị ca với lục ca bất hạnh chết thảm, hai người chúng ta cũng bị chém chân, nhưng cuối cùng vẫn còn sống trở về hừ hừ nam nhân mà chân bị chém thì tính cái gì miễn là cái chân ở giữa ấy không đứt thì anh em ta cũng không phải là tàn tật ố là la giữa hai cái đùi vẫn có một con chim nhỏ hơn nữa không chỉ là còn sống trở về đại ca người còn đích thân xuất thủ ngay tại dưới chân tuyết sơn giết chết lão tam và lão ngũ hai cái lão vương bát đản nói tới đây ta sẽ không thể không bội phục đại ca người đại ca ngươi rõ là nhìn xa trông rộng Tại 30 năm về trước mai phục thất kiếm từ bên trong, rốt cục một lần hành động đã thành công, đem mấy cái lão gia hỏa đáng ghét kiếm kiếm chém tiệt, thật là một chuyện thống khoái. Chỉ tiếc là vẫn chưa đại cáo công thành, khiến cho mộ tuyết đồng mang theo tiểu tiện nhân kia đào tẩu. Bát trưởng lão vẻ mặt thể hiện vẻ tàn nhẫn, ý nghĩ vẫn còn chưa hết bỉ ổi nói. Chuyện này rõ là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Bằng không, tiểu tiện nhân ra rẻ mịn màng kia, chắc chắn lão đại người rất có hứng thú đùa giỡn. Nếu như đây là chuyện bí mật, thì ta lại hiểu rõ lão đại người rất là mạnh mẽ chẳng giống như đã già đối với tiểu tiện nhân kia thèm muốn đã lâu cạc 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 hàn trả mộng cùng tiêu hành vân đồng thời phun ra một búng máu người trước là do phẫn uất không nói nên lời người sau thì lại là do danh dự bị hủy hoại trực tiếp tức giận đến phát rồ nói nhiều như vậy hàn trả mộng rốt cục cũng hiểu rõ mọi vấn đề đều minh bạch ước chừng tiêu hành vân cũng triệt để buồn bực nhưng lại mờ mịt không biết phải làm sao lại càng thêm căm phẫn đến thất khiếu bốc khói Lão phu cũng 100 tuổi rồi, mà từ thời niên thiếu chưa bao giờ tiếp xúc chuyện nam nữ, cho dù lúc đó ta có làm thì cũng không ai mà biết, nhưng ngươi cũng không phải như vậy vu tội ta đi. Này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chính thân huynh để lại bán đứng ta? Mà lại còn bán đứng thẳng thừng như thế nữa chứ? Bán đứng mà làm như thể đây mới là đúng lý hợp tình. Tiêu Hành Vân, ngươi tốt, thực sự là tốt. Hàn Trảm Mộng cười một cách bi thương, hung hăng nhìn Tiêu Hành Vân. 40 năm cư nhiên khổ tâm mưu đồ đằng đẳng suốt 40 năm. Ngân Thành, lực lượng trung kiên của Ngân Thành, lão bi phẫn ngửa mặt lên trời giống vang một tiếng, trong cổ họng vậy mà phun ra tơ máu, tóc đen trên đầu đột nhiên sổ ra, trên không trung dựng đứng thẳng tắp, không gió mà cư nhiên có chuyển động, hắn rưng rưng cười thảm nói, tiếu ngữ trưởng lão, xuân phong trưởng lão, chữ thì trưởng lão, thanh thần trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất kiếm, những người này, đều là tinh anh của Ngân Thành. Tiêu Hành Vân, ngươi ngươi ngươi, ngươi cũng hơn 100 tuổi rồi, cư nhiên đối với Mộng Nhi còn có ý nghĩ thất đức. Ngươi, ngươi hay là không phải là người? Ngươi có chết cũng chưa hết tội, vạn lần chết cũng không hết tội. Nói một tiếng cuối cùng, Hàn Thành Chủ đã tập trung lại huyền lực toàn thân, giống lên một tiếng lớn như bạo lôi. Chấn động thẳng lên đỉnh đầu đại điện khiến cho bụi trần rơi lã trã xuống, thậm chí cả đại sảnh cũng lay động vài cái. Tiêu hành vân chấn kinh lui ra phía sau vài bước, chân tay luống cuống, trong ánh mắt tràn đầy e sợ cùng với khó xử. Thế này thật là biến cố bất ngờ vượt quá mọi dự tính của lão nhiều, nhất là không ngờ vào lúc lão đắc chí nhất lại bộc phát, giống như là từ thiên đường trực tiếp tống thẳng xuống địa ngục, khiến cho lão cho tới bây giờ cũng còn không có phản ứng kịp. Hàn trả mộng từng bước ép tới, hai mắt tơ máu sòng sòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu hành vân, ngươi còn có cái gì để nói? Những chuyện bị ổi này do chính mồm huynh đệ ruột thịt ngươi nói ra, ngươi có thể phản bác được sao? thật không nghĩ tới ngươi đúng là loại mặt người dạ thú như thế, tiểu nhân bị ổi vô liêm sỉ. Hàn chảm mộng, ngươi chờ ở nơi này làm bộ làm tịch, đây bất quá chỉ là lời nói của một bên, đều là những việc vô căn cứ, giả tạo. Tiêu hành vân phẫn hận nhìn hai người đệ đệ, nghiến răng nghiến lợi nói. Lão phu một đời hành sự quang minh lỗi lạc, không thẹn với lương tâm, chưa từng làm qua chuyện vô sỉ bực này. Hàn chảm mộng, ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn, dĩ nhiên ngay cả đệ đệ của lão phu cũng mua chuộc được sao. Ta không thể không bội phục thủ đoạn của ngươi. Nhưng ngươi dùng phương pháp đê tiện như vậy, ngươi không thấy có lỗi với trời đất, với tổ tông của ngươi ư? Thủ đoạn bị ổi như thế, quả nhiên ngươi có thể dùng. Lão bát lão cửu chúng ta chính là thân huynh đệ các ngươi lại vì một ngoại nhân, một cách không có cơ sở như vậy mà nói xấu ta, có đúng không đắc tội với cha mẹ chúng ta nơi suối vàng? Có đúng không đắc tội với tiêu gia liệt tổ liệt tông? Có đúng không đắc tội với tình nghĩa huynh đệ chúng ta những năm gần đây? Các ngươi hai người đúng thật là khiến cho ta thất vọng, đau xót các ngươi sẽ không có thể nói chuyện bằng lương tâm thật sao? Tiêu hành vân không hổ là hạng người có da mặt dày, cư nhiên vừa mới hoảng hốt sợ hãi, sắc mặt còn chưa biến đổi bình thường trở lại, mà lời nói đã bắt đầu phản kích sắc bén lại rồi. Chỉ là lời nói của hắn vẫn là không tránh khỏi có chút yếu đuối, hoàn toàn chưa đủ đáp ứng với bậc này phong thái hùng hổ. Ở đây mọi người đều là người từng trải, như thế nào nhìn không ra lời nói thật giả, bất quá người đê tiện tất có người đê tiện hơn chị, lúc này, bát trưởng lão, Cửu Trường lão lại lần nữa phủ nhận, ngạnh kháng lại những lời nói bọn họ là bị Hàn Trảm Mộng đe dọa dụ dỗ bọn họ nói như thế, cục diện lại lần nữa nghịch chuyển. "Đại ca, người đây là như thế nào mà nói thế? Chúng ta hai người khi nào phản bội người? Chúng ta làm sao lại không nói chuyện đúng với lương tâm, người sao có thể nói như vậy chứ?" Cửu Trường lão đỏ mặt tía tai, mà kêu gào lên lúc trước ngươi muốn mọi người phát hạ huyết thệ, lại thêm lăn tay đóng dấu, thể sống chết cũng đoạt lại quyền khống chế ngân thành mọi người đáp ứng với ngươi hạ thủ ấn, phát hạ huyết thệ. Đây là công văn với đầy vân tay do ta bảo quản, ở phía trên người thứ nhất không phải là đại ca người sao. Lẽ nào mấy thứ này cũng có thể làm giả sao? Ta liền không rõ việc đã đến nước này, ta nói cái gì người cũng phản bác, người còn muốn cố kỵ cái gì, chúng ta đã nắm chắc ngân thành. Nhân lực vượt quá sáu thành bọn họ, còn cố làm ra vẻ huyền bí làm chi. Hàn trả mộng ngươi ở nơi này quát tháo đại ca của ta cái quái gì hả? ngươi cho là ngươi còn có năng lực gì xoay chuyển thế cục hay sao? Ta thành thật nói cho người, tiêu gia ta chính là muốn xoán vị, chính là muốn chém tận giết tuyệt một nhà các ngươi. Đây chính là huyết khế ăn thể của chúng ta, người ở đó mà chờ chết đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cửu trường lão xoát một tiếng, từ trong lòng lấy ra một tấm vải trắng, tiện tay đung đưa, mặt trước có vết máu loang lổ, đều là dấu vân tay được in bằng máu, mà đại danh của tiêu vân hành cư nhiên nằm chảnh chạch ở trên. Tiêu hành vân giận dữ, không có đường nào bác lẽ lại, không thể nhịn được nữa bước nhanh vọt tới, đoạt lại tấm vải trắng kia, vo lại thành một khối trong lòng bàn tay, tức giận đến vẻ mặt bừng bừng. Trong lúc nhất thời cơn nộ bộc phát ra, hướng về phía cửu trưởng lão hừ một tiếng nâng tay đánh một trưởng vào chán. Đây là một trưởng với lực đạo cực lớn, mơ hồ còn có kèm theo tiếng sấm nổ manh, nhanh như thiểm điện, động như lôi đình. Tiêu hành vân tuy rằng thịnh nộ không thôi, nhưng cũng còn không có ý niệm đem chính thân huynh đệ đưa vào chỗ chết. Một trưởng tuy rằng lực đại dũng mãnh, nhưng mà lấy cấp độ tu vi thần huyền của cửu trường lão cũng không thua kém chính mình hoàn toàn có thể tiếp được chỉ cần hơi di động xe đẩy cũng có thể tùy tiện tránh được nhưng cuối cùng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tiêu hành vân thậm chí nằm ngoài cả suy đoán của mọi người ở đây bởi vì tất cả mọi người đều nhìn ra một trường này của tiêu hành vân hoàn toàn không có sát ít tiêu hành vân bị chuyện trước mắt làm cho sợ đến ngây người một kích chí mạng ở trước mặt như thế cửu trường lão đúng là hoàn toàn không đổi sắc tự như không chút hoang mang dùng ánh mắt như thể trong lòng đã có dự tính nhìn bàn tay kia hạ xuống. Không ngờ là không có đón đỡ, cũng không có di chuyển né tránh, dùng bộ dạng thân thiết nhất, tự nhiên nhất, tưởng chừng như chính là hy sinh vì việc nghĩa, dùng tư thái chừng mắt ngậm cười chờ ở nơi đó. Ba một tiếng, não vỡ tung tóe, vương vãi trên mắt đất một đám đỏ tươi với những đám trắng. Cái đầu của cửu trưởng lão trong nháy mắt trở nên nát vụn, toàn bộ thân thể trên xe lăn chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, nằm yên bất động vẻ mặt của hắn cư nhiên còn mang theo dáng vẻ ung dung như thái sơn áp đỉnh. Tiêu hành vân ngây ngẩn cả người, hàn trà mộng cũng ngây ngẩn cả người, những cao thủ của ngân thành hàn gia và tiêu gia tuyệt cũng sừng sốt, ngay cả tôn giả vệ không quần đang có vẻ tiêu giao cũng chấn kinh, mà ngây ngẩn cả người. Hàn trà mộng biết được tam trưởng lão bị người thân giết chết, trong lòng một mảnh bi thương. Nhưng là biết được ái nữ cùng mộ tuyết đồng không việc gì cuối cùng, cũng có một chút an ủi. Bây giờ nhìn thấy hai vị tiêu gia trưởng lão không hiểu ra sao, cả nhảy ra đấu đá với tiêu hành vân, càng gãi đúng chỗ ngứa. Cho dù không rõ vì cái gì lại như thế, nhưng chính trong lòng cũng có chút thống khoái. Ngoảnh mặt làm thinh cho huynh đệ chúng nó no chó cắn nhau. Tất cả mọi người đúng là cũng có tâm tư như thế, nhìn cửu trường lão cứ như thế chẳng kiêng nể cùng tiêu hành vân đối nghịch, nhất định sẽ không không có toan tính, tự nhiên có lưu lại hậu thủ tương xứng, tối thiểu cũng không có thể bị một trưởng đánh chết như vậy chứ. Nhưng dù cho như thế, chuyện đã xảy ra thì không thể không tin tưởng được đành phải trơ mắt nhìn chuyện đã xảy ra. Cửu trưởng lão giống như một người bùn tầm thường, đụng vào là lập tức nát ra, chuyện như vậy thật là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Lão cửu, tiêu hành vân thét một tiếng kinh hãi, hai mắt tức thì đưa ra, trừng trừng nhìn bàn tay của mình, trên mặt còn lưu lại màu đỏ đi kèm với vụn trắng. Đây là máu tươi của huynh đệ ta, đây là óc tương của huynh đệ ta. Dính đầy trên bàn tay của chính mình. Một người huynh đệ ruột thịt, huyết mạch tương liên. Nương tựa lẫn nhau đã hơn 10 năm, mà nay đệ ấy cứ như vậy chết ở trên tay của chính ta. Tiêu hành vân sắc mặt xám như cho, tim đập loạn nhịp, cả người run lên, cho đến tận bây giờ vẫn khó mà tin được chuyện này là thực. Tiêu hành vân, ngươi điên rồi sao? Ngươi cư nhiên lại có thể giết lão cửu. Lão cửu không phải chỉ là đem sự nói nói ra sao? Ngươi cư nhiên lại có thể hạ độc thủ, chúng ta như thế nào lại là dở trò? Dù cho ngươi không phải là tác giả của tấm vải trắng, trên đó rõ ràng có dấu ấn của ngươi, chúng ta như thế nào có thể giả mạo được? chỉ vì một câu nói thật, ngươi đã hạ xuống tử thủ như thế. Bỗng nhiên, bát trường lão điên cuồng hét lên một tiếng, lấy hai tay chống đỡ, nương theo xe lăn nhảy dựng lên. Ta cũng không muốn sống nữa. Lão tử liều mạng với ngươi. Ta rốt cuộc đã nhìn ra, ngươi xem hai chúng ta là hai kẻ tàn phế. Đối với đại sự của ngươi một chút cũng không có tác dụng, cư nhiên đối với thân huynh đệ của nhà cũng muốn diệt khẩu. Ngươi nếu đã đem cửu đệ giết đi, vậy ngay cả ta cũng giết đi chứ giết ta đi, giết ta đi, ngươi đích thị là vương bát đản mà. Mắt thấy bát trưởng lão thế như con hổ điên vụt lên, vốn là đang bị vây trong bi thương, tiêu hành vân đang tâm hoảng ý loạn cực kỳ chật vật mà né tránh, hãy còn có chút tinh thần chưa phục hồi, tiện tay đẩy một cái. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, bàn tay tùy ý động như vậy rất xảo hợp mà chạm được cánh tay của bát trưởng lão, và chạm xảy ra trong nháy mắt, hơn nữa chuyện tình ly kỳ lại lần nữa xảy ra. Tay phải của bát trưởng lão mang theo huyền khí dũng mãnh, như núi đột nhiên tiêu thất vô tung vô ảnh tiêu hành vân tiện tay đẩy một cái thì cùng lắm có thể có bao nhiêu sức lực sung mãn lắm cũng chỉ là nửa thành trong người thành huyền lực của hắn thậm chí còn không đến nhưng chính là một trưởng bé nhỏ không đáng kể như thế lại ba một tiếng đà đoạn thủ cốt của bát trường lão đường đường là một thần huyền cao thủ thanh âm ca sát vang lên đích thị là do xương tay hắn bị trực tiếp chấn đoạn mà tạo ra tiếp đó phốc suy một tiếng đem thiên linh cái của bát trưởng lão hoàn toàn đánh cho phấn toái thân thể bát trường lão văng ra giữa không trung rồi rơi bịch xuống đất hắn nằm có quắp một chút cuối cùng thì triệt để bất động tiêu hành vân thê lương hống lên một tiếng không dám tin tưởng mà dương bàn tay ra trước mặt mình lật qua lật lại mà nhìn tiên huyết vẫn cứ như thế theo bàn tay hắn nhỏ xuống mặt đất tiêu hành vân triệt để ngây như phỗng rốt cục thì mọi chuyện chỉ vì giã tâm cùng với những việc đã làm của hắn mà phải trả một cái giá quá đắt mà cái giá này đích thị là vô cùng thảm trọng thảm trọng đến nổi trên đời bất luận kẻ nào cũng vô pháp tiếp thụ tự tay hạ sát hai vị huynh đệ ruột thịt đã sống chung với mình một nhà gần cả đời người, hơn nữa đều là theo cách tối tàn nhẫn, nhất quyền đả bạo não đại. Từ đầu đến cuối tình cảnh bất quá chỉ xảy ra trong chốc lát. Nguyên bản trong đại sảnh vốn trang nghiêm đột nhiên tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc tới cực điểm. Ở đây mọi người đều vô cùng chấn kinh mà nhìn tiêu hành vân, tất cả mọi người đều nghĩ không ra người này, cư nhiên thiên tính lạnh lùng bạc bẽo tới mức độ này, ngay cả đối với thân huynh đệ của mình cũng thuyết sát tự sát những người có mặt ở đây đều xứng với hai chữ từng trải có thể nói bình sinh đã nhìn quen mắt với những kẻ xấu dù có xấu đến cỡ nào cũng đều gặp qua nhưng mà giống như tiêu hành vân thiên tính lạnh bạc hạng người có tâm tính độc ác cay nghiệt như thế thì cũng đều xem là điều chưa từng thấy thậm chí còn là mới nghe lần đầu tiêu hành vân mờ mịt ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt như nhìn thấy thứ chẳng đáng để khinh thường của mọi người hắn đột nhiên run rẩy mà kêu gào lên họ đều không phải do ta giết đều không phải do ta lão bát lão cửu, các đệ đứng lên đi, các đệ hãy mau đứng lên đi, đại ca ta không có dụng lực mà. Ngươi còn giả bộ cái gì nữa? Bọn họ đều đã chết rồi. Đều bị ngươi tự tay đánh chết. Ngươi còn ở đó dậm đất kêu trời làm bộ làm tịch để làm cái gì? Làm cho ai xem hả? Hiện tại mà biểu hiện thủ túc tình thâm còn có ý nghĩa gì sao? Ta phi. Bên cạnh, một gã hàn gia trưởng lão cực kỳ khinh thường nói. Thật chưa thấy qua người như thế chính tay đánh chết huynh đệ ruột thịt của mình, sau đó cư nhiên còn có mặt mũi khóc than, không có dụng lực hả? May thay là còn không có dụng lực, nếu là dụng lực, mọi người trong đại sảnh còn không đều bị ngươi sát tử. Ngươi chỉ là hồ ma lộng quỷ mà thôi. Không chỉ người của Hàn gia khinh thường đến cực điểm, kể cả người Tiêu gia cũng đều tâm hàn ý lạnh. Bát trưởng lão, Cửu trưởng lão đều là huynh đệ ruột thịt của Tiêu Hành Vân, là những người tâm phúc, bằng không tờ huyết khế kia sao lại do Cửu trưởng lão bảo quản, ngay cả vậy Tiêu Hành Vân đều một quyền đem mỗi người sát tử, đừng nói đến người khác tiêu hành vân làm như mắt điếc tai ngơ ôm thi thể hai người đệ đệ dụng lực lung lay trên mặt lão còn có cả lệ chảy ngang dọc cùng với một mảnh hoảng sợ nếu là hai người đệ đệ chết ở trong tay người khác hắn cho dù thương tâm phẫn nội nhưng cũng không đến mức phải thất thố đến mức này nhưng tự mình hạ thủ sát tử đệ đệ của mình và lại là chính mình cũng không ngờ được thực tế xảy ra như vậy thật quá mức trầm trọng đả kích cho tâm trí của tiêu hành vân trực tiếp sụp đổ đây đích thị là thủ đoạn ác độc của quân mạc tà bởi vì những sự tình mà Tiêu gia đã gây ra đối với quân gia, sát tâm của hắn há có thể lắng xuống. Hiện tại, Quân Mạc Tà chính là đang ẩn thân trong đại sảnh, khoanh tay đứng xem kịch vui. Nhìn thấy một màn cốt nhục tương tàn như vậy, trong lòng hắn cũng nổi lên một mảnh khoái ý. Tiêu Hành Vân ngươi làm điều ngang ngược tội ác tày trời, ta cố tình không trực tiếp giết ngươi, chính là ngày hôm nay ngươi sẽ tự tay giết chết huynh đệ của mình. Nhận được tâm tình của lão tử như thế, có đúng hay không rất sảng khoái? Người đâu, đem kẻ phản nghịch tiêu hành vân bắt lại cho ta. Hàn trả mộng hét to một tiếng, vài tên ngân thành hàn gia trưởng lão đáp một tiếng, chạy về phía tiêu hành vân. Mạc tiêu diêu liền nhíu mày, cảm thấy việc này thật sự là rất cổ quái, nhịn không được quát lên. Chậm đã. Hàn trả mộng tức thời chuyển thân, nhìn mạc tiêu diêu, trầm giọng nói. Mạc tôn giả, chẳng lẽ cho đến lúc này, ngài còn muốn khăng khăng vì kẻ ti bị vô sỉ tàn hại huynh đệ này, mà xuất đầu sao? hay là muốn tận mắt nhìn xem tiêu hành vân có hay không thật có huyết hệ thủ ấn hay là tiền bối liền coi như không cố kỵ tam đại thánh địa vạn năm mỹ danh trong một chốc mà vấy bẩn hay sao lời này hàn trả mộng nói xong một điểm cũng không có sai bực này sự tình xuất hiện trước mắt âm mưu của tiêu hành vân hoàn toàn bại lộ căn bản là rõ đầu rõ đuôi cho thấy ai là kẻ phản bội ai là hạng người vô sỉ điểm này trong mắt tất cả mọi người là hoàn toàn minh bạch nếu như bây giờ tam đại thánh địa tại đây còn muốn vì tiêu ra mà mạnh mẽ xuất đầu, tranh phong vị trí thành chủ ngân thành, vậy thì quá mức khốn nạn đi. Một khi lan truyền ra ngoài, thanh danh của Tam đại thánh địa chắc chắn sẽ mất sạch. Nguyên cớ những chuyện đã phát sinh, về căn bản đã tiệt sạch khả năng thành công trong âm mưu soán vị của Tiêu gia. Mạc Tiêu Diêu vệ không quần bất quá, cũng chỉ có thể trong lòng thầm mắng vài tiếng Tiêu gia quá kém cỏi, trừ việc đó ra cũng vô pháp làm ra việc gì trong khả năng tưởng tượng hơn nữa chính bản thân mình ban nãy còn đang ra sức vì tiêu gia mà thuyết sách, trong nháy mắt lại xảy ra bực này vụ bê bối. Đây không thể nghi ngờ là ở trên mặt mạc tiêu diêu hung hăng đánh một cái tát, vừa giòn vừa vang. Cái này gọi là cho dù mất mặt cách mấy, cũng không thể quá đáng làm hơn được nữa. Hiện tại mà nói, không những không giúp tiêu gia đạt được nguyện vọng, nếu có khả năng, mạc tiêu diêu hận không thể đem người của tiêu gia một nắm bóp chết. Cũng không phải, lão phu sao lại giúp đỡ hạng người với bực này bị ổi. Bực này ti bỉ vô xì tiểu nhân, chúng ta tam đại thánh địa luôn luôn căm thù đến tận xương tủy. Một khi gặp phải liền muốn ra tay diệt trừ. Nhân gian chính nghĩa, chính thị bị đám cạn bã này làm ôi hết. Ngay cả lão phu suýt nữa cũng bị hắn lừa gạt. Mạc tiêu diêu hừ một tiếng, trên mặt mơ hồ lộ ra thanh sắc, thật sự là bị chọc tức, nhưng mà tức giận cũng không hiển lộ ra. Bực này mùi vị khuất tất, thực khiến người ta tức giận máu huyết bất thông. Nhưng hôm nay chuyện đã xảy ra cũng lộ ra sự kỳ hoặc cho nên bản tạo kiến nghị tra lại một lần cho rõ. Hơn nữa, ngay cả hành vi phạm tội của tiêu gia vô cùng xác thực, nhưng lúc này đại địch trước mặt, thực sự không phải là thời gian thích hợp để xử trí bọn họ. Bản tôn giả kiến nghị, tạm thời trước đem việc này đè xuống, đợi xử lý qua trước việc đại sự, sau đó mới là xử lý việc này. Nếu như lúc đó bọn họ chết ở trong tay quân gia, coi như là bọn họ vì hàn thành lần cuối tận chung. Hàn thành chủ, ngươi có gì dị nghị gì không? Mạc tiêu diều lạnh lẽo trầm trầm nói, Vừa nói chuyện, trên trán hắn gân xanh đồng dạng cũng nhảy động thình thịch, hiển nhiên là bạo nộ đã dâng lên ở mức cao, nếu như nghe được một lời không hợp, e rằng lập tức xuất thủ sát nhân. Nhẫn nại của Mạc Tiêu Diêu đã đi tới cực hạn, mà ý bên trong của Mạc Tiêu Diêu vẫn là đem toàn bộ lực lượng mà Hàn gia hiện tại đang sở hữu đều đổ lên quân gia ở mặt trận đối lập, điều này mà so với dự tính ban đầu Tam Đại Thánh Địa đích thị không giống. Như vậy cũng tốt. Các vị tiền bối thánh địa chỉ cần không can thiệp vào nội vụ của Ngân Thành, Vãn bối đương nhiên tuân theo sự phân phó. Lời nói của Hàn Trảm Mộng rất là phối hợp. Lão tự nhiên không ngốc, nếu như hiện tại mà bản thân kiên trì xử trí tiêu gia, hoặc giả nói là mình cùng quân gia không phải là địch nhân, chỉ sợ đương chàng sẽ cùng mấy vị này tiêu diêu tôn giả ở thế trở mặt. Hiện tại đúng là muốn trở mặt cũng không có khả năng, và lại biến cố đã xảy ra cũng không thể cứu vãn được rồi, có làm gì đi nữa cũng thế, chi bằng thuận tay để cho người ta một phần nhân tình. Nếu một khi khai chiến, thì sẽ lấy tiêu gia làm quân tiên phong, cho chết hết giám súc sinh này. Tôn giả vệ không quần nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lúc trước chính miệng hắn nói ra những người anh hùng đại nhân đại nghĩa, giờ khắc này lập tức biến thành một đám súc sinh. Vẻ mặt hắn cho tới bây giờ vẫn còn có chút hùng hồn, ban nãy lão ra vẻ đạo mạo trang nghiêm mà cưỡng từ đoạt lý, muốn làm tiêu ra thăng vị, kết quả những lời hắn muốn nói còn chưa xong, thì lại xảy bực này sự tình. Hiện tại lão cảm giác những lời nói của mình ban nãy, thật giống như là bị người xem, như là một vờ hài kịch để đùa giỡn một phen là cùng một loại trong lòng tồn tại một cơn phẫn nộ không sao át chế được. Như thế, cũng tốt. Hàn chảm mộng gật đầu. Muốn nói nhưng rồi lại thôi, bằng thử dò xét ý kiến mọi người. Hôm nay tiêu ra tới hồi hạ tràng, âm mưu đã bại lộ, chúng ta ngân thành từ nay cùng với quân gia có thể nói là sẽ không còn mâu thuẫn nữa. Như vậy trận chiến này, không bằng từ đây hủy bỏ. Tránh khỏi một chàng binh đao, coi như cũng là một chuyện tốt đẹp. Nói hưu nói vượn, ý nghĩ hão huyền. Nằm mơ giữa ban ngày, tam đại tôn giả đồng thời thốt ra âm thanh giận dữ phản bác. Ngươi nghĩ rằng chúng ta tham gia trận chiến này là vì tiêu gia. Ngươi xem tiêu gia rốt cuộc là vật quý hiếm gì vậy. Cũng đáng để cho tam đại thánh địa chúng ta xuất thủ. Mạc tiêu diêu nghiêm mặt nhìn hàn trảm mộng, âm trầm nói. Các ngươi đều không nghĩ là hàn gia các ngươi cùng với tiêu gia là như nhau sao? Hàn trả mộng chỉ cảm thấy trong lòng một cổ nộ hỏa vô danh vọt thẳng ra quá đầu. Ngay cả các ngươi là tiền bối cao nhân của tam đại thánh địa, nhưng nơi đây thủy chung lại là phong tuyết ngân thành, hà tất như vậy vênh váo hung hăng không cấp cho ai một tí thể diện lão trên mặt đỏ bừng một trận hơi thở phì phò bắt đầu trở nên nặng nề tuyết xương thanh lo lắng đỡ cánh tay của lấy lão khẽ nói nếu như các vị tiền bối thánh địa đã nói như vậy hết thảy mọi thứ thỉnh các vị tiền bối thánh địa làm chủ hơn nữa nếu như khai chiến mà nói với thực lực thấp kém của chúng ta cũng giúp không được gì hết thảy xin nhờ cậy các vị tiền bối phu phụ chúng ta trước tiên ở đây xin tạ ơn qua các vị tiền bối đã có đại ơn đại đức tương trợ. Nói xong, nàng hướng về phía mặt tiêu diêu hơi cúi người thi lễ. Đây là có ý thối lui nhưng lại cấp cho tam đại thánh địa mặt mũi rất lớn, tự hạ mình một chút nhưng lại có thể tránh nhiều phiền toái. Mạc tiêu diêu nhìn chằm chằm nàng một hồi, đột nhiên mặt giãn ra cười nói. Chính thị là thế, hàn phu nhân đúng là lan tâm huệ chất, thật khiến cho lão hù bội phục. Hàn phu nhân mỉm cười nói. Không dám, tiền bối thần uy cái thế, Tiểu nữ kính chúc các vị tiền bối thánh địa kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Mà lúc này, người của ngân thành Hàn gia đã đem nhân thủ của phía Tiêu gia hết thảy khống chế, tại vì họ căn bản đã mất đi sự ủng hộ của Tam đại thánh địa, nếu như bọn họ có thể đồng tâm hiệp lực, Tiêu Hành Vân không có hồn bay phách lạc, tự mình chủ trì đại cục, đơn độc đối mặt Hàn gia vẫn là có thể liều mạng một phen, thậm chí có thể chiếm được thượng phong. Nhưng lúc này Tiêu Hành Vân đã hầu như sụp đổ, nhân thủ Tiêu gia đều bị rối loạn tư tưởng mà cao thủ tam đại thánh địa ban nãy vì biến cố của mình mà đã triệt để đem tiêu ra ra để trút giận đây mới là điều trọng yếu nếu như họ mà miễn cưỡng động thủ liều mạng thì cũng đồng nghĩa với việc phải nhận kết cục bị tiêu diệt ngay lập tức tuyệt đối không có ai may mắn mà sống sót ngược lại nếu không động thủ may ra còn có một đường sinh cơ căn cứ vào tổ huấn của hàn gia hàn gia tuyệt sẽ không đuổi tận giết tuyệt chí ít cũng cho phép họ kéo dài một hơi tàn dù cho bị phế một thân huyền công nhưng trung quy so với mất mạng thì vẫn tốt hơn hiện tại tất cả mọi người đều cầu khấn, nhân lực quân gia lần này nghìn vạn lần không nên có thực lực quá cao. Nói như vậy, điều quan trọng nhất là, khi xuất chiến còn có cơ hội có thể thừa dịp đấu loạn mà chạy đi. Vậy thì còn có một tia sinh cơ. Mọi người lui xuống nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai, đối chiến thiên phạt, chảm sát quân mạc tà, tuyệt diệt mai tuyết yên. Vệ không quần không hề tức giận nhìn thoáng qua bốn phía, ngữ khí cực kỳ bất thiện. Nhưng vào lúc này, lại có một người thật ngoài ý muốn đột ngột xuất hiện khẩu khí thật lớn, không sợ bị phòng đầu lưỡi a. À. Tiếp theo là một câu nói băng lãnh, cùng với một đạo kiếm quang lóe sáng, lặng lẻ như mặt nước cuối mùa thu, từ hư không xuất hiện, thế như xét đánh, lại tựa như lưu tinh. Kiếm quang vừa mới thoáng hiện, mũi kiếm đã lao nhanh tới trước ngực vệ Không Quần. Theo sau kiếm quang sắc bén kia, cư nhiên chẳng thấy bất cứ nhân ảnh nào, giống như là chuôi trường kiếm này tự hành công kích, mà phong mang của một kiếm này thật đáng sợ, hoàn toàn áp chế khí thế của vệ Không Quần đây không thể nghi ngờ là một kiếm đánh lén nhưng cũng là một kiếm đỉnh phong tốc độ đỉnh phong kết hợp kỹ thuật ám sát tuyệt đỉnh nhưng mà khiến cho mọi người không thể lý giải được chính là một kiếm đánh lén này lại có thể truy tung cảm giác mọi người lúc này dĩ nhiên tràn đầy hoang mang lo sợ tự như đối diện trước sự mãnh liệt huy hoàng của thiên quân chính diện chém giết vạn mã tê minh quân kỳ phần phật bạt ngàn săn giã đây đích thị là một kiếm tuyệt thế của một bậc thiết huyết trượng phu bên trong kiếm quang hàm chứa hai phần hùng tráng hai phần khí phách, hai phần tiêu sái, hai phần đỉnh phong của sự tịch mịch, cùng với hai phần vang cổ dội kim không ai bì nổi. Những loại cảm giác cực kỳ mâu thuẫn như thế mà thật là vi diệu, những điều thần kỳ hoàn mỹ này lại dung hợp trong một đạo kiếm quang. Một kiếm này xuất hiện trong sát na, tất cả mọi người cảm giác được trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, một kiếm này dĩ nhiên trở thành một thứ vĩnh hằng. Dĩ nhiên hài hòa như thế, thật là cân đối, thậm chí còn gây cho mọi người một cảm giác an bình trong lòng ngay cả mạc tiêu diêu loại này cao thủ, khi vừa thấy một kiếm này, trước kinh chấn một chút, sau đó trong lòng còn khen một tiếng. Một kiếm này, thực sự không nên thuộc về nhân gian. Một kiếm kinh hãi thế tục này chỉ có thần tiên trên trời mới có thể có được. Một kiếm thật kinh diễm. Tưởng chừng suy nghĩ đã xong xuôi, mạc tiêu diêu lúc này mới nghĩ tới một việc cực kỳ trọng yếu. Vệ không quần đang ở thế nguy hiểm. Một kiếm thần diệu như thế, coi như là bản thân mạc tiêu diêu, cũng không có tự tin có thể tiếp được, chỉ sợ ít nhất cũng phải thụ thương. Một kiếm đang bay tới, đích thị là của quân mạc tà. Quân mạc tà lợi dụng nhiếp hồn đại pháp, trực tiếp phá hủy thần trí của bát trường lão và cửu trường lão, tiếp đó quán thâu một ít chuyện tốt của mình vào trong đầu bọn họ, để cho bọn họ lấy tiềm thức, bản năng mà tiến hành. Quả nhiên, thành công đem tính toán của tam đại thánh địa cùng với tiêu gia kết thúc, nhìn tiêu hành vân trước mắt hồn bay phách lạc, giống như cái xác không hồn một loại. Tam đại thánh địa chật vật suýt nữa phải đem đầu nhét vào trong đũng quần không khỏi trong lòng đại sướng cũng coi như đẩy ra được trong lòng một ngụm ác khí nhưng một kiếm này cũng không phải hắn đến lúc này quyết định mà là sớm đã có dự mưu quân mạc tài nhìn lão tiểu tử vệ không quần không vừa mắt đã lâu rồi từ lần đầu tiên nhìn thấy quân mạc tài tự đối với vị tôn giả này cực kỳ phản cảm nhìn thấy hắn sớm giờ khoát lắc ầm ý, làm điệu bộ như là lão tử một thân thiên hạ đệ nhất quân mạc tài nhìn hắn ngay cả cái đũng quần cũng không bằng nhất là người này ra vẻ đạo mạo trang nghiêm nhưng lại ở nơi này nói những lời vô sỉ đến cực điểm, còn làm ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt, cho thấy ta liền đại biểu cho chính nghĩa, cái này khiến cho quân mạc tà càng thêm nhức nhối trong lòng. Gà con mà đòi ngạo mạn, xem lão tử cho ngươi ăn một kiếm. Kết quả là, sau khi quân mạc tà đã một tay đạo diễn cho tiêu ra một vỡ bi kịch, hắn cơ hồ không có bất kỳ do dự gì, liền phát ra một kiếm kinh hãi thế tục như thế. Một kiếm này, quân mạc tà cư nhiên đã nghĩ phải tuyệt sát cho bằng được một vị tứ cấp tôn giả xuất vỏ ngang trời, kiếm xuất thệ vô hồi, vô huyết thệ bất quy. Viêm hoàng chi huyết, oai nghiêm mà xuất thế. Đây mới là một kiếm đỉnh phong chân chính. Cùng hai người kia sớm muộn cũng phải đánh một trận. Hôm nay không đánh thì ngày mai ắt đối đầu. Nếu là có thể giải quyết ngay thì chẳng phải là chuyện đẹp nhất sao. Cũng có thể tránh được tổn thất không cần thiết. Sau khi đột phá, quân mạc ta còn chưa ra tay. Nếu có thể lấy máu của một trí tôn cấp 4 để tế kiếm, thì coi như là chuyện cũng không tồi lắm chắc chắn cũng rất thích đi. Huống chi, vị Tả quân này am hiểu ám sát nên đã sớm cực kỳ ngứa ngáy chân tay. Đối mặt đối thủ như thế, đối tượng hèn hạ vô sỉ can thiệp lung tung như vậy mà không tặng cho một kiếm thì quả thực là thiên lý không dung. Phải thành thật xin lỗi nhân dân, xin lỗi đại lục thôi. Cho nên quân Mạc Tả xuất phát từ từ tâm tư thay trời hành đạo, tạo phúc thiên hạ thương sinh linh, mong muốn làm trong sạch tâm linh cao thượng của loài người cùng với một lòng vì nước vì dân, lo nỗi lo trước thiên hạ vui niềm vui sau thiên hạ, cổ vũ cho quan tâm đến hòa bình thế giới, lo lắng cho văn minh vũ trụ của thánh nhân mà ngang nhiên xuất thủ. thể quyết chém lão hỗn sực đến bực này dưới kiếm, mang lại yên ổn công bằng cho chốn nhân gian minh mang đang cuồn cuồn bụi mù. Là người cao thượng như ta mà không làm hỏi còn ai. Hôm nay, kiếm ta ra tay, làm sao còn ai có thể cứu nổi đây? Một kiếm này như từ trên trời bay tới, sinh tử tôn giả vệ không quần bỏ mạng cũng là đương nhiên. Cường giả đẳng cấp tôn giả cũng là người, chỉ cần là người thì sẽ sợ chết, nhất là cái loại mà đã trải qua những năm tháng dài rằng dặc. Người mà trong thời gian dài ngồi trên địa vị cao, người như vậy thường thường càng thêm sợ chết. Một khi thần chết đến thì mọi sự đi tong. Một khi tuyệt mệnh thì muôn vàn vinh quang đến giờ, vạn trùng huy hoàng đều thành lịch sử, hóa thành cho bụi. Đối mặt một kiếm đáng sợ bất thình lình, cho dù với cường giả hùng mạnh dường đó như vệ không quần, tôn giả cấp 4 với năng lực vô cùng cao minh, nhưng xu thế bỏ mạng cũng cực kỳ cao một kiếm này phạm vi uy lực bao phủ kỳ thật cũng không rộng thậm chí có thể nói vô cùng hẹp mục tiêu chỉ có một điểm chính là trái tim của lão bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới com nhưng cho dù là thời cơ hay phương vị thì kiếm này đều đạt đến tình trạng khéo léo tuyệt vời hơn nữa sắc bén đến mức tất cả cao thủ khác ở đây đều cùng không thấy cũng bởi vì mục tiêu nhỏ nên đạo lực càng thêm tập trung một khi trúng mục tiêu thì ắt vong mạng sự kiện thật sự quá mức đột nhiên, vệ không quần quả là tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy thì dường như cũng chỉ có đường nhắm mắt chờ chết. Nhưng hay cho một vệ không quần, quả thật không hổ là cường giả tuyệt đỉnh đương thời. Dưới tình huống ác liệt như vậy mà vẫn còn kịp có thủ đoạn ứng biến, chỉ thấy vệ không quần trong thời điểm nguy cấp đến nơi đột nhiên buồn bực giống một tiếng như sấm sét, sau đó lại hít sâu một hơi, ngay trong giây lát khẩn cấp như vậy thì ba một tiếng, trên thân thể của lão xuất hiện một lỗ thủng đầy quỷ dị. Càng chuẩn xác mà nói, đó lại chính là nơi vốn thuộc về trái tim. Ở đó lại xuất hiện một chỗ rỗng tuếch. Giờ khắc này, quả là quỷ dị tới cực điểm. Tình hình này phẳng phất như thân thể vệ không quần đột nhiên tách rời, lồng ngực cùng với trái tim liền biến mất không thấy đâu nữa đến khó hiểu. Thậm chí, có thể nhìn xuyên qua người lão từ trước ngực ra sau lưng. Trong nháy mắt cái hốc như vậy đột nhiên xuất hiện, gương mặt mạc tiêu diêu trở nên trắng bệch như tờ giấy. Một chiêu này cố nhiên là tuyệt chiêu sau cùng để bảo vệ tánh mạng, nhưng cũng là một chiêu làm tổn thương nguyên khí cực kỳ nặng nề, làm cho trái tim của mình cùng toàn bộ các cơ quan xung quanh chuyển rời vị trí, hơn nữa tự mình miễn cưỡng dồn ép từ da đến xương ra tứ phía để đột nhiên tạo ra một lỗ hổng. Thủ đoạn như vậy, há là dễ dàng sao? Vệ không quần mặc dù nhờ vào đã tăng tu vi lên tôn giả cấp 4, mà thành công lĩnh ngộ một chiêu này, nhưng chưa từng có thi triển trong thực chiến, thậm chí căn bản là không có tính toán sử dụng nó bởi vì lão tuyệt không tin có người nào lại có thể ép mình đến loại tình trạng này. Nhưng hôm nay, ngay cả là không tin đi nữa thì lão cũng không thể không dùng đến. Nếu như vẫn gắng gượng không dùng thì nhất định tử. Tổn thương nặng để nguyên khí hay bỏ mạng tại chỗ, phải chọn cái gì thì không cần nói cũng biết. Vệ không quần mặc dù hận đến nghiến nát hàm răng, nhưng vẫn không thể không lựa chọn như vậy. Lão thậm chí đã làm tốt chuẩn bị cho bước tiếp theo. Chỉ cần thành công tránh thoát một kiếm này, cho dù phải liều mạng chịu nội thương tăng lên cũng sẽ đem toàn lực phản công, nhất định phải tìm cho được kẻ hèn hạ đánh lén mình để toàn lực kích sát. Người này thật sự là rất đáng hận, nhưng cũng thật là đáng sợ. Có một địch nhân như vậy, chỉ sợ cuộc sống hàng ngày cũng khó lòng bình an. Mặc Tiêu Diêu rốt cục cũng có thể thở ra, lão từ nỗi kinh ngạc trở lại như cũ, tức thời tung người dựng lên nhằm hướng sau lưng vệ không quần, một đôi tay đã sớm chứa đầy huyền lực cao thâm tùy thời chuẩn bị đoạt cho được thanh bảo kiếm này thanh bảo kiếm phóng đến cực nhanh như vậy rõ ràng là đã được phóng đi thứ nhất nếu là kiếm đang trong tay người thì cho dù là người kiếm hợp nhất cũng tuyệt không có tốc độ kinh người như vậy thứ hai thanh kiếm này chính là có đường đi thẳng tắp mà bay tới hoàn toàn là một đi không quay lại mục tiêu cực đơn giản cũng chỉ có mỗi chỗ hiểm là trước ngực chỗ trái tim của vệ không quần một chiêu này của vệ không quần mặc dù khó tránh khỏi tổn hao nhiều nguyên khí nhưng thủy trung vẫn tránh được nhát kiếm đoạt mệnh này tuy chỉ là trong chớp mắt nhưng cũng có thể phán đoán ra đây tuyệt đối là một thanh thần binh hiếm thấy bao đời mới có nếu để nó nằm trong tay kẻ phàm trần thì chẳng phải là xúc phạm đến báu vật giường đó sao dưới tình huống như vậy ai cướp thì được cho nên mặc tiêu diêu quyết định không chút khách khí vui lòng đón nhận chỉ trong một cái chớp mắt liền quyết định thanh phi kiếm thần kỳ mạnh mẽ tựa như không ai điều khiển đã cực kỳ thần tốc bay vào khoảng trống đột ngột xuất hiện trong thân thể vệ không quần mắt thấy thanh bảo kiếm sẽ xuyên qua người thậm chí mũi kiếm sắc bén đã nhô ra ở sau lưng lấp lánh hàn quang. Mạc Tiêu Diêu đưa tay khẩn cấp chụp lấy. Lão nắm chắc nhất định chụp được thanh kiếm này dễ như trở bàn tay, nhưng vào lúc này, thanh thần kiếm như không ai điều khiển đang phi hành cực nhanh đột nhiên từ trạng thái kịch liệt phi hành, trong nháy mắt chuyển thành yên lặng. Mũi kiếm sắc thật đã nhô ra đằng sau lưng vệ Không Quần, nhưng hơn phân nửa thanh kiếm lại vẫn dừng lại ở trước ngực vệ Không Quần. Sau đó trên thân kiếm ngay trong nháy mắt đứng yên đó, dưới ánh mắt sợ hãi mà không dám tin của vệ không quần đột nhiên phanh một tiếng tuôn một luồng khí lưu cường đại màu đen giống như là đem một trái bom mạnh mẽ nhét vào chỗ trái tim vệ không quần rồi sau đó lại đột nhiên nổ tung những biến đông kinh ngạc liên tiếp trước mắt vốn đã làm cho mọi người ở đây rung động không thôi nhưng biến cố sau cùng lại càng nằm ngoài dự đoán của mọi người mọi người trước một khắc vẫn còn kinh ngạc chuyện vệ không quần thật không hỗ là cường giả đẳng cấp tôn giả không ngờ lại có thể lấy cách thức kỳ quái như thế để né được một kiếm át phải chết. Nếu là người khác thì khẳng định phải xong đời. Nhưng sau một khắc lại cũng đến lúc vệ không quần xong đời. Luồng khí lưu cường đại màu đen kia đột ngột nổ ầm ầm hết sức kịch liệt, dốc hết sức tuôn vào trong thân thể của vệ không quần. Vệ không quần như bị sét đánh mà run lên kịch liệt một hồi, trên gương mặt giống như ngọc thạch đột nhiên xuất hiện vẻ tuyệt vọng đến cùng cực. Đã dùng đến tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng đến cùng như vậy, vốn là vạn bất đắc dĩ mới sử dụng. Bởi vì khi sử dụng một chiêu này, thì đồng thời vệ không quần tiêu hao một lượng lớn huyền khí làm, cho thực lực bị giảm xuống đến mức suy yếu nhất chỉ trong chớp mắt. Nhưng đúng vào thời khắc mấu chốt như vậy thì lại xảy ra chuyện tình cổ quái như vậy. Thực sự là muốn mạng cái già này. Trường kiếm vèo một tiếng vội vàng thối lui. Sau khi rút ra khỏi ngực vệ không quần thì cứ như vậy, lẳng lặng lơ lửng ở trước ngực vệ không quần khoảng ba trượng. Mà một bóng người áo trắng cũng hiện ra từ cõi hư vô rồi lặng yên biến ảo, chân lơ lửng không chạm đất cách nền đại điện ba thước dưới lớp mặt nạ một đôi mắt sáng lạnh lùng nhìn vệ không quần giống như nhìn một khối tử thi rồi thốt lên với giọng lạnh buốt vệ không quần ngươi xong rồi vệ không quần cúi đầu giống lên một tiếng gì gió giống như là tiếng gầm của dã thú gần chết đúng vào lúc trường kiếm rời khỏi người thì lỗ thùng từng xuất hiện quỷ dị đột nhiên biến mất không thấy đâu thân thể khôi phục lại hình dáng ban đầu tựa hồ căn bản là không có bị bất cứ thương tổn nào nhưng vào lúc mọi người ở đây đang nghi hoặc thì từ trên người vệ không quần đột nhiên vang lên chàng âm thanh giống như dây pháo đại bự nổ tung đùng 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 mà thân thể của lão vào giờ khắc này xuất hiện một cách quỷ dị vô số những sợi tơ máu rất nhỏ chúng xuyên thấu qua áo bào trắng tựa như mưa phùn mịt mù mùa xuân phun ra đầy hư ảo mà lơ lửng giữa không trung vì vậy trong phạm vi nửa trượng quanh người lão trong nháy mắt cũng đã bị máu tươi làm ướt mềm mà nhiễm đỏ thân hình vệ không quần vẫn đứng thẳng ánh mắt sắc bén như chim ưng lão nhìn người áo trắng bịt mặt mà trầm tĩnh hỏi sát thủ trí tôn sở khấp hồn trong âm thanh của lão lại có vẻ tỉnh táo hiếm thấy, toàn bộ không thấy nửa điểm dao động, tuyệt không có phẫn nộ, cũng không có thương cảm, thậm chí không có tuyệt vọng. Hoàn toàn giống như bình thường. Thậm chí so với lão vừa mới rồi thì còn lạnh lùng hơn nhiều. Hiện tại trong lão tỉnh táo giống như một vị đang khám phá sinh tử, thờ ơ nhìn cõi hồng trần. Vị sinh tử tôn giả này trong giờ phút sinh tử cuối cùng thì rốt cục, cũng thể hiện phong độ khí phách của cao thủ. Người bịt mặt đương nhiên không phải sát thủ trí tôn sở khắp hồn, mà chính là Quân Mạc Tà quân đại thiếu gia. Quân Mạc Tà nhìn chăm chú vào vệ không quần tỉnh táo đến đáng sợ, hoàn toàn không có chút dao động. Trong ánh mắt toát ra một vẻ tôn trọng hiếm có. Người trước mặt này mặc dù là địch nhân, hành sự càng cực kỳ xấu xa, chính mình cực căm ghét hắn, nhưng thái độ khí khái của đối phương khi đối mặt sinh tử vẫn đáng cho chính mình tôn kính. Tôn kính đối thủ, kẻ đáng ghét, điều này vốn không mâu thuẫn, cho tới bây giờ càng không mâu thuẫn. Quân Mạc Tà cũng lấy âm thanh tỉnh táo trầm tĩnh mà đáp lại sát thủ trí tôn. Không, ta chính là đương kim vương giả trong giới sát thủ. Vương giả độc nhất vô nhị. Hắn hơi dừng một chút rồi lại bước đi thong thả hai bước trong không trung, mà nhàn nhạt, nhạt nói hôm nay ta đến đây là muốn, cho các ngươi mở rộng tầm mắt thấy được cái gì mới thật sự là, vương giả sát thủ. Xem thủ đoạn truy sát của bản tôn như thế nào. Trong âm thanh của hắn mặc dù bao hàm rất nhiều vẻ tỉnh táo cùng cơ trí, lại càng sung mãn sự kiêu ngạo và ngông cuồng toát ra từ tận xương tủy, từ trong linh hồn âm thanh mặc dù bình thản nhưng tất cả ai nghe được hắn nói những lời này lại đều có một loại cảm giác thực rõ ràng người này chính là đang lấy một loại thái độ cao cao tại thượng của quân vương đang nói chuyện cùng thần dân của mình đang từ trên cao nhìn xuống quan sát chính mình muôn đời mãi mãi duy ta độc tôn chỉ có hơn thiên hạ ai dám sánh cùng ta nói không sai ta không thể không thừa nhận các hạ đích thật là đương kim vương giả trong giới sát thủ vệ không quần cười rộ lên khuôn mặt lạnh lùng của lão giờ phút này đột nhiên hiện ra nụ cười mỉm trong sự vui vẻ đó lại có một loại cảm giác như băng tan mùa xuân đường nét nhu hòa mà ung dung phóng khoáng hoàn toàn không giống một người bị trọng thương vệ không quần chậm rãi nói tiếp có thể giết chết vệ không quần ta thì đích xác không phải chỉ là một kẻ trí tôn cũng có thể làm được cho dù là trí tôn sát thủ cũng không làm được sở khắp hồn xem ra ngươi đột phá rất nhanh tiến bộ cũng rất lớn cái tên sát thủ trí tôn thật là đã không thể xứng nữa rồi chỉ có sát thủ tôn giả mới có thể xứng đáng với thành tựu hôm nay của ngươi. Lão lại không để ý tới sự phủ nhận của quân mạc tà, mà một mực chắc chắn đây chính là sở khắp hồn. Quân mạc tà cơ hồ chố mắt đứng nhìn. Ta nhổ vào, bá đạo như vậy. Khó trách tam đại thánh địa trước đây nhiều lần định áp chế ngươi, mà phải hao binh tổn tướng. Nếu không có tu vi đến mức này thì cũng xác thật khó mà làm được. Vệ không quần mỉm cười nói tiếp lão phu, từ lúc tới ngân thành đã luôn luôn đề phòng ngươi sẽ xuất hiện ta nhận định ngươi tất nhiên sẽ xuất hiện. Ngươi cũng không có làm ta thất vọng. Nhưng ta lại thất vọng đối với chính mình. Ta tự coi mình là rất cao, lại còn đánh giá thấp ngươi. Quả nhiên là danh bất hư truyền, gặp mặt càng thấy xứng danh. Vua sát thủ, danh bất hư truyền, danh xứng với thực. Lão thông rong cười rồi cúi đầu nhìn trước ngực mình. Sau đó lại ngẩng đầu lên đau khổ nói, bởi vì ngay cả khi ta đã toàn lực đề phòng mà vẫn còn là, không tránh thoát nhất kiếm đoạt mệnh của ngươi. Hảo kiếm, hảo tuyệt nhất kiếm, quân mạc ta bắt đầu buồn bực ngươi nha đúng là có bệnh rồi ta đây vừa mới nói rõ ràng mình không phải là sát thủ trí tôn liệu ngươi có còn hiểu tiếng người hay không ngươi đã chết đến nơi mà vẫn kỳ quặc còn luôn một mực chắc chắn mà mở miệng cái nói cái gì mà ngươi tiến bộ ngươi đột phá ta thật sự là nhổ toẹt vào rốt cuộc thì ai là ai đây có điều quân mạc ta không biết hắn đã buồn bực lắm rồi mà lại còn có một khác người ở đây so với hắn còn buồn bực hơn thậm chí là buồn bực nhiều lắm cơ hồ muốn thổ huyết tại chỗ mà người này hiện đang phục ở trên đỉnh đại sảnh khi quan sát thấy cảnh này nhìn nhất kiếm kinh hồn của quân mạc tà thì hắn cơ hồ nhịn không được muốn vỗ tay ủng hộ nhưng lập tức sau đó vệ không quần nói một câu lại làm cho hắn cơ hồ liền buồn bực đến thổ huyết thiếu chút nữa mà giận dữ đến khí tuyệt bỏ mình ta thật sự là không thể nhịn được nữa lũ chó má tam đại thánh địa các ngươi cứ đổ lên đầu lão tử hết bãi phân này đến sọt phân khác thật sự là rất tiện tay nha. Tùy tiện cái gì, nếu coi như là miễn cưỡng thì thôi. Nhưng làm sao lại cũng cứ phải đổ lên đầu của ta mới xong. Như lần này đây cho các ngươi mặt đối mặt nhìn kỹ, ấy vậy mà vẫn còn lại chút lên đầu lão tử. Thế gian này có còn thiên lý hay không nữa đây? Người ta đã nói rõ bản thân không phải là sát thủ trí tôn, ấy vậy vẫn cố ý gò ép chút lên đầu lão tử bằng được, đây là kiểu nói năng chó má gì vậy? Kỳ thật cũng không chỉ người bị hại vệ không quần mà gần như tất cả mọi người ở đây, đều kết luận nhất kiếm tuyệt thế kia duy chỉ có sở khóc hồn. Vị sát thủ trí tôn, không, hiện tại phải gọi là sát thủ tôn giả mới đâm nổi như thế. Nhưng mà người biết rõ chân tướng, ngoại trừ người núp trên đỉnh đại sảnh và quân đại thiếu gia, thì ở đây lại không có một người nào nữa. Nhưng người hôm nay cũng chết chắc rồi. Giết vệ không quần ta, làm sao lại không chôn cùng. Vệ không quần đau nhức nhối nhìn quân mạc ta đứng đối diện nhẹ nhàng lắc đầu mà nói như, thở dài sở khóc hồn, người đã đắc thủ thì thật sự không nên hiện thân người đã hiện thân thì nhất định bản tôn dưới hoàng tuyền sẽ có bạn sẽ không cô đơn nữa vừa nói xong những lời này vệ không quần liền lập tức phát động tiến công một cơ hội tiến công lần cuối cùng trong kiếp này lần phản công vong mạng quá sức thảm thiết cả người vệ không quần như đang không ngừng vỡ vụn thân thể bị chia năm xẻ bảy vẫn tự tiến hành đòn công kích nó đang không ngừng tổ hợp cứ như tuân theo thủ đoạn định sẵn nào đó mà nhằm tới quân mạc tà để liều mạng công kích tay trái của lão lúc thì vung lên khi thì hạ xuống tay phải cũng thường xuyên đột nhiên dài ra rồi đột nhiên ngắn lại bả vai khuỷu tay mùi chân đầu gối bắp đùi bắp chân chẳng có chỗ nào mà không trở thành vũ khí công kích sắc bén của lão tựa như cơn mưa điên cuồng không ngớt chút nào nhất kiếm kia của quân mạc tà liên tục bắn ra hai chiêu kinh thiên làm cho sức sống của vị sinh tử tôn giả gần tuyệt hẳn phải chết không nghi ngờ trái tim của vệ không quần đã sớm tan thành mảnh vụn cùng với lúc kinh khí màu đen nổ tung tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng của lão mặc dù có thể đột nhiên tạo ra một lỗ hổng trên người ở chỗ nhất kiếm sắp đâm tới nhưng trái tim lại vẫn còn tồn tại chỉ là bị lão tạm thời giấu đi có điều với việc lập tức quân đại thiếu gia phát ra kiếm khí tới cực hạn lại nổ tung như bom chiêu thứ hai đã làm trái tim của lão lúc ấy đang yếu ớt tới cực điểm hoàn toàn bị nổ nát tất cả các cơ quan lục phủ ngũ tạng cũng đều biến thành vô số thịt vụn nhưng vệ không quần dù sao cũng là nhân vật tuyệt đỉnh đã trải qua thiên kiếp ở dưới tình huống như vậy lại vẫn có thể giữ được sức sống bất diệt sau cùng thì nhiều huyền khí tinh khiết nên không đến mức bỏ mạng tại chỗ không những thế lão còn có thể phát động lần phản công sau cùng hơn nữa thế công mãnh liệt giống như của một người không hề bị thương như một tôn giả cấp 4 hoàn toàn không bị thương không để ý tới sinh tử của bản thân mà liều mạng phản công thề cùng kẻ thù trước mắt cộng đồng sinh tử cùng xuống hoàng tuyền quân đại thiếu ra làm sao mà để cho hắn thỏa nguyện cùng một người sắp chết mà liều mạng là sự lựa chọn kém khôn ngoan nhất hắn liền tức thời thi triển thân pháp thần kỳ của mình nhẹ nhàng vào một cái né tránh hắn lướt đi như một đạo sương mù có hình mà không chất ở trong đại sảnh cứ thế lượn qua lượn lại mặc dù là sinh tử tôn giả đem hết toàn lực phản công chẳng qua vẫn chỉ là dãy chết mà thôi lúc này cùng với một tiếng gầm lớn một khí thế mạnh mẽ tuyệt đối kinh người khác cũng ập thẳng tới đó là tiêu giao tôn giả mạc tiêu diêu cũng ra tay vào giờ khắc này vua sát thủ trước mắt này quả thật là rất đáng sợ nếu để sinh tử tôn giả vệ không quần đến cuối cùng hao hết huyền khí thì Mạc Tiêu Diêu cũng không có bất cứ tin tưởng nào có thể giữ hắn lại. Duy chỉ có gia nhập cuộc chiến, cùng nhau xuất thủ thì mới hy vọng có thể trước khi vệ không quần khí tuyệt mà bắt được vua sát thủ. Nhưng mặc dù là hai đại tôn giả toàn lực cùng nhau ra tay, mà vị vua sát thủ kia lại vẫn không rơi vào hạ phong. Hắn láo lỉnh lướt đi tứ phương, hiển nhiên rất thừa đường sống. Thân pháp như vậy thì quả thực so với quỷ mị lại còn quỷ mị hơn bốn vị tôn giả còn lại cũng nhao nhao bắt đầu xông lên, người trước mắt thật sự là đáng sợ. Nếu không thể trừ được thì hậu quả thiết tưởng thật không chịu nổi. Chỉ riêng đối mặt quân gia cùng đám huyền thú đã phải cố hết sức như vậy. Thế mà hôm nay, còn mọc ra thêm một vị vua sát thủ có thể truy sát cao thủ cấp tôn giả. Ngay lập tức trong đại sảnh huyền khí tựa, như núi dung biển động làm mọi thứ dung chuyển kịch liệt. Cả đại điện được xây bằng vạn niên huyền băng, cũng lắc la lắc lư như là uống rượu rồi bắt đầu không ngừng phát ra những tiếng két kẹt như người nghiến răng, Quân Mạc Tà cười một tiếng, đột nhiên kiếm quang chợt tắt, trường kiếm biến mất không thấy đâu, thân thể hắn như con bạch hạc bay thẳng tắp lên trời cao. Vệ Không quần bình tĩnh lại chợt sáng mắt lên gầm lớn chạy đi đâu, Thiên Địa Tù Lung. Lúc trước Vệ Không quần còn e ngại thân pháp tuyệt vời của Quân Mạc Tà, nên một mực không dám thi triển Thiên Địa Tù Lung, bởi vì Thiên Địa Tù Lung rốt cục cũng cần dừng thời gian lại một lát. Thời gian mặc dù ngắn nhưng lại đủ để gây ra sự thiếu hụt huyền khí chí mạng với tình trạng trước mắt của vệ không quần một khi chúng chiêu lần nữa thì lập tức xong đời nhưng giờ phút này đã có năm đại cao thủ đến viện trợ không gian mà quân mạc tà có thể thi triển thân pháp đã bị thu hẹp lại rất nhiều tự nhiên lão nảy sinh ý niệm thi triển tuyệt chiêu kia để giết kẻ thù một dao động mãnh liệt của không gian sinh ra dường như không gian cả gian đại điện đã bị chia cách tách ra thành rất nhiều không gian độc lập nhưng thân thể quân mạc tà đáng ra phải bị giam cầm thì vào thời khắc này lại không thấy đâu bóng áo bào trắng vừa mới rồi vẫn còn trên lượn đi trong không trung đã không thấy đâu nữa trước đây từng bị mai tuyết yên dùng chiêu này để giam cầm nên quân đại thiếu gia đã sớm đề phòng chiêu này mà lần thứ hai sau khi đột phá hắn càng mẫn cảm nhận thấy trong thiên địa chi khí có bất cứ điều gì dị thường đang rung động vì vậy lồng giam kia còn chưa tới thì trong nháy mắt quân đại thiếu gia đã một bước ẩn thân vào trong không gian của hồng quân tháp trước hồng quân tháp tác động nhốt chặt không vào không gian của thiên địa tù lung cũng phải mất đi hiệu lực vệ không quần vừa mới mở miệng hô lên bốn chữ kia từ khóe miệng liền nhịn không được mà búng ra một tia máu tươi thân thể lão vốn đã bị trọng thương lại thi triển tuyệt chiêu làm nguyên khí tiêu hao lớn không nghi ngờ là làm tăng tốc đưa mình xuống địa ngục nhưng lão vẫn kiên quyết thi triển ánh mắt vệ không quần chăm chú nhìn lên không trung lão đúng là muốn được xem bộ dáng đáng thương của kẻ thù bị chính mình cố định trên không trung sau đó từng nhát từng nhát kiếm chém cho tới chết cho dù chết đi thì lão cũng muốn rửa sạch mối thù lớn cũng muốn chết sau kẻ thù nhưng lão nhất định thất vọng rồi ánh mắt tràn đầy niềm vui được trả thù trong nháy mắt biến thành kinh ngạc thiên địa tù lung từ trước đến giờ không bao giờ thất bại chỉ cần là võ giả có bậc thấp hơn so với chính mình thiên địa tù lung mà ra thì cho tới bây giờ không ai có thể tránh thoát càng chưa từng có tình huống quỷ dị đến giường này đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ ta lại rơi vào cơn ác mộng hay sao nhưng lúc này nó lại rõ ràng phát sinh trước mắt mình đột nhiên Đoạn kiếm tôn giả Hoa Phong vẫn đứng một bên kêu thảm một tiếng cực kỳ đột ngột, nửa thanh kiếm sáng loáng trong tay bị gãy rời mà rơi lanh canh trên mặt đất. Đôi mắt mở to vẻ không thể tin được, lão trợn mắt há hốc mồm chậm rãi đổ về phía sau. Từ trên lồng ngực của lão có một vòi máu tươi phun ra tung tuế, phốc một tiếng, đỉnh đại điện thẳng trên đầu lão lại sinh ra một cái lỗ thủng tròn vành vạnh nho nhỏ. Đoạn kiếm tôn giả Hoa Phong vẫn không biết, từ khi nào đã bị quân mạc tài nhất kiếm xuyên tim đoạn kiếm tôn giả vào lúc này quả là danh xứng với thực kiếm gãy thân vong mạc tiêu diêu điên cuồng hét lên một tiếng trợn đến nứt mắt gào lớn sở khớp hồn người nhất định phải chết đúng lúc này ở cửa đại điện có bóng trắng đang nhanh chóng di động bóng người giống như ảo như thực mang theo một tiếng huýt sáo réo rắt vụt đi ra ngoài trong tiếng cười tràn ngập khoái trá tựa hồ là muốn khiêu khích những cao thủ trong đại điện vệ không quần nổi giận gầm lên một tiếng phi thân hướng ra ngoài cửa đại điện những sợi tơ máu phun tung tóe nhưng vẫn tụ thành hình người không nói một lời mà đuổi theo. Mạc tiêu diêu thê lương gầm lên, thân hình như làn gió nhẹ đi theo sát. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Tất cả cao thủ bên mình đã cùng tề tụ một nơi, vậy mà lại bị đối phương thong dong đâm một vị tôn giả cấp 4, sau lại nhân cơ hội chém giết một vị tôn giả cấp 2. Còn hắn toàn bộ không nửa điểm thương tổn mà toàn thân lui ra. Mạc tiêu diêu cảm giác được da mặt mình đang bị vứt trên mặt đất, rồi vô số người dẫm qua đạp lại. Cơn giận như thế làm sao mà nuốt trôi được thề phải giết được người này, nếu không còn đâu mặt mũi đứng trong đất trời. Nhưng lão vừa mới đuổi theo ra cửa, liền lập tức thấy được một cảnh không cách nào tin nổi. Chạy phía trước là một bóng trắng đang vèo vèo lóe lên hai cái, lần thứ hai xuất hiện đã vọt xa hơn 10 trượng. Còn ở đằng sau vệ không quần vừa mới chạy khỏi cửa đại điện được hai bước, thì đột nhiên ông một tiếng gào quái dị. Từ trên tấm biển ở đỉnh đại điện đột nhiên lại phóng ra một bóng trắng quỷ dị. Một đạo kiếm quang lóe sáng phốc một tiếng đâm vào sau lưng vệ không quần bên trong mới có một người cũng đã đủ làm cho huyên náo long trời lỡ đất, vậy mà ở chỗ này lại vẫn còn tiềm ẩn một siêu cấp sát thủ khác. Bóng trắng thứ hai một kích đắc thủ liền toàn lực thu kiếm vội vàng thối lui, nhưng vẫn không quên một cước đá bay thân thể của vệ không quần trở, về phía mặt tiêu diêu. Rồi sau đó hắn cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng đi xa, tốc độ cực nhanh không thua gì mặc tiêu diêu. Trong không khí, người này chỉ để lại một câu nói tự hồ rất là giận dữ, và buồn bực lão tử mới là, sở khắp hồn thật sự các ngươi là một lũ cầu mắt mù căn bản chuyện ta không hề làm mà toàn bộ liền đổ lên đầu lão tử lão tử hôm nay nhất định chân chính phải làm một lần sát thủ tôn giả hiếm lắm sao sở khắp hồn tự nghĩ chính mình rõ ràng không làm gì cả thế nhưng vẫn phải thay quân mạc tà để gánh nhận những nỗi oan ức chả biết chút vào đâu thử hỏi nỗi bực tức trong lòng có thể nhỏ được sao chuyện cũ thì chính mình không ở đó tuy là tức giận nhưng cũng không biết làm thế nào còn hôm nay lại tận mắt nhìn thấy tai nghe thấy nên quả thực cũng là tức giận tới bể bụng người ta ở trước mặt ngươi đã phủ nhận vậy mà ngươi lại vẫn còn dứt khoát chắc chắn là lão tử ta ta còn mẹ nó chứ ta đã chừng này tuổi mà vẫn phải giống như một kẻ chịu hàm oan sao đám người chết tiệt tam đại thánh địa cũng quá là vô liêm sỉ ta đây sở khắp hồn chính cống ở đây đã nhìn rõ nghe thấy cái tên giả mạo kia thẳng thừng phủ nhận ngay tại chỗ rồi chuyện rõ ràng như vậy mà các ngươi vẫn còn là không làm sáng tỏ nổi vẫn còn thẳng tay úp cả sọt phân lên đầu lão tử là làm sao. Sở khắp hồn rốt cục hiểu rõ mình phải chịu đựng nỗi oan như thế nào. Nhưng hiểu ra rồi thì cũng càng khiến hắn thêm giận dữ ứ ruột ứ gan. Dường như đám gia hỏa tam đại thánh địa trên dưới đồng lòng một lời đổ cho ai, thì chính kẻ đó phải chịu. Phủ nhận đương nhiên vô dụng, giải thích càng thêm vô dụng. Nghĩ lại những lời tuyên bố trước kia như vậy, khó trách nỗi oan của mình cứ từng bước từng bước chút xuống. Gặp phải mấy băng não tàn như thế có muốn không phải rơi đầu chịu báng quả thật là rất khó khăn. Nhưng có muốn khi dễ người ta thì cũng phải xem đối tượng là ai chứ. Thực sự coi rằng lão tử dễ nắn bóp lắm sao. Mặc ý cho các ngươi nhào nặn sao. Ta thật sự không tin mình sẽ nói lại nổi. Vậy thì lần này dứt khoát cho các ngươi nhìn qua một lần. Cho nên sở trí tôn lửa giận ngút trời, tức sùi bọt mép. Hơn nữa nhìn vệ không quần đang tức tối lao tới, phía sau lưng hoàn toàn không hề phòng bị. Quả là dụ người tới cực điểm, chuyện ngon lành như vậy làm sở khóc hồn đương nhiên là, không cần phải nghĩ ngợi mà thuận tay cho nhất kiếm. Hoàn toàn kết thúc huyền khí duy trì mạng sống cho vệ không quần. Một kích đắc thủ liền lập tức bỏ chạy. Cái lão tổ tông gây họa kia đã hoàn toàn biệt tâm tích, ta làm sao tiếp tục ở chỗ này rơi đầu chịu báng. Sau khi mặc tiêu diêu đỡ được thân thể của vệ không quần, thì bóng dáng của sở khắp hồn đã vọt xa hơn 10 trượng. Trong không trung chỉ còn âm thanh cực kỳ tàn nhẫn vọng lại, tựa hồ đang chậm rãi phát tiết nỗi buồn bực của hắn lão tử mới là sở khắp hồn. Sở khắp hồn. Khắp hồn hồn mạc tiêu diêu chỉ cảm thấy trong lòng đang trào lên một ngụ máu đột nhiên lão thấy hoa mắt lảo đảo một bước rồi cũng nỗ lực gượng đứng lại lão vội vàng cố gắng nuốt trở vào ngụ máu vừa ở lên cổ mà cảm thấy con ngươi của mình như muốn lồi ra ngoài nhưng đồng thời trong lòng cũng xuất hiện nghi vấn mới nếu như kẻ xuất hiện sau mới là sở khắp hồn vậy người vừa mới rồi ở trong đại điện đánh lén ám sát là ai trong lúc nghĩ ngẩn ngơ thì lão thậm chí còn không dám nhìn vệ không quần ở trong lòng đơn giản là thật sự là không đành lòng nhìn. Đúng lúc này, vệ không quần ở trong lòng lão giật giật, rồi chậm rãi mở mắt rồi yếu ớt cười nói đặt ta xuống. Vận mạng của vị sinh tử tôn giả cực kỳ dai dẳng. Lão bị trọng thương trí mạng nhiều lần, sau khi sở khắp hồn đâm nhất kiếm lại tặng một cước, mà lão vẫn có thể ngoan cường cầm cự, quả thật là sống dai. Tay mặc tiêu diêu run lên, lão chậm rãi đặt vệ không quần đứng trên mặt đất. Vệ không quần vịn vào mặc tiêu diêu, tùy ý trước ngực sau lưng lão có vô số vết thương máu đang sùi ra. Run rẩy hai cái, rốt cục lão dựa vào sức lực hai chân để đứng thẳng. Lão cực mệt mỏi trợn tròn mắt ngắm non sông gấm vóc trước mặt, nhìn tuyết sáng ngàn lý, băng phủ vạn dặm. Lão yếu ớt thở dài một hơi, lưu luyến nhìn với vẻ quyến luyến vô hạn. Vệ huynh, ngươi, mạc tiêu diều đau lòng nhìn vệ không quần, chỉ cảm thấy trong lòng chua sót, dĩ nhiên không biết phải nói gì. Lão cùng với vệ không quần có tu vi như nhau, tuổi cũng, như nhau nên rất dễ cảm nhận được tâm trạng quyến luyến vô hạn vào giờ phút này trên mặt vệ không quần xuất hiện một nụ cười châm biếm cực kỳ cay đắng ánh mắt trong nháy mắt đã trở nên bình thản rồi nói ta thật sự không được nữa rồi không nghĩ tới một đời tung hoành mà lại ở vùng núi hoang cực bắc này vệ huynh ngươi tỉnh lại ngươi vẫn còn có hy vọng giọng của mạc tiêu diêu có chút run rẩy đến ngay cả chính mình cũng không tin lời vừa rồi thì với tu vi của lão há có thể không nhìn ra bây giờ vệ không quần hẳn phải chết không còn nghi ngờ cho dù là thiên tiên giáng trần cũng vô dụng. Kể cả quân mạc tà giờ phút này đổi ý toàn lực cứu trị vệ không quần, thì cũng không hề có ý nghĩa. Vệ không quần buồn bã thở dài một hơi, không buồn nghe mạc tiêu diêu nói mà chỉ cố nói tiếp. Lão Phu cho tới nay đã sống 393 xuân thu. Một thân tu vi cũng đã đến đỉnh cao trong đời. Vốn mong trong đoạt thiên chi chiến sắp tới có thể tại chiến trường đoạt thiên, cùng người dị tộc đại chiến một hồi oanh oanh liệt liệt. Cho dù là đem thân này bỏ lại thiên trụ đỉnh thì cũng mỉm cười dưới suối vàng nhưng lại không nghĩ rằng gặp kết quả thế này cho đến những giờ phút cuối cùng mới biết được trong trốn thế gian đông đảo cõi trần dài rằng giặc mà lại vẫn còn nhiều chuyện luẩn quẩn trong lòng không nỡ vứt bỏ lão phu thật sự là không cam lòng phải đi như vậy bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới com bao năm nay ở trong thánh địa cao cao tự đại bảo thủ dần dần cũng trở nên dối trá vô tình người thánh địa ngao du thiên hạ trước đây đủ loại anh hùng hào kiệt lại trở nên tục tằn không chịu nổi như vậy đáng tiếc, chết đến nơi mới biết được chính mình bao năm nay đã sai lầm. Quả nhiên là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Vệ không quần vẻ mặt bình thản mà nói nho nhỏ như thế. Máu tươi không ngừng trào ra từ trong miệng, trong tai, trong mũi lão rồi nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Âm thanh của lão cũng càng ngày càng là mơ hồ không rõ, khó lòng phân biệt được. Nhưng lão cũng gắng gượng nói, cố chấp dùng ánh mắt càng ngày càng mơ hồ của mình nhìn mọi thứ trước mặt. Trong giây lát dường như như lão cảm giác mình đang nhẹ nhàng bay lên, phi lên tới đỉnh cao nhất rồi dõi mắt nhìn một mảnh đất trời bao la chung quanh. Tựa hồ từ cổ trí kim trên giải đất này chỉ có chính mình một thân cô độc. Lão không khỏi có cảm giác cô đơn vắng lặng, mà nhẹ nhàng thở dài nói thật sự tĩnh mịch. Sau đó vị cường giả tuyệt đỉnh liền cứ thế mà đứng, không còn có bất cứ động tĩnh nào nữa. Mạc tiêu diêu ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt vệ không quần lộ vẻ hưu quạnh buồn phiền khó nói. Dường như lão kiếp trước kiếp sau, suốt một đời mà cho tới bây giờ cũng không tìm được một người tri âm dáng điệu cực kỳ lẻ loi cô đơn, nhưng cả người đã không còn sức sống. Vệ huynh, vệ không quần. Mạc tiêu diêu từ đáy lòng còn hy vọng mà kêu hai tiếng. Nhưng chưa nghe hồi âm thì đã thấy vệ không quần nhẹ nhàng buông thõng tay, thân thể đột nhiên ngã ngửa về phía sau. Thân thể lão chậm rãi ngã xuống, nhưng ở giữa không trung lại vang lên phủ một tiếng. Trên ngực lão xuất hiện một cái hốc lớn. Đúng là chỗ trường kiếm của quân mạc tà xuyên qua, cũng chính là nơi lão từng tạo ra một lỗ hồng quỷ dị. Sau đó, từng khối từng khối cơ quan nội tạng nát vụn như đậu phụ theo dòng máu chảy ra. Đến khi lão ngã trên mặt đất, thì có thể thấy nền tuyết trắng trên mặt đất đã bị thấm đẫm máu tươi, mà đổi thành đỏ sẫm. Sinh tử tôn giả vệ không quần vào đúng lúc khám phá ra ý nghĩa sinh tử, thì cũng đã đi đến cuối đời mình. Thân hình mặc tiêu diêu run lên kịch liệt. Lão chậm rãi ngồi xuống, đột nhiên vào lúc này trong lòng chẳng biết gì nữa. Gió lạnh thấu xương gào thét thổi đến, cho dù lão lấy tu vi cao thâm đến mực này mà, cũng cảm nhận sự lạnh lão từ đáy lòng hơn nữa lại còn từ đáy lòng nổi lên rồi lan tràn khắp toàn thân nhớ đến những lời sau cùng của vệ không quẩn mạc tiêu diêu âm thầm thở dài bao năm nay ở trong thánh địa cao cao tự đại bảo thủ dần dần cũng trở nên dối trá vô tình người thánh địa ngao du thiên hạ trước đây đủ loại anh hùng hào kiệt lại trở nên tục tằn không chịu nổi như vậy đáng tiếc chết đến nơi mới biết được chính mình bao năm nay đã sai lầm quả nhiên là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh mấy năm nay sai lầm rồi mấy năm nay sai lầm rồi thật sự sai lầm rồi sao đám ba người cổ thanh vân tiếu thiên nhai cùng khúc vô tình cũng chậm rãi đi tới trên mặt của mỗi người lộ vẻ đau thương khó nói nên lời thiên nhai tôn giả tiếu thiên nhai ôm trong lòng thi thể vẫn còn ấm của đoạn kiếm tôn giả hoa phong vẫn mọi người nhìn nhau mà đều thấy trong mắt lộ vẻ đau buồn gió núi thổi đến mang theo sự lạnh lẽo vô bờ quân mạc tà triển khai âm dương độn khiến thân hình biến mất rồi tăng tốc độ lướt đi như bão táp nhằm hướng mục tiêu cuối cùng của lần di thám thính này đó là đỉnh núi cao ngất cách đó, không xa giống như một thanh trường kiếm đâm thẳng lên trời cao. Kiếm phong sụp đổ tuyết sơn. Chính ngọn núi này, nửa sau mấu chốt trong lời thề của Đông Phương Thế gia. Nơi đó cũng là chỗ Hàn Yên giao ẩn cư. Quân Mạc Tà đi lần này, ngoài việc thăm dò mục tiêu của mình thì còn có riêng một mục đích cho chuyến đi này. Tương lai hạnh phúc của Tam Thúc, đó mới là mục đích thực sự của Quân Mạc Tà. Cho nên hắn kiên trì muốn đi trước khảo sát một phen nếu như hình bóng hàn yên giao không phải giống như trong tưởng tượng của mình hoặc là hàn yên giao đã sớm từ bỏ tình cảm này như vậy quân mạc ta sẽ không chút do dự giết nàng trước khi để nàng nhìn thấy quân vô ý coi như là không hề gặp đây không phải ác độc mà là vì tam thúc nếu như sự thật quả nhiên là thế thì với tính cách làm người của mình quân vô ý tuyệt đối sống không nổi cho dù là ái náy hay là tuyệt vọng đều đủ để lấy mạng của tam thúc tất cả nguồn gốc nợ máu đều tích lũy từ nàng vô luận là vì tam thúc vì phụ huynh vì quân gia, quân Mạc Tà đều không muốn cõng trên lưng thêm một phần nợ máu. Lúc tới đại điện ngân thành chém giết vệ không quần, quân Mạc Tà lại không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, thậm chí cũng không có cảm giác gì giống như niềm vui. Giết là giết, không hề có cảm giác. Cho dù lão ta khi còn sống là oai phong một cõi, đội trời đạp đất như thế nào, nhưng khi trường kiếm của đương quân Mạc Tà cắm vào ngực lão thì cuối cùng đó cũng chỉ là một cỗ thi thể. Chỉ thế mà thôi. Điều duy nhất khiến cho quân Mạc Tà coi như niềm vui bất ngờ cũng như ấm lòng là sở khắp hồn. Vị sát thủ trí tôn này rốt cục vẫn đến. Vì hắn đối với lời hứa của mình đã đến thật sớm. Kiếm phong đứng sừng sững cắm vào đám mây. Từ dưới lên trên gần như dựng đứng. Cứ mấy trượng mới lại có một bậc thang, mà đã lâu ngày nên hơi không thấy rõ lắm. Hơn nữa lại còn bị những tầng băng thật dày phủ lên. Nếu như không có tài nghệ huyền công thượng thừa, thì leo lên đỉnh núi không khác nào đi tìm chết. Càng phi hành lên cao, quân mạc tà càng cảm thấy hơi lạnh thấu xương, lại còn lớp không khí loãng đi. Một người thiếu nữ thanh xuân phơi phới, làm sao chờ đợi 10 năm ở chỗ như vậy? Trong lòng Quân Mạc Tà đã có chút thả lỏng, đã sắp đến đỉnh núi, trước mặt Quân Mạc Tà đột nhiên xuất hiện một cửa hang tối om. Trong nền tuyết trắng bao phủ khắp nơi thì nó cực kỳ dễ thấy. Quân Mạc Tà nín thở chậm rãi nhẹ nhàng đi vào. Lúc này, hắn vẫn tận lực duy trì âm dương độn giữ trạng thái ẩn thân, tự nhiên là vô hình vô ảnh không tiếng động mà tiến nhập thạch động. Quân Mạc Tà ngẩn ngơ nhìn, mặt đất rất là khô giáo cũng rất sạch sẽ, nhưng, nói như thế nào thì ở đây, cũng không giống như là một nơi cư trú lâu dài của một nữ nhân. Thiếu mùi vị son phấn của phụ nữ. Trong động hàn khí so với bên ngoài còn lạnh hơn vài phần. Vách động trơn chuột phát ra thứ ánh sáng trong trẻo. Không cần xem kỹ quân mạc ta cũng biết, cái động này, trực tiếp là đào vào bên trong vạn năm huyền băng mà tạo ra một khoảng không. Nhưng mà cái hang động này bên trong cũng khá rộng rãi và sâu, hơn nữa càng vào sâu càng khúc khuỷu ngoắt ngoéo, đến tận chỗ sâu trong cùng của động, quân mạc tả mới thoáng cảm thấy một chút cảm giác ấm áp. Bên trái tận cùng bên trong, thấp thoáng thấy giường chiếu, đệm chăn được xếp gọn gàng tề chỉnh, mơ hồ có một chút ít hương thơm, thoang thoảng phiêu giật. Bên phải có một chiếc bàn đá, ở giữa trung tâm động là một cái đệm cói, một người áo trắng dáng vẻ tịch mịch lặng lặng ngồi trên nệm, mái tóc đen dài phủ lưng, mặt hướng phía phía bắc, vẫn không nhúc nhích. Ngón tay quân mạc tà chạm đến bề mặt trơn tuột của động bích, thì đột nhiên có cảm giác rồi lõm, nhìn kỹ thử đã thấy cả bốn phía trên vách động chi chít khắc đầy chữ quân mạc tài nhìn kỹ mà không khỏi trong lòng chấn động là tên của quân vô ý khắc đầy ba mặt động bích nét chữ tinh tế xem ra chỉ dùng ngón tay mà khắc lên đá hơn nữa mỗi một chữ đều là rõ ràng cực kỳ nét chữ như hoa tinh tế tề chỉnh muốn dùng ngón tay khắc chữ lên vách động huyền băng vạn năm coi như là thiên huyền đỉnh phong cường giả chỉ sợ vị tất đã đủ khả năng mà hàn yên giao lúc thời khắc tự ra mình ở nơi này cũng hoàn toàn không phải là thiên huyền. Khi đó nàng cũng chỉ là một cô nương chưa tới 20 tuổi, cũng giống như Hàn Yên Mộng lúc này, hơn nữa gia đình thế gia nuông chiều từ bé, đâu có thể có huyền khí tu vi thâm hậu như vậy. Đã như vậy, những chữ này lại đúng là hình thành từ khi đó. Quân mạc tà trong lòng chấn động, hắn cẩn thận tỉ mỉ quan sát kỹ, một số chữ viết rõ ràng có ánh đỏ máu trộn lẫn, nghĩ tới, đúng là do móng tay cọ sát lên đá mà xuất tiên huyết. Nhìn trong thạch động này bài biện giản đơn tới cực điểm, trong cái thân ảnh nhỏ bé và yếu ớt kia còn có chữ tên quân vô ý tràn ngập khắp các mặt động tất cả mọi thứ không cần nói cũng hiểu quân mạc tà sống mũi thấy cay cay một cỗ nhiệt khí cổ quái bốc lên đầu tựa hồ là một trận thương tâm đến bốc hỏa lời lẽ không nói hết tình hàn yên giao đó trong lòng chỉ có quân tam gia tự nhận là vợ chú ba dạ dạ vọng thiên hương kim sinh bất hồi đầu thiên hương hằng đêm ngóng kiếp này không đổi lòng Nữ nhân này, quả nhiên là cả đời chưa từng hối hận mà đổi lòng. Quân mạc tài nhẹ nhàng nghiêng mình ngó theo hướng nàng đang chăm chú nhìn lên tấm thạch bích, không khỏi trong lòng chấn động. Trên thạch bích tề tề chỉnh chỉnh là linh vị của bốn người. Lần lượt là quân vô hối, quân vô mộng, quân mạc ưu, quân mạc sầu. Ghi chú, em dâu bất tài hàn yên giao cung kính lập vị. Không cần nói, quân mạc tài đã minh bạch cái tâm của nữ tử này. Tình kiên cường hơn cả thép, yêu thâm sâu hơn cả biển. Vị nữ tử mảnh mai này, nguyên lai trong lòng sớm đã tự coi mình là dâu của quân gia người của quân gia thảo nào nàng dưới thời gian tiêu ra cầm quyền mà bị đãi ngộ như vậy một câu cũng không có nói ra nhưng quân mạc tà trong lòng đã thừa nhận vị mợ ba này đây là một người cương liệt đáng sợ nhưng bất luận kẻ cố chấp đến mấy cũng đều có thể bị làm cho cảm động xứng đáng là một vị nữ nhân được kính trọng đột nhiên đúng lúc này hàn yên giao ngồi ở đệm cói khẽ thở dài một tiếng nhẹ nhàng mà nói người đến là ai xin mời hiện thân ra đi Quân Mạc Tà lập tức thất kinh, ta dùng âm dương độn cho tới bây giờ đều không ai có thể phát giác, coi như là Tôn Giả đỉnh phong cũng chưa từng có khám phá ra, nữ tử trước mặt này nhiều nhất hiện tại cũng cũng chỉ là Thiên Huyền đỉnh phong tu vi, làm sao có thể dễ dàng phát giác sự có mặt của ta. Xin mời ra mặt đi. Thân pháp của ngươi cố nhiên hết sức ảo diệu, ta không có phát giác, nhưng ta lại cảm giác được sự tồn tại của ngươi. Hàn Yên giao nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhãn thần trong suốt buồn buồn, con mắt của nàng phi thường đẹp, không chút biểu tình ngũ quan tinh xảo giống như là được bàn tay khéo léo tạo hình mỗi một phân mỗi một ly đều là vừa đúng thấy được nữ tử này quân mạc tà mới hiểu được chính xác một từ băng thanh ngọc khiết hàn yên giao cả người tựa như do thiên địa linh khí đúc kết thành trong trẻo lung linh kỳ ảo giống như sau cơn mưa thì bụi trúc xanh đã được gột rửa sạch không dính hạt bụi trần toàn bộ người không chút trang điểm cũng không dùng bất kỳ đồ trang sức gì giống như nước đọng trên lá sen tựa hồ như bất luận đồ trang sức gì mà đeo trên người nàng đều có thể làm giảm đi cái khí chất xuất trần nàng cũng chỉ là đứng như thế này đã đủ làm cho kẻ trông thấy phải hồn siêu phách lạc hơn nữa đối mặt với một người tao nhã vô song như vậy tuyệt đối sẽ không làm cho người đối diện có chút cảm xúc gì khinh suất duy nhất có cũng chỉ là khả năng thưởng thức cũng chỉ có băng thanh ngọc khiết bốn chữ là miễn cưỡng xứng với vị tuyệt sắc mỹ nhân này vị hồng nhan bạc mệnh này hàn yên giao chớp chớp hàng lông mi tiếp tục nói Người ẩn mặt kia, ta thừa nhận pháp môn ẩn thân của người cực kỳ độc đáo, ta thậm chí không có năng lực bắt người hiện thân, ta chỉ là muốn nói cho người một việc, người quên mất một việc rất trọng yếu. Thạch động này, ta đã một mình ở tới 10 năm, tròn 10 năm, mà ở trong này 10 năm, ngoại trừ ta ra, không có bất luận kẻ nào từng tới chỗ này, trong thạch động này, mỗi ngõ ngách, mỗi một vị trí rất nhỏ, ta đều mười phần rõ ràng, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc có cảm giác ra sao ta cũng đã rất quen thuộc thậm chí kể cả là khí trời khí lưu trong này chuyển động ta đều đã quá quen thuộc ngươi tuy rằng ẩn thân xảo diệu ta nếu chỉ bằng thực lực bản thân cũng xác thực không thể nào phát giác nhưng cái cảm giác của ta đã cho ta biết có người lạ xuất hiện ở đây có người vào được hàn yên giao nhẹ nhàng hạ giọng nói đã nói đến mức này ngươi còn không ra sao với thực lực của ngươi đâu cần sợ hãi cùng ta gặp mặt quân mạc ta không khỏi cười khổ một tiếng triệt hồi pháp môn ẩn nấp âm dương độn hiện thân đi ra hắn xác thực là thật quên mất điểm này. Hàn Yên giao sống một mình 10 năm trong thạch động này, hơn nữa, không người làm bạn, mỗi ngày thê lương buồn bã, miên man suy nghĩ, dưới sự cô độc tịch mịch, há có thể không nắm rõ hết thảy mọi động tĩnh trong động. Mà trước mắt, nhưng chính lý do này làm cho thuật âm dương độn chưa từng ai phát giác, của hắn bị bại lộ. Quân mạc ta chỉ còn biết yên lặng, thậm chí là triệt để im lăng. Trên thực tế, rốt của coi như là Hàn Yên Giao có bản lĩnh đặc biệt, cảm giác linh vẫn như vậy, chỉ cần thỉnh thoảng xuống núi gặp mọi người thì cảm giác này sẽ mất đi, nhưng Hàn Yên Hao đã 10 năm nay không có một lần xuống núi. Bên trong sơn động này tuy rằng không nhỏ, nhưng coi như là cấp một người một tòa thành lớn mà bắt ngươi ở lại, 10 năm trời không có bất luận kẻ nào làm bạn, chỉ sợ rằng ngay cả cây cỏ mọi nơi trong thành sẽ đều cho ngươi cảm giác linh mẫn. Đơn giản là cô độc và tịch mịch sẽ buộc người ta phải tìm việc gì đó mà làm, kể cả điều nhàm chán, còn hơn ở không rảnh rỗi. Bằng không, thực sự sẽ làm người ta phát dù bực bội. Ngươi là ai? Hàn Yên Giao lặng lặng nhìn thiếu niên dáng vẻ như ngọc trước mặt, đột nhiên ở trong lòng kịch liệt chấn động nhận thấy kẻ này có nét giống như người kia, lẽ nào? Nghĩ tới đây, thân hình Hàn Yên Giao không khỏi lay động một chút. Quân mạc tả ái náy cười, không có trả lời, nhưng sửa sang lại quần áo, hướng về trên thạch bích nơi linh vị bốn người cung kính lại phục xuống, lần lượt dập đầu lại ba cái, rồi mới đứng dậy. Cái động tác này, so với bất luận ngôn ngữ gì đều có sức thuyết phục hơn hẳn hàn yên giao chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng một trận đầu vắng mắt hoa sắc mặt tức thì tái nhợt kịch liệt lay động vài cái chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên ánh sao nàng hít thở thật sâu mấy hơi cố sức kìm nén từng đợt sóng trong lòng nhưng tim đập cũng càng ngày càng kịch liệt tựa hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nàng vội tựa vào vách động thở gấp lấy hơi nhiệt lệ trong mắt như châu ngọc rơi xuống nghẹn ngào nói ngươi là mạc tà trước mắt là khuôn mặt quen thuộc giống như đã từng gặp qua Quân Mạc Tà một câu chưa nói ra, Hàn Yên Giao liền lập tức xác nhận thân phận lai lịch của hắn. Chỉ là, tuy rằng nàng đã xác nhận, nhưng vẫn là không dám tin tưởng. Người trước mắt này nàng vốn là rất muốn gặp mặt, nhưng cũng là rất sợ phải gặp mặt. Bởi vì, người này gợi đến chuyện tình 10 năm. Hơn nữa là sớm đã thành chuyện tình tuyệt vọng. Quân Mạc Tà mỉm cười nói. Mợ ba thực sự là hảo nhãn lực, Mạc Tà có lễ. Hàn Yên Giao lại hoa mắt một trận, hầu như sắp ngã xuống đất, Nàng quả thực có chút không thể tin là mình còn được nghe câu nói kia, vuốt hai mắt đẫm lệ, dùng sức lấy tay chống lên vách động lạnh lẽo, mơ hồ mà hỏi lại, "Ngươi vừa, ngươi vừa gọi cái gì?" "Mợ ba." Quân Mạc Tà nói rõ từng chữ. "Tam Thúc phái ta tới trước thăm người, tối ngày mai, chúng ta có thể giúp người trở về để người và Tam Thúc đoàn tụ." Giờ khắc này, Quân Mạc Tà đột nhiên nghĩ tới thời gian, trước hắn lo lắng Hàn Yên giao có thể thay lòng đổi dạ cho đến khi gặp thì thấy cái suy nghĩ này thực sự không thể tha thứ căn bản là sự lo lắng vụn vặt thật đúng là suy nghĩ viển vông một nữ nhân tình thâm ý trọng như vậy sao có khả năng ruồng bỏ thay lòng đổi dạ hàn yên giao nghe được một câu nói rõ ràng cũng rõ ràng nghe thấy được quân mạc tà xưng hô với mình nhưng con mắt nàng mở thật to nhìn hắn không thể tin được lắc lắc đầu tựa hồ vẫn đang chưa tỉnh nước mắt xoát xoát chảy lại đột nhiên miễn cưỡng tới cực điểm mỉm cười một chút tựa hồ cố gắng tỏ ra hình tượng dạng dỡ trước mặt người thân, nhưng nàng nhưng không có thành công. Giữa cổ họng nàng bỗng thấy nghẹn ngào, bàn tay xanh sao tựa vào vách động trở thấy vô lực, tuột theo mặt vách băng, cả người mềm mại ngã xuống đất, nàng nức nở, nghẹn ngào, đột nhiên hai tay ôm lấy đầu, cả người run rẩy đứng lên, đôi vai rung rung kịch liệt. Có trời mới hiểu 10 năm qua Hàn Yên Giao đã phải trải qua như thế nào. So sánh với quân vô ý, Hàn Yên Giao không thể nghi ngờ thống khổ hơn nhiều lắm nàng dù sao cũng là một nữ nhân đúng là tình cảm của đàn bà mười năm rồi áy náy tưởng niệm tự trách hy vọng rồi lại sợ lại không thể nói với ai đúng là cô độc với tịch mịch đến vô biên vô hạn nàng trong lòng luôn coi mình là nữ nhân của quân vô ý là người của quân gia nhưng chưa từng có dám can đảm hy vọng xa vời quá quân gia sẽ thừa nhận một người vợ đã gây nghiệp chứng nặng nề sao mà thâm tâm nàng lại có khát vọng không nguôi nàng thậm chí nghĩ tới chỉ cần có thể tái kiến quân vô ý một lần dù cho là tức khắc sẽ phải chết, cũng là cảm thấy mỹ mãn rồi. Nếu sau khi chết, có thể tại mộ bia được khắc chữ quân, cả đời này, cũng đủ thỏa mãn. Thực sự thỏa mãn, không còn có bất kỳ nguyện vọng gì khác. Nàng cho tới bây giờ, cũng không dám cầu xin quân gia sẽ cho quân vô ý cưới mình làm vợ, thậm chí nghĩ như vậy cũng không dám. Bởi vì nàng biết, chuyện năm đó, đả kích đó với quân gia lớn cỡ nào, gây thương hại đến quân gia cỡ nào, làm cho thiếu niên trước mặt thương tâm đến bực nào nhưng hôm nay quân mạc tả một câu mợ ba nói ra tuy rằng chỉ là hai chữ bình thường nhưng trong lòng hàn yên giao cũng nặng như núi bởi vì đó là đại biểu cho sự thừa nhận của quân gia người quân gia đích thân đến thăm hỏi nói chuyện lại thân thiết công nhận thân phận bạn nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha